Chương 1603, sắp xếp của Tổng tham mưu trưởng Tống. Anh đừng mơ. Viên Viên tức giận lườm Diệp Phàm một cái, xoay người vào trong bếp. Không lâu đồ ăn đã được dọn lên, một bàn tròn lớn đông đúc. Trước tiên chúng ta cùng nâng chén, mừng Diệp Phàm một chút. Kiều Hoành Sơn giơ chén lên đề nghị. Đúng là nên chúc mừng một chút. Kiều Viễn Sơn gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Thân phận của cậu trong quân đội thật bí ẩn, đến tôi cũng không biết. Giờ Hoành Sơn về nói tôi thực sự có chút kinh ngạc. Hiện tại nghĩ lại trước kia, cậu có nói đến tuổi này đợt đến cấp phó tỉnh sẽ bước vào nhà họ Kiều, hóa ra là nguyên nhân ở đây. 3. Diệp Phàm đã là tướng quân từ trước. Kiều Viên Viên đặc biệt vui vẻ, mặt ửng đỏ. Đương nhiên, vợ vui vì chồng. Diệp Phàm có thể nở mày nở mặt, trong lòng Kiều Viên Viên tất nhiên vui rồi. Con cũng đã biết trước việc này. Kiều Viễn Sơn nhìn con gái vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vâng, lúc đó con có nói với Diệp Phàm. Hai người đang phản đối, con bảo Diệp Phàm nói ra thân phận của hắn ở bộ tổng tham mưu. Tuy nhiên Diệp Phàm không đồng ý, nói là hắn không quyết tâm ở trong quân đội, chỉ có thể là hư danh thôi. Kiều Viên Viên nói. Viễn Sơn như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Không việc gì, Diệp Phàm có triển vọng. Viên Viên nhà chúng ta cũng sẽ được vẻ vang, nhà họ Kiều cũng sẽ được rạng rỡ có phải không? Bà xã của Kiều Viễn Sơn Diệp Dung vẻ mặt tươi cười nói. Nhìn con gái Kiều Viên Viên một cái, chỉ vào bát thịt vịt lớn nói. Viên Viên, múc đầu vịt cho Diệp Phàm, phải bồi bổ cơ thể tốt, bị thương như thế người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Dù thế nào cũng không được làm cơ thể mình mệt mỏi quá. Không được, không được, cháu là vãn bối. Đầu vịt này cháu không dám ăn. Diệp Phàm vội vàng đứng lên từ chối nói. Nói đùa, có Kiều Viễn Sơn, Kiều Hoành Sơn ở đây, vịt đầu sao có thể đến lân hắn. Ha ha, Diệp Phàm, ăn đi. Chúng tôi đều già rồi, trong số các người trẻ, cậu hoàn toàn xứng đáng. Có thể làm con vịt đầu đàn. Kiều Hoành Sơn nửa đùa nửa thật cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Kiều Thế Hào liên tục gật đầu. Đại ca, anh ăn đi. Kiều Thanh Dương cười gượng một tiếng nói. Bảo anh ăn thì anh ăn đi, ba không thể tranh với anh phải không? Kiều Viên Viên bĩu môi nói. Anh ăn được chưa? Diệp Phàm có chút xấu hổ, chậm rãi gắp đầu vịt. Kiều Viên Viên rất thông minh, dùng đũa gắp đầu vịt sang cho. Em gái, rõ ràng em cứ theo đại ca thôi vậy. Kiều Thanh Dương cười mờ ám, giọng khá lớn. Anh mà nói tiếp. Kiều Viên Viên xấu hổ, mặt đỏ ửng. Dơ dơ nắm tay về phía anh hai Thanh Dương. Tôi câm miệng. Kiều Thanh Dương vội vàng nói, chỉ sợ Kiều Viên Viên tính sổ thì phiền. Cơm nước xong, Diệp Phàm bị hai vị đầu sỏ gọi vào thư phòng. Cậu có chút khó hiểu có phải không? Kiều Viễn Sơn thản nhiên hỏi, Kiều Thế Hào đứng cạnh pha trà. Vâng, tôi có chút không rõ bộ tổng tham mưu vì sao lại làm thế. Thêm nữa bộ tổng tham mưu làm việc làm người ta nghĩ không ra. Diệp Phàm thành thật nói. Ha ha, trước kia cậu có thân phận ở tổ đặc nhiệm A. Tống Định Nhất muốn nhúng tay vào việc của tổ đặc nhiệm A. Tuy nhiên y lo Lỗ Tiến có ý kiến đối với y. Hơn nữa, lúc trước khi xây dựng tổ đặc nhiệm A cấp trên có quy định. Quân đội không được nhúng tay vào việc của tổ đặc nhiệm A. Cho nên vì giám sát quyền lực của tổ đặc nhiệm A, chín ủy viên bộ chính trị và quân ủy đều phải có người trong tổ đặc nhiệm A, chấp hành chức trách giám sát. Tất nhiên là vì đề phòng quyền lực của tổ đặc nhiệm A quá lớn tràn lan, tránh tạo thành tổn thất cho đất nước. Mà thời điểm Tống Định Nhất làm như thế, tất nhiên là muốn đem cậu cột vào một chiếc thuyền. Y tuy nói là không tiện nhúng tay vào việc của tổ đặc nhiệm A nhưng y có thể đối thành cậu đến thực hiện ý đồ của y. Ví dụ như chuyện sân huấn luyện báo săn lần này chính là Tống Định Nhất bắt đầu ra tay ở tổ đặc nhiệm A. Tuy nhiên, Lỗ Tiến không phải chiếc đèn cạn dầu, quyền lực của Lỗ Tiến đặc biệt lớn. Y muốn xây dựng tổ đặc nhiệm A thành một vương quốc độc lập. Tuy nhiên, nguyện vọng của Lỗ Tiến bị lạc phách, mấy ủy viên bộ chính trị và quân ủy sẽ không để Lỗ Tiến làm thế, cho nên, Lỗ Tiến hiện tại lại đang một lần tẩy bài. Y phải loại trừ cái gì trước kia Trấn Đông Hải lưu lại, ở các bộ phận quan trọng đổi thành người của Y. Do đó Y nắm trong tay hoàn toàn tổ đặc nhiệm A. Kiều Hoành Sơn thản nhiên cười nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lãnh đạo báo săn đều bị Lỗ Tiến thay đổi hết, mấy người bạn tốt của tôi Trương Cường và Tề Thiên đều bị Lỗ Tiến lấy hết quyền lực.
Đến bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi, chưa có sắp xếp công việc cụ thể. Tôi nghĩ Trương Cường và Tề Thiên đều không trở về được. Diệp Phàm nói, nhìn Kiều Thế Hào một cái. Yên tâm, hôm nay nếu để Thế Hào tham gia cuộc nói chuyện này, nó sẽ giữ bí mật hết mọi chuyện. Kiều Hoành Sơn nói, lần này Lỗ Tiến nắm được cơ hội rất tốt, tổ nòng cốt số 8 đúng lúc phải tổ chức lại, cho nên, Lỗ Tiến yêu cầu thế nào người khác cũng không có quyền can thiệp. Đời người cũng khó nói, đối với Lỗ Tiến mà nói, lần này chính là cơ hội ngàn năm có một. Kiều Hoành Sơn nói, về chuyện cậu đảm nhiệm phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Cậu nghĩ lại vì sao Tống Định Nhất muốn sắp xếp cậu vào Vịnh Lam Nguyệt. Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, có liên quan đến việc gì. Hơn nữa, chỉ với kinh nghiệm và lý lịch của cậu còn chưa đủ tư cách đảm nhiệm phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Cậu ít nhất phải phấn đấu trong quân đội 10 năm nữa. Tuy nhiên Tống Định Nhất làm như thế là có chỉ hướng nhất định. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Khi Kiều Viễn Sơn nhắc đến, Diệp Phàm suy nghĩ, trong lòng thông suốt, nói. Chẳng lẽ là Tống Định Nhất xếp tôi vào chính là để quấy rầy Lỗ Tiến? Diệp Phàm nói đến đây nhìn ba người một cái, vẻ chưa chắc chắn nói. Không đúng phải không, mặc dù tôi đến căn cứ Vinh Lam Nguyệt, nhưng theo quy định của tổ đặc nhiệm A thì ca cứ là vì tổ nòng cốt số 8 phục vụ. Mặc dù là tư lệnh căn cứ đồng chí Lâm Hoành cũng không thể can thiệp quá mức vào việc của tổ đặc nhiệm A. Công việc trọng tâm của đồng chí Lâm Hoành ở quân khu lĩnh Nam tương ứng với tập đoàn quân. Trợ giúp tổ đặc nhiệm A chấp hành nhiệm vụ mới là công việc của Lâm Hoành. Tôi là một phó tư lệnh viên thì có ích gì. Hơn nữa, vẫn xếp hạng đuôi, chức phó tư lệnh viên hư danh. Trang trí thôi. Ha ha, bày cao với không tốt. Hơn nữa vật bài trí như cậu cũng khá có uy lực. Bởi vì trước kia cậu từng trải qua ở tổ đặc nhiệm A, hơn nữa còn là con át chủ bài của tổ nòng cốt số 8. Bí mật của tổ đặc nhiệm A đối với cậu không phải là bí mật. Vì thế, với chức phó tư lệnh viên của cậu, cậu có thể tự do ra vào tổ nòng cốt số 8. Tôi đoán, cậu vừa đến đảm nhiệm chức vụ, tư lệnh Lâm sẽ sắp xếp cậu phụ trách công tác liên lạc với tổ nòng cốt số 8 của tổ đặc nhiệm A. Đến lúc đó, cậu sẽ là đại diện cho tư lệnh Lâm. Đại diện cho quân đội hỗ trợ đối với báo săn cùng tổ nòng cốt số 8. Hỗ trợ là gì? Hỗ trợ cũng có thể nói là nhúng tay. Nếu cậu hỗ trợ tổ nòng cốt số 8, thì bí mật của tổ nòng cốt số 8 đối với cậu sẽ không phải là bí mật. Tống Định Nhất tính toán rất tốt. Kiều Viễn Sơn thản nhiên cười nói. Phía đông không sáng, phía tây sáng. Người ta nói mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Quan trọng hơn chính là Tống Định Nhất thấy được năng lượng của cậu. Lần trước tổ đặc nhiệm A xuất hiện liên kết tập thể dâng thư ép Lỗ Tiến, xem chừng là cậu làm. Kiều Hoành Sơn nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Vâng, Lỗ Tiến quá mức, muốn xử tôi và vài người anh em, chúng tôi không có công lao cũng vất vả lao động có phải không? Không có cách nào, heo mẹ nóng này cũng sẽ lên cây. Huống chi chúng ta vẫn là người có phải không? Diệp Phàm gật gật đầu. Vậy là được rồi, cậu hiện giờ hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Lỗ Tiến. Hơn nữa, đối với bổ nhiệm của quân uy, Lỗ Tiến hiện tại chắc là căm tức. Lỗ Tiến hiểu biết rất sâu, y chắc chắn hiểu được ý của quân ủy. Cho nên, cậu hiện giờ thành cái gai trong mắt Lỗ Tiến. Đôi khi cậu phải chú ý điểm này. Kiều Hoành Sơn nhắc nhở. Lo gì y, hắn muốn nhớ hận thì ghi hận đi. Tuy nhiên, tôi tin rằng Lỗ Tiến là thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A. Nên điềm tĩnh hẳn là y có. Bằng không, vị trí của y chắc chắn không ngồi được. Muốn làm, tướng quân Đông Hải điềm tĩnh, rộng lớn bao la như biển. Người người trong tổ đặc nhiệm A khâm phục y, Lỗ Tiến là người được tướng quân Đông Hải dạy dỗ. Thái độ Diệp Phàm bình tĩnh cũng không có một tia lo lắng. Lỗ Tiến, điềm đạm của y không so được với tướng quân Đông Hải. Mọi người đều có hai mặt, Lỗ Tiến có Lỗ Tiến mạnh mẽ, cứng rắn. Tướng quân Đông Hải có ưu điểm của ông ấy, cậu không cần phải so sánh hai người. Vấn đề then chốt là sau khi cậu đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt sắp xếp quân đội và báo săn như thế nào mới là quan trọng. Mà Tống Định Nhất sắp xếp việc này, xem ra xây dựng sư đoàn huấn luyện mới của các quân khu lớn phải đến lân cậu. Đến lúc đó, cậu không nhúng tay không được. Tuy nhiên, hiện tại báo săn toàn bộ đã thành người của Lỗ Tiến. Cậu chắc cũng không quen thuộc. Muốn nhúng tay cũng có chút khó khăn, mà lãnh đạo mới nhậm chức ở báo săn. Tôi đoán sẽ không hoan nghênh các tư lệnh quân khu.
Bởi vì tổ đặc nhiệm A có đặc quyền, chính là đặc tội với các quân khu lớn. Không có cách nào, là bọn họ ở trong vương quốc độc lập, quân trong quân. Tuy nhiên, về sau sư đoàn Hồng Kiêm của Thế Hào huấn luyện đều có chút khó khăn. Ừ, không ngờ vận mệnh thay đổi thật nhanh. Vốn Thế Hào đã làm tốt chuẩn bị tiến vào Vịnh Lam Nguyệt, người đã chọn xong. Vận mệnh thay đổi, xem chừng lại bị quấy dày. Kiều Hoành Sơn không ngờ thở dài, đường đường quân ủy viên, tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam không ngờ cũng có lúc không thức thời. Em rể, chuyện huấn luyện của sư đoàn Hồng Kiếm sau này toàn bộ dựa vào sắp xếp của cậu. Ôi, mấy hôm trước tôi định đi tìm thủ trưởng mới của báo săn. Lão già này đùa với tôi, căn bản là không chịu cho mượn sân huấn luyện. Tôi vừa gặp Trần Lương, y cũng có chút mất mát. Nói là sư A của y hiện cũng bị hạn chế. Mỗi lần chọn lựa tinh binh mãnh tướng đến sân huấn luyện đều phải trình Trịnh Phương phê chuẩn. Hơn nữa Trịnh Phương vẫn dài dòng, giữ rất nghiêm, nói là trận chiến ở núi Sương Bối báo săn bọn họ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, hiện tại đang huấn luyện một ít lính mới. Cho nên, tăng cường huấn luyện, sân huấn luyện căn bản là không có thời gian trống. Y ra lệnh, Trấn Lương thiếu chút nữa dậm chân. Kế hoạch huấn luyện của sư A vốn đã sắp xếp bị quấy dày. Thời gian huấn luyện định trước còn không đến 1/5. Kiều Thế Hào có chút bất bình giận dữ nói. Chương 1604, tư lệnh Lâm sửa mái nhà dột. Lỗ Tiến là người máu lạnh, nếu nói không nể mặt cậu cũng có thể nhưng không nể mặt Trấn Lương không thể nào nói nổi. Tướng quân Đông Hải dù sao cũng từng là tổng thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A. Nếu Lỗ Tiến thật sự muốn làm như thế, tôi sẽ tìm y gây phiền toái. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhìn Kiều Thế Hào một cái nói. Kỳ thật, anh hoàn toàn có thể đi tìm tư lệnh căn cứ Lâm. Dù sao, sân huấn luyện của báo săn vẫn là ở Vịnh Lam Nguyệt thôi. Tư lệnh Lâm chẳng lẽ không nể mặt nhà họ Kiều. Vô dụng thôi, tư lệnh Lâm tự mình ra mặt thương lượng với Trịnh Phương. Không ngờ Trịnh Phương nhăn mặt, nói là tư lệnh Lâm đánh nhẽ phải hỗ trợ báo săn làm tốt công tác sao có thể tham lam nắm giữ sân huấn luyện. Nếu báo săn không thể khôi phục. Năng lực tấn công phòng thủ chắc chắn sẽ giảm xuống. Nếu việc lớn mất nước mất dân xảy ra, tư lệnh Lâm phải chịu trách nhiệm vân vân, thiếu chút nữa làm tư lệnh tức giận đến phun huyết. Kiều Thế Hào có chút phẫn nộ nói. Thật sự là khó khăn, đến tư lệnh Lâm đi cũng không nể mặt, tôi đi chắc lại càng không được việc. Diệp Phàm nói xong, cảm giác việc cũng lớn dần lên. Những người khác tôi không lo, tuy nhiên, chuyện Thế Hào cậu phải lo. Kiều Hoành Sơn đột nhiên nói nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Thật ra, Lâm Hoành tuy nói ngồi trên vị trí tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Ngụy Ất nhưng tình cảnh người này thật ra rất xấu hổ. Tình cảnh xấu hổ. Diệp Phàm thầm nhắc lại, nhìn Kiều Hoành Sơn, không hiểu những câu này. Ha ha, cậu chắc chắn không rõ. Việc này rất phức tạp, hôm nay rảnh sẽ nói cho các cậu một chút. Kiều Hoành Sơn nói đến đây, dừng lại nhấp một ngụm trà, giống như phải lấy gọng, nói. Bởi vì Lâm Hoành không có nhiều bối cảnh. Ba, hắn không có bối cảnh sao có thể ngồi lên vị trí tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt cũng không phải căn cứ bình thường. Là căn cứ tiền tuyến phòng thủ trên biển. Nếu khai chiến, chắc trách nhiệm tác chiến quan trọng. Đại vị căn cứ không phải là nhỏ. Vị trí này người nhìn ngó không ít. Ba xem Triệu Quát từ Vịnh Lam Nguyệt đi ra đảm nhiệm phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh. Tư lệnh từ căn cứ Vịnh Lam Nguyệt đi ra rất có tiền đồ. Con thì biết cái gì, Vịnh Lam Nguyệt là quan trọng. Chính là quá quan trọng mới để Lâm Hoành nhặt đồ rơi. Kiều Hoành Sơn hừ nói. Sửa mái nhà dột. Diệp Phàm thầm nói một câu, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Viễn Sơn. Đúng vậy, chính là sửa mái nhà dột. Nói như thế nào nhỉ? Cậu nghĩ lại xem. Thật ra chính là các thế lực tập đoàn không ai nhường ai cuối cùng tư lệnh căn cứ nửa năm không quyết định được. Cuối cùng, có người đưa ra Lâm Hoành, người này trung gian. Thế nào gọi là trung gian, chính là không liên kết. Không kéo bè kết phái, y làm việc gì đều trong tình trạng trung lập, không có khuynh hướng chính trị rõ ràng. Cho nên các tập đoàn lớn tiếp nhận người này. Kiều Hoành Sơn thản nhiên nói. Thì ra thế. Diệp Phàm gật gật đầu. Diệp Phàm. Anh Thế Hào của cậu về sau sẽ là đại diện cho nhà họ Kiều trong quân đội. Trong quan hệ phức tạp, bác cậu vài năm nữa sẽ lui, đến lúc lui về còn không thể giúp Thế Hào đi đến một vị trí nào đó. Nhà họ Kiều mất đi một quyền uy trong quân đội. Kiều Viễn Sơn không ngờ có chút lo lắng.
về hưu, không thể nào. Bác cả còn trẻ, không phải tướng lĩnh cao cấp như báo hoàn toàn có thể công tác đến năm 65 thậm chí 70 tuổi sao? Trước kia có vài nhân vật vĩ đại vẫn cầm quyền đến 7-80 tuổi. Diệp Phàm có chút lạ hỏi. Cậu không rõ, quân đội có một cải cách cung sắp bắt đầu. Các tư lệnh viên của các đại quân khu về sau, sẽ không thể tiếp tục đảm nhiệm ủy viên quân ủy nữa. Bởi vì có đồng chí có ý kiến, cho rằng các tư lệnh viên đại quân khu quyền lực quá lớn, có uy hiếp nhất định đối với Trung ương và chính quyền. Kiều Viễn Sơn nhíu mày thản nhiên nói. Bác cả hoàn toàn có thể đến bốn tổng bộ đảm nhiệm lãnh đạo. Diệp Phàm còn nói thêm. Chắc hắn là đều muốn vậy nhưng tôi nói thật với cậu, không có khả năng. Điều chính của cấp trên không lâu nữa sẽ tới. Xem ra bác cậu sẽ rời vị trí ở đại quân khu lĩnh Nam đến tổng bộ đảm nhiệm phó trưởng ban. Tuy nói là phó tuy nhiên nhưng sao có thể so sánh với nhân vật số một của quân khu. Kiều Viễn Sơn thản nhiên hừ nói. Bác cả không phải là ủy viên quân ủy sao, sao lại có thể đảm nhiệm chức phó ở tổng bộ được. Diệp Phàm kinh ngạc. Ha ha, các đại quân khu bên ngoài là giống như bốn tổng bộ. Tuy nhiên trên thực tế bốn tổng bộ cao hơn nửa bậc so với các đại quân khu. Mà các tư lệnh viên đại quân khu được điều đến bốn tổng bộ thường thường chỉ có thể đảm nhiệm phó trưởng ban. Mà tôi vì là ủy viên quân ủy cho nên, còn có thể tìm được một chức phó trưởng ban khá có phân lượng. Tuy nhiên, thân phận ủy viên quân ủy này xem ra cuối năm khi bắt đầu nhiệm kỳ mới của chính phủ sẽ bỏ đi. Viễn Sơn đã vào bộ chính trị, mà tôi không có khả năng đi đến vị trí rất cao trong quân đội. Người ngoài có chút băn khoăn. Không thể để nhà họ Kiều vừa chiếm chức ủy viên bộ chính trị vừa có chức trong quân đội. Bọn họ nói có chút kinh khủng, mà tôi cũng đã hết tuổi, nhiều nhất làm một lần phải lui. Nhìn Kiều Hoành Sơn vẻ mặt thản nhiên cười cười, nhưng Diệp Phàm cảm giác y cười có chút chua xót. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái nói thêm. Cho nên, vì sao tôi vội vã để Thế Hào tạo ra thành tích, nguyên nhân là vì vậy. Ít nhất, trước khi tôi rời đi. Sư đoàn Hồng Kiếm của Thế Hào phải tạo ra thành tích. Đến lúc đó, nhà họ Kiều chúng ta tính toán trong vài năm đẩy Thế Hào lên thiếu tướng, đến một tập đoàn quân đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Nếu không, nhà họ Kiều mất đi sự ủng hộ trong quân đội. Diệp Phàm, chuyện Thế Hào cậu cố gắng một chút. Kiều Viễn Sơn cùng Kiều Hoành Sơn nói thêm, buộc Diệp Phàm. Cháu sẽ cố hết sức. Diệp Phàm gật gật đầu, bị buộc không có cách nào. Không phải hết sức. Là cậu nhất định phải làm được. Việc này bác cả kính nhờ cháu. Kiều Hoành Sơn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Không ngờ nói ra hai chữ kính nhờ. Diệp Phàm trốn không thoát cũng ra vẻ nghiêm túc nói. Cháu tin rằng có thể sắp xếp một chút thời gian để sư đoàn Hồng Kiếm huấn luyện. Đến lúc đó Trịnh Phương nếu thật sự không đồng ý, cháu cũng muốn đánh ra một chút thời gian. Diệp Phàm đột nhiên khí phách 10 phần. Tốt, người trẻ tuổi nên có khí phách nhất định. Từ xưa đến nay, có thể có thành tựu sự nghiệp đều không phải là người đớn hèn. Không có khí phách sao có thể làm chúa tể một phương. Kiều Hoành Sơn nhẹ nhàng đập bàn, nói nhìn Diệp Phàm một cái. Cậu đến thành phố Hải Đông làm quyền chủ tịch thành phố. Hải Đông nghe nói khá phức tạp, cái khác tôi không rõ nhưng tư lệnh viên phân quân khu Hải Đông tôi sẽ nói trước. Cảm ơn bác cả đã ủng hộ. Diệp Phàm nói. Thời gian lặng lẽ trôi đi đến giữa tháng 8. Thời tiết Thủy Châu đã rất nóng, mà tòa nhà chính quyền khu Hồng Liên qua nửa năm tăng ca ngày đêm, đã xây dựng xong, hơn nữa trang hoàng, đều hoàn thành rồi. Diệp Phàm cũng xuất viện về đến Thủy Châu. Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên buổi sáng vừa lên văn phòng nghe nói Bí Thư Diệp đã trở lại, lập tức đến phòng làm việc của Diệp Phàm. Bí Thư Diệp nghe nói lần này cậu hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án rất thuận lợi. Trương Lăng Nguyên vẻ mặt tươi cười nói. Cũng được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói nhìn Trương Lăng Nguyên một cái hỏi. Mọi công việc ở quận vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, mười mấy khúc xương khó gặp đã xong toàn bộ. Khu sinh thái nhân văn đã tiến vào thời kỳ phát triển. Các dự án 10 phần đều đang phát triển. Tôi tin rằng chỉ cần khu sinh thái nhân văn Hồng Liên sẽ mang đến lợi nhuận không tưởng cho chúng ta. Trương Lăng Nguyên tươi cười nói. Tôi vừa đi hơn 2 tháng vất cả cho anh rồi. Diệp Phàm nói. Không vất cả, công tác có mục tiêu làm căng hăng say. Trương Lăng Nguyên nói xong nhìn Diệp Phàm một cái nói. Bí thư Diệp, tòa nhà chính quyền đã xong. Các đồng chí cấp dưới âm ý muốn vào, tôi nói bí thư Diệp chưa về, việc này nghe anh sắp xếp.
xây dựng tốt thì đến thôi, chờ tôi trở lại làm gì? Diệp Phàm nói, biết Trương Lăng Nguyên kính trọng mình, trong lòng có chút thỏa mãn. Tôi đã nhờ người xem mấy ngày, đều là mấy ngày tốt. Anh xem, ngày nào tốt? Trương Lăng Nguyên cười nói đưa ra một tờ giấy hồng, chắc là mời thầy địa lý chọn ngày. Diệp Phàm nhìn lướt qua, đặt trên bàn nói. Việc này cứ do anh quyết định, tôi sẽ không xem, đến lúc đó cho tôi biết một tiếng là được. Vậy quyết định ngày một đi, các đồng chí ở quận muốn làm một nghi thức đơn giản náo nhiệt cho không khí. Trương Lăng Nguyên nói. Được, vậy chọn ngày đó. Về phần nghi thức, anh sắp xếp đi. Diệp Phàm cười nói. Nhìn Trương Lăng Nguyên một cái hỏi. Công tử Yến Đông của chủ tịch tỉnh Yến đã đến khu Hồng Liên chúng ta chưa? Tới thì đã tới nói là tìm anh. Tôi nói anh có nhiệm vụ, y đi rồi. Trương Lăng Nguyên nói. Ừ, cứ như vậy đi. Diệp Phàm gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán khác. Ban đầu định đánh cuộc thắng sau là muốn Yến Đông đến đầu tư mấy ngàn vạn xây dựng trường học và bệnh viện ở khu Hồng Liên. Nhưng hiện tại hắn sắp đi Hải Đông nhậm chức, khoản tiền này phải để Yến Đông đưa đến Hải Đông mới được. Diệp Phàm biết đến một chỗ nhận chức, cái gì là quan trọng nhất, đương nhiên là tiền. Phát triển kinh tế địa phương, quản lý thành phố tốt, việc nào cũng không thể thiếu tiền. Phát triển khu Hồng Liên đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy hắn cũng làm khu Hồng Liên thất vọng. Không lâu, Vệ Sơ Tỉnh báo cáo công việc cụ thể của quận. Tuy nhiên, gần đến cuối cùng có chút ngập ngừng. Có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta còn ngại sẽ không tốt. Diệp Phàm nói, việc này khó mà nói. Vệ Sơ Tỉnh hơi lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút mới nói. Là như vậy, gần đây nghe đồn trong khoảng thời gian anh không ở đây, công trình sinh thái nhân văn có chút vấn đề. Vấn đề chất lượng. Diệp Phàm ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Diệp Phàm lo lắng nhất việc này, nếu vấn đề này xảy ra chính là việc lớn. Chỉ sợ vì thế mà hỏng việc lớn là phát triển Hồng Liên. Chương 1605, đồng chí Lăng Nguyên có vấn đề. Không hoàn toàn là vì chất lượng, cho dù là có khả năng. Về việc giao khoán có vi phạm quy định giao khoán, ví dụ như dựa vào quan hệ, thu nhận. Vệ Sơ Tỉnh có chút băn khoăn nói. Ai? Diệp Phàm hỏi. Việc này. Vệ Sơ Tỉnh thì thào mãi chưa nói ra được. Rốt cuộc là ai? Diệp Phàm hỏi. Nghe có người nói là đồng chí Lăng Nguyên có nhúng tay vào chuyện gì đó. Vệ Sơ Tỉnh hình như hạ quyết tâm lắm mới nói được. Không thể nào. Diệp Phàm trong lòng cả kinh. Một tia kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, rốt cuộc tình hình thế nào cũng không rõ lắm. Vệ Sơ Tịnh nói. Được, tôi biết rồi, việc này, cô hãy theo dõi một chút, đừng nói ra ngoài việc gì. Diệp Phàm nói. Anh đã trở lại thì dễ rồi, thời gian trước anh không ở đây, một phó như tôi cũng khó mà nói. Hơn nữa, ý kiến của các đồng chí ở quận không giống nhau, rất khó thống nhất. Cuối cùng thiếu chút nữa xảy ra tranh cãi. Vệ Sơ Tịnh nói. Tôi biết rồi. Diệp Phàm như thoáng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trong lòng đã hiểu, xem ra là, trong núi không có hổ, khỉ xương vua. Khỉ ở đây chính là Trương Lăng Nguyên. Đời này, ai không muốn có quyền lực, ai không muốn làm nhân vật số một chứ. Buổi tối Diệp Phàm gọi mấy người Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ và Phạm Cương đến cửa hàng Lão Vương tìm vài món đặc sản miền núi uống mấy chén rượu. Sau khi uống mấy chén xong, Diệp Phàm hỏi. Hải Vĩ, gần đây Ủy ban Kỷ luật các cậu có nhận được thư tố cáo liên quan đến cán bộ của khu Hồng Liên không? Tạm thời không có. Hạ Hải Vĩ lắc đầu, quay lại hỏi. Sao thế, không phải quận có người có vấn đề chứ? Không rõ lắm, là tôi nghe được một chút tin đồn. Nếu các cậu không nhận được thì thôi. Diệp Phàm nói. Ông em, khu Hồng Liên các cậu phát triển rất nhanh. Cậu chính là một người mở đầu, vừa đến khu Hồng Liên liền thay đổi. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của cậu Cố Nhất Võ đi đâu cũng khoác lác, nói là khu Hồng Liên có được ngày hôm nay, y không thể không có công. Hạ Hải Vĩ như cười như không, nói. Y tính cái rắm, trước kia làm khu Hồng Liên thiếu chút nữa hỏng bét. Hiện tại đại ca làm ra thành tích, y không ngờ muốn nhận của mình. Thật là vô sỉ, tôi chưa từng thấy một người vô sỉ như thế. Lô Vĩ mở miệng liền mắng. Ha ha, y muốn nói thì cứ để y nói đi. Công lý trong lòng người, mắt mọi người không mù đều thấy được. Diệp Phàm ngược lại không sao cả, lắc lắc đầu.
Tôi thấy người như thế không thể để hắn kiêu ngạo, không có chút bản lĩnh chỉ được cái khoác lác nói xấu. Phạm Cương tức giận hừ nói. Thôi, đừng tức giận vì người như thế, không đáng. Diệp Phàm khoát tay nhìn Phạm Cương một cái hỏi. Cậu hiện tại ở Đông Hải vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Phạm Cương chợt cười, có một chút đắc ý rồi biến mất ngay. Ông em Phạm Cương rất lợi hại, nghe nói hiện tại đã là quyền phó cục trưởng. Xem chừng chính thức không lâu nữa. Lô Vĩ nhìn Phạm Cương liếc mắt một cái cười nói. Ha ha, cục trưởng chỉ bảo tôi tạm quyền, cũng không có ý gì khác. Và lại để phó cục trưởng kinh nghiệm lý lịch của tôi đều chưa đủ. Phạm Cương được người khác ủng hộ không ngờ hiểu được khiêm tốn nói. Ha ha, có năng lực thì lên thôi, đừng nói với tôi cái gì mà lý lịch kinh nghiệm hay tuổi tác. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, đại ca chính là một ví dụ sống. Anh xem, tuổi của đại ca so với anh không chênh lệch lắm, hiện tại đã là giám đốc sở, so với anh. Lô Vĩ không ngờ có chút chua xót. Ai có thể so với hắn? Không khách gì mua đậu hũ để đâm. Đại ca căn bản là nhân vật đặc biệt. Phạm Cương nói. Diệp Phàm là trường hợp đặc biệt, chúng ta không thể so sánh với cậu ấy. Tuy nhiên, Lô Vĩ, cậu chẳng lẽ thăng chức không nhanh sao? Còn chưa đến 30 tuổi, cậu đã là bí thư đảng ủy công an tỉnh thành. Có bao nhiêu cán bộ ghen tị sắp phát cuồng? Hạ Hải Vĩ cười nói. Ha ha, so với đại ca kém hơn rất nhiều, rất nhiều. Lô Vĩ cười gượng một tiếng nói. Tình hình Hải Đông thế nào, Phạm Cương, cậu nói cụ thể với tôi một chút. Diệp Phàm nhìn Phạm Cương một cái hỏi. Đại ca hỏi Hải Đông để làm gì? Lô Vĩ thầm nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Ha ha, tìm hiểu một chút. Diệp Phàm cười nói. Không đúng, ông em, cậu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi về Hải Đông. Chắc chắn có nguyên nhân, có phải có vụ án liên quan đến Hải Đông? Tuy nhiên, việc này có liên quan gì đến cậu, quái? Chính Hạ Hải Vĩ cũng thấy kỳ lạ, nhìn Diệp Phàm, y thông minh hiển nhiên thấy được một cái gì khác thường. Không phải thế. Diệp Phàm lắc lắc đầu nhấp một chút rượu. Đại ca, có việc gì anh cứ việc nói thẳng. Chúng ta là anh em một nhập, giấu giếm chỉ với người ngoài. Lô Vĩ có chút bất mãn hừ nói. Việc này chưa có quyết định, không nên nói ra ngoài. Diệp Phàm vẫn lắc lắc đầu. Vậy chắc chắn có liên quan đến Hải Đông. Tôi không rõ cậu có gì liên quan đến Hải Đông. Không phải là lãnh đạo tỉnh sẽ ra tay điều chỉnh bộ máy của Hải Đông. Tuy nhiên, việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Huống chi cậu hiện tại ở khu Hồng Liên cũng không phải là ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cũng không liên quan đến cậu có phải không? Hạ Hải Vĩ suy nghĩ nhanh như gió, Diệp Phàm nghe xong muốn bật cười. Nghe Hải Vĩ nói xong, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Làm cho hắn thấy ngại. Anh cứ nói thẳng đi, chúng ta là anh em, chẳng lẽ còn không tin được? Phạm Cương cũng có chút nóng nảy. Thôi vậy, nói cho các cậu một chút, đừng loạn truyền. Việc này còn chưa có quyết định. Diệp Phàm cười cười nhìn mọi người một cái nói. Nói không chừng một thời gian nữa tôi sẽ đến Hải Đông công tác. Sao có thể như thế? Cậu hiện tại đã là phó bí thư thành ủy, đến Hải Đông, không phải là bị hạ cấp sao? Vị trí ở Hải Đông sao có thể so sánh với tỉnh thành? Hạ Hải Vĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không phải là đại ca sẽ thăng chức chứ? Sao có thế được, đại ca đến Hồng Liên chưa đến một năm, lại thăng chức, đây là đạo lý sao? Lô Vĩ thiếu chút nữa hét lên. Ha ha, ý của cấp trên là bảo tôi đến đó, còn là phó chủ tịch Hải Đông, quyền chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân. Diệp Phàm không giấu được nói rõ ra. Chủ tịch thành phố, trời ơi không phải chứ? Lô Vĩ kinh ngạc. Quyền chủ tịch thành phố thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Quyền cái rắm, đều bắt đầu là quyền. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân khai mạc sẽ chính thức thành chủ tịch thành phố. Lô Vĩ hừ nói. Chúc mừng đại ca, không thể tưởng tượng được, đại ca thăng chức thật sự làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phạm Cương vẻ mặt vui mừng, nói. Nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Về sau tôi chính là cấp dưới của đại ca, ha ha. Đúng thế, đại ca đến Hải Đông đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Chức phó cục trưởng của Phạm Cương có thể có lời. Lô Vĩ gật gật đầu. Bộ an ninh quốc gia sao đến lượt Ủy ban Nhân dân thành phố đến lên tiếng, đó là không có khả năng. Diệp Phàm lắc lắc đầu.
Có gì không có khả năng, Bộ An ninh Quốc gia tuy nói là vương quốc độc lập nhưng Cục An ninh Quốc gia Hải Đông không phải địa bàn là ở Hải Đông sao? Sau khi đại ca đến đó chính là vua, người đứng đầu một thành phố. An ninh quốc gia có thể đến địa phương nào, có đại ca ra mặt, một chức phó cục trưởng thì cục trưởng Cục An ninh Quốc gia không nể mặt cấp sao? Lô Vĩ thản nhiên cười cười, biết Diệp Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo. Không nói chuyện này nữa, Phạm Cương hay nói cho tôi chuyện ở Hải Đông trước đã. Tôi muốn biết trước một chút, nếu thực sự có cơ hội đi xuống đó cũng sẽ chuẩn bị tốt một chút. Diệp Phàm nói đến đây nhìn mọi người một cái còn nói thêm. Nói thật, lần này đi Hải Đông, tôi không thể nào sẵn lòng. Với tư cách lý lịch và tuổi của tôi, đi Hải Đông thật sự có người rất căm ghét. Bị người ta ghen ghét thế không tốt, hơn nữa, đối với việc quản lý một thành phố, tôi vẫn thiếu tự tin. Đại ca nói đùa, khu Hồng Liên lớn hơn huyện, anh không phải quản lý rất tốt sao? Hơn nữa, khi ở Ma Xuyên không phải làm cũng rất oanh liệt sao? Tôi thấy Hải Đông cũng không có gì, chỉ là phạm vi lớn hơn một chút, nhân sự phức tạp hơn một chút thôi. Lô Vĩ hừ nói. Lô Vĩ, việc này không giống thế. Không chỉ vấn đề phạm vi lớn hay nhỏ. Nếu Diệp Phàm thực sự tới Hải Đông, hắn chính là nhân vật số một của một thành phố. Cậu nghĩ lại xe, một núi không thể có hai hổ, chúng ta đều lăn lộn suốt, chẳng lẽ còn không hiểu. Chủ tịch thành phố cũng rất khó hợp phách, chủ tịch thành phố muốn đều bị ngăn cản. Như Diệp Phàm các cậu không phải không biết rõ lắm, muốn thật tâm vì dân làm việc, nhưng, nếu việc này nếu thật sự chạm vào lợi ích của một bộ phận nhỏ trong thành phố, bọn họ tất nhiên sẽ gây sự. Mà Hải Đông, phe bản địa cũng khá mạnh mẽ cứng rắn. Nghe nói chính là người lớn lên ở đó, Phạm Sa. Cán bộ đề bạt trong tay hắn ước chừng có thể chiếm 3 phần địa bàn của Hải Đông. Cậu nghĩ lại xem, Diệp Phàm xuống đó, những người này sẽ nghe lời sao? Đến lúc đó lệnh không thông, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo không ai để ý đến. Đây không phải là buộc Diệp Phàm vật tay với Phạm Sa sao? Hai người vật tay, việc này sẽ phiền toái. Hạ Hải Vĩ hơi có vẻ lo lắng nói. Quản gì y, mọi việc đều do con người làm ga, sợ gì? Lô Vĩ nói. Phạm Sa nghe nói từ trước đến nay đều nói một không nói hai. Trước kia chủ tịch thành phố Trần Khải bị y ép đến mức không thở nổi. Phạm Sa chẳng những muốn xen vào chuyện đảng ủy của mình, hơn nữa, bên chính quyền thành phố y cũng muốn nhúng tay. Nghe nói chủ tịch Trần có một lần không kìm nổi, tức giận với Phạm Sa. Lúc đó Phạm Sa liền đập bàn, cuối cùng vẫn là chủ tịch Trần đến chỗ Phạm Sa giảng hòa. Phạm Cương nói ra tin đồn nghe được. Chẳng lẽ Phạm Sa không có đối thủ? Diệp Phàm hừ nói. Có, chắc chắn có. Nghe nói có phó chủ tịch thường trực thành phố Trương Minh Sâm nghe nói cũng phát triển từ cán bộ địa phương, Phạm Sa có khi còn có thể chiếu cố y. Ví dụ như người do Trương Minh Sâm đề bạt, có khi Phạm Sa cũng sẽ gật đầu cho y một chút ngọt. Phân cho y chén canh để nếm thử một chút. Phạm Cương nói. Chỉ có Trương Minh Sâm thôi sao, không có người khác nữa. Diệp Phàm hỏi. Việc này, người khác tôi cũng không nghe nói qua. Tôi ở Cục An ninh Quốc gia, chuyện xảy ra ở thành ủy cũng rất ít nghe thấy. Hơn nữa, trước kia không biết đại ca muốn đến Hải Đông, cũng không chú ý tới tình hình. Phạm Cương lắc lắc đầu. Chương 1606, kẻ gây rối. Thôi vậy, uống rượu đi. Diệp Phàm khoát tay cáo, cầm chén rượu cùng mấy anh em uống. Ngày 15 tháng 8. Nghi thức vào trụ sở mới của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân khu Hồng Liên. Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên đặc biệt vui vẻ, chỉ bắt tay các đại biểu của các khu lân cận và các cơ quan tỉnh thành đến tham gia nghi thức. 8 giờ, Diệp Phàm đến nơi, thấy mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không có việc gì làm, dưới sự dẫn dắt của tuy nhiên thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng cũng vui vẻ đi thăm trụ sở làm việc mới. Bí thư Diệp, ngồi xuống, thử chiếc ghế tựa mới chắc chắn thoải mái. Phạm Đông Bằng tươi cười nói. Vậy thử chút xem sao. Diệp Phàm cũng có hứng thú thử ngồi xổng, xoay một vòng, khen. Không tồi, rất thoải mái. Đông Bằng, làm phiền cậu. Không sao, vì lãnh đạo phục vụ đặc biệt là phục vụ bí thư Diệp là việc tôi phải làm. Nói đến đây Phạm Đông Bằng còn nói thêm. Bí thư Diệp, anh xem xe, văn phòng này cần bố trí lại hay là thay đổi gì tôi sẽ cho nhân viên làm tốt. Rất tốt rồi. Không cần sửa lại nữa. Diệp Phàm khẽ cười nói, thầm nghĩ tôi cũng không biết có thể ngồi bao lâu, lập tức sẽ đi,
còn sửa cái con khỉ không cần phải làm chuyện không phải làm. Đông Bằng, tôi không ở đây một thời gian, cậu làm việc vất vả. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không vất vả, tôi vừa nói, cố gắng vì bí thư Diệp, tôi mệt chết cũng tình nguyện. Đông Bằng nịnh nọt lộ liễu. Đông Bằng, thời gian tôi không ở đây, mọi việc ở quận đều tốt chứ. Diệp Phàm giật mình nhìn Đông Bằng một cái thuận miệng nói. Bởi vì mấy ngày hôm trước nghe vệ sơ tỉnh báo cáo xong, hình như nói chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên có chút vi phạm quy định về giao khoán. Phạm Đông Bằng là trưởng ban thư ký của quận ủy, đại quản gia của quận ủy, việc này hẳn phải rất rõ. Bí thư Diệp, có một số việc tôi không biết có nên nói không? Phạm Đông Bằng đột nhiên nghiêm túc nói. Nói đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Anh xem đi. Phạm Đông Bằng đi ra phía cửa, kiểm tra thấy đã khóa mới quay lại đối diện Diệp Phàm lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu. Xem ra Phạm Đông Bằng là người rất cẩn thận, y nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Bí thư Diệp, tôi cũng không phải người thích nhiều chuyện, tuy nhiên. Việc này nếu không báo cáo với anh, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện liên lụy đến anh. Hơn nữa, xây dựng khu Hồng Liên đã đến giai đoạn trung tâm. Chúng ta không thể vì một chú mà phá hủy cả việc xây dựng phát triển khu Hồng Liên. Diệp Phàm cầm tài liệu, cẩn thận quay người một chút, thấy cũng là tài liệu về việc Trương Lăng Nguyên vi phạm quy định. Diệp Phàm trầm mặt hỏi. Tài liệu này là thật sao? Chắc chắn là thật, cô gái đó là Hồng Liên, từ dưới điều lên phòng tài chính quận. Cũng không biết thế nào, trước đó không lâu, chủ tịch quận Trương đến phòng tài chính quận kiểm tra công tác, không ngờ cô lọt vào mắt. Thường xuyên qua lại, hai người sau độ chục ngày đã thành nhân tình. Bởi vì lúc đó chủ tịch quận Trương bảo tôi đi thay cô giao vài lần tiền, cho nên tôi rất rõ. Chủ tịch quận Trương vốn đang là người xem là chính trực, vì một người phụ nữ, không ngờ lấy hơn 60 triệu cho em trai của Hồng Liên bắt đầu sự nghiệp. Nghe nói toàn bộ khoản tiền này đầu tư vào một nhà máy. Thời gian đó anh lại không ở đây, chủ tịch quận Trương một tay che trời, chúng tôi không có căn cứ chính xác. Và lại, việc này chúng tôi cũng không tiện tìm hiểm. Cho nên, chờ anh trở về quyết định. Hơn nữa, tài liệu này tuy nói đều sao chép nhưng đều là sao chép y nguyên. Thêm vào đó, được giữ bí mật, tôi cố gắng lắm mới lấy được. Trước đó nghe nói bí thư Diệp hỗ trợ ủy ban kỷ luật chấp hành nhiệm vụ bí mật, chúng tôi gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Việc này, tôi cũng không nói được với người khác. Phạm Đông Bằng nói, to gan lớn mật nhỉ, vì một người phụ nữ, có đáng không? Diệp Phàm đập một đấm lên bàn. Văn phòng cũng rung lên, nhìn Phạm Đông Bằng một cái nói. Tôi biết rồi, cái này để tôi cầm. Tôi đi trước, ra kia chờ anh, nghi thức bắt đầu rồi. Phạm Đông Bằng nói. Cậu đi đi, việc này đừng lộ ra, tôi sẽ xử lý, đừng ảnh hưởng đến buổi lễ. Diệp Phàm nói, Phạm Đông Bằng vừa đi, phòng Diệp Phàm vang lên ba tiếng nổ, tất nhiên là chén trà bị Diệp Phàm chút giận, hắn mắng. Đồ khốn khiếp. Không lâu vệ sơ tỉnh bị Diệp Phàm gọi vào văn phòng. Xem qua tài liệu, vệ sơ tỉnh nói. Tôi cũng nghe nói qua, bảo người theo dõi việc này. Tuy nhiên vẫn không lấy được chứng cứ. Xem ra, đồng chí Lăng Nguyên thật sự là có việc này. Vì một cuộc tình mà làm như vậy, ôi, không đáng. Một cuộc tình sẽ hủy cả khu Hồng Liên chúng ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hay là nhanh chóng báo cáo việc này cho bí thư đoàn, tìm đồng chí Lăng Nguyên nói chuyện. Đem toàn bộ tiền tham ô về. Vệ sơ tỉnh nói. Sau khi kết thúc buổi lễ hãy báo cáo. Không để tinh thần Lăng Nguyên bị ảnh hưởng làm hỏng nghi thức. Hôm nay y là diễn viên chính. Diệp Phàm nói. Đúng giờ, khách khứa đến rồi, Đoàn Hải Thiên cùng các đồng chí ở thành ủy Thủy Châu cũng đến. Chu Sâm Mộc cũng cùng các đồng chí ở ủy ban nhân dân đến. Ở tỉnh cũng có khách đến. Các nhân vật số 1, số 2 của các khu huyện đến được đều đến. Nhân viên có mặt cũng gần đầy đủ hết. Đầu tiên là trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng chào mừng các vị đại biểu. Sau đó Trương Lăng Nguyên hắng giọng bước bình thản lên lễ đài, đầu tiên nhìn mọi người một cái, nói. Thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí khu Hồng Liên. Vừa mới nói đến đây, từ ngoài đi vào vài người. Những người này đều là những cô gái mặc quân phục kiểm sát xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc, có thể nói như giọt mực. Người đi đầu xem ra đã 50 tuổi hơn, mặt rỗ khó ưa. Diệp Phàm thấy người này có chút dị dạng, hình như là đế phá án. Tuy nhiên Diệp Phàm nhìn lướt qua,
không biết một ai. Đối với khách không mời mà đến này, cũng làm cho ít nhiều náo động. Phần lớn các đồng chí đều đến đây tham dự lễ mừng nhà mới của quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Lúc này, viện trưởng viện kiểm sát khu Hồng Liên Tằng Chí Đắc bước lên trước. Từ xa đã lên tiếng chào người mặt dỗ. Kiểm sát trưởng Mâu cũng bớt thời giờ đến đây, thật sự là khách ít đến, ha ha. Phó kiểm sát trưởng Mâu là người này sao? Diệp Phàm hỏi Lô Vĩ ngồi cách đó không xa. Lão già này là phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh Mâu Kinh Sinh. Ông ta cũng là khách đại ca mời đến. Lô Vĩ chạy đến nói nhỏ vào tai Diệp Phàm, y nhìn Mâu Kinh Sinh một cái hừ nói. Cũng quá tự đại, đến muộn còn khoe khoang như thế, mẹ ơi. Ha ha, thôi vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, còn tưởng là khách do Trương Lăng Nguyên mời đến. Cũng không để ý. Đồng chí Tằng Chí Đắc, chúng tôi hôm nay xuống đây bắt người. Vẻ mặt Mâu Sinh Kinh vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Hơn nữa, giọng không nhỏ, các đồng chí ngồi quanh đều nghe được. Chính Trương Lăng Nguyên vẻ mặt cũng hơi sửng sốt dừng nói. Việc này Diệp Phàm nghi ngờ lão già này cố ý. Bắt người, là ai? Tằng Chí Đắc hơi ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Chính là y. Mâu Kinh Sinh vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Trương Lăng Nguyên trên lễ đài hừ nói. Trương Lăng Nguyên vừa nghe thấy, mặt tái đi. Tuy nhiên, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Vì tai Diệp Phàm rất thính, cho nên nghe thấy hết. Thầm thở dài một tiếng, xem ra là chuyện Trương Lăng Nguyên bị người ta chọc vào rồi. Hơn nữa, nhìn tư thế của Mâu Kinh Sinh, chính là muốn bắt người trước mặt mọi người, làm khu Hồng Liên xấu mặt thôi. Chẳng lẽ hướng về phía hắn? Diệp Phàm suy nghĩ nhanh vài giây. Hắn đi vào phòng vệ sinh, vội cầm điện thoại gọi cho Hạ Hải Vĩ. Nói qua chuyện của Trương Lăng Nguyên. Không xong rồi, chắc chắn có người đâm Trương Lăng Nguyên. Theo như cậu nói thì Mâu Kinh Sinh khoe khoang muốn bắt người, rõ ràng là muốn đánh đảng ủy và chính quyền khu Hồng Liên. Bằng không, vì sao chậm không bắt sớm không bắt, đến này hôm nay tổ chức buổi lễ mới bắt. Người ta tối kỵ làm như vậy. Bình thường muốn bắt người cũng đợi khi tan họp xong mới bí mật nói với các cậu rồi đưa người đi. Việc này, nếu chưa thông báo cho cậu, xem chừng đến cả bí thư đoàn cũng chưa biết gì. Hạ Hải Vĩ nói. Chắc chắn chưa nói với bí thư đoàn, nếu nói chắc chắn bí thư sẽ nói với tôi trước. Cũng không xuất hiện trong ngày hôm nay như thế. Hơn nữa, tôi nghi ngờ đao này là đâm đến tôi. Hôm nay đánh vào thể diện của khu Hồng Liên chính là đánh vào thể diện của tôi. Nếu nói người này tức giận với một số đồng chí ở quận, hẳn là không dám nhằm vào toàn bộ khu Hồng Liên. Diệp Phàm nói. Tôi lập tức đưa người xuống đó. Hạ Hải Vĩ nói, nghĩ một còn nói thêm. Lập tức bảo người khống chế Vu Hồng Liên, bí mật mang đi. Bọn họ không tìm thấy người, án này còn có thể kéo dài thêm chúng ta sẽ có cách. Việc này tôi sẽ cho Trần Quân làm. Diệp Phàm nói xong lập tức gọi điện thoại cho Trần Quân, bảo hắn đưa Vu Hồng Liên đi. Các anh tìm chủ tịch quận Trương. Tằng Chí Đắc hỏi. Đồng chí Tằng Chí Đắc, hôm nay tôi đưa đến đây chính là các đồng chí ở cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát. Mâu Kinh Sinh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Việc này, có phải là nên nói với Bí Thư Diệp? Bí Thư Đoạn cũng đã ở đây. Tằng Chí Đắc có chút khó coi, nói. Bọn họ chúng tôi tất nhiên sẽ thông báo. Tằng Chí Đắc hy vọng anh hỗ trợ chúng tôi đưa đồng chí Trương Lăng Nguyên đi. Mâu Kinh Sinh vừa nói ra câu này, thiếu chút nữa Tằng Chí Đắc hắt hơi. Người này hối hận muốn chết, sao lúc nãy lại ân cần chào hỏi, giờ gặp phiền toái thế này. Nếu chính y hỗ trợ Viện Kiểm sát tỉnh bắt Trương Lăng Nguyên, thì y sau này còn có thể lăn lộn ở khu Hồng Liên sao? Chắc Diệp Phàm sẽ rút ra mình, nếu không hỗ trợ vậy trực tiếp đắc tội với Phó Kiểm sát trưởng Mâu, việc này càng nghiêm trọng. Phải biết rằng, Mâu Kinh Sinh là Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát tỉnh. Người đứng thứ hai trong viện, nếu để y ghi hận trong lòng, sau muốn tiến lên cũng khó. Lô Vĩ, ngăn Mâu Kinh Sinh. Diệp Phàm hừ nói. Chương 1607, muốn đưa người đi không có cửa đâu. Tôi hiểu rồi, đồ chó Nhật này, hôm nay đến đây là muốn gây rối. Lô Vĩ hừ nói đi sắp xếp, sắc mặt Đoàn Hải Thiên bắt đầu trầm xuống. Các lãnh đạo trên đài chủ tịch đều im lặng theo dõi, tất cả xem kịch vui. Hơn nữa, có các đồng chí của các khu khác vẻ mặt vui khi thấy người gặp họa nhưng bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Mẹ nó! Diệp Phàm thầm mắng một câu. Kiểm sát trưởng Mâu,
việc này có phải nên đợi buổi lễ tổ chức xong mới làm? Tằng Chí Đắc nhìn vẻ mặt u ám của Diệp Phàm, sau đó nhìn mọi người một cái nói. Xem ra, tôi nói không ai nghe có phải không? Mâu Kinh Sinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một đồng chí trung niên nói. Đồng chí Ninh Thạch, lập tức bắt người đi, tránh phức tạp. Được. Người tên là Ninh Thạch đáp, sau đó ra hiệu. Hai kiểm sát trẻ tuổi đi lên nhằm thẳng lên lễ đài chỗ Trương Lăng Nguyên. Dừng tay, không có chút quy củ nào. Các cậu bình thường phá án thế nào? Phải nghiêm túc có biết không? Lúc này phó kiểm sát trưởng Mâu hiển nhiên tức giận, nhìn Ninh Thạch hừ một tiếng. Ninh Thạch sau khi hơi ngạc nhiên lập tức xa sầm mặt nói. Còn không lấy đồ ra, thật không đúng. Bình thường tôi dạy dỗ các anh thế nào? Một chút quy củ cũng không có. Về viết kiểm điểm. Hai kiểm sát trẻ tuổi vừa nghe, lập tức hiểu. Một trong số hai đồng chí vẻ mặt khó coi, lấy từ bên hông ra một vật sáng bóng. Người kiểm sát trẻ xem ra là rất tức giận, tranh thủ vẫn chưa chú ý huých vài cái, phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Chắc chắn là cố ý gây sự. Diệp Phàm thầm hừ lạnh một tiếng. Hừ. Đoàn Hải Thiên hừ một tiếng, xoay người bước đi. Mà các ủy viên thường vụ tỉnh thành cũng đi ra, khách khứa cũng đi rồi. Không lâu sau trên đài chủ tịch chỉ còn lại vài ủy viên thường vụ của khu Hồng Liên. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Diệp Phàm. Mọi người tuy đều muốn chạy nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn trên đài chủ tịch, bọn họ cũng không dám đứng lên. Hơn nữa, kỳ lạ chính là, đối diện với nhân vật khá có năng lượng của Viện Kiểm sát tỉnh Phó Viện trưởng Mâu, Diệp Phàm không hề có ý bước lên nghênh đón. Nhân viên khu Hồng Liên đều đoán ra, xem ra là Diệp Phàm thể hiện sự không hài lòng với Phó Kiểm sát trưởng Mâu. Đồng chí Trương Lăng Nguyên, chúng tôi là người của Viện Kiểm sát tỉnh. Tôi là Thạch Ninh, phụ trách cục chống tham nhũng. Vì có vụ án liên quan đến anh, mời anh đến Viện Kiểm sát tỉnh một chuyến. Thạch Ninh lên tiếng, nhìn Trương Lăng Nguyên nói. Từ từ đã. Diệp Phàm đột nhiên khoát tay áo, thản nhiên nói. Nhìn mọi người một cái rồi nói. Các anh làm gì thế? Vị này chính là bí thư Diệp của khu Hồng Liên. Tôi là Thạch Ninh, là phó cục trưởng cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh. Lần này xuống đây chủ yếu là yêu cầu đồng chí Trương Lăng Nguyên đến Viện Kiểm sát tỉnh giải thích. Thạch Ninh vừa thấy Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Phó cục trưởng cục chống tham nhũng, hừ, đồng chí Thạch Ninh, đồng chí Trương Lăng Nguyên là cán bộ của thành ủy thành phố Thủy Châu. Việc này các anh đã báo cáo với bí thư đoàn chưa? Tới thật là bất ngờ. Diệp Phàm hừ nói. Việc khẩn cấp, chúng tôi không kịp. Sau khi việc này xong, phó kiểm sát trưởng Mâu sẽ thông báo với bí thư đoàn. Thạch Ninh nói, biết Diệp Phàm có chút tức giận. Các anh làm như vậy là trái với trình tự của tổ chức, trong mắt các anh còn có bí thư đoàn không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Việc này có nguyên nhân đặc biệt. Thạch Ninh nhìn Mâu Kinh Sinh rồi nói. Bụp. Một tiếng động vang lên. Bàn bị Diệp Phàm vỗ một cái. Mắt nghiêm túc nhìn Thạch Ninh một cái hừ nói. Anh còn biết việc đặc biệt xử lý đặc biệt, tôi hỏi anh, hôm nay khu Hồng Liên đang làm gì? Hẳn là tổ chức lễ vào nhà mới cho trụ sở làm việc. Thạch Ninh giật mình, có chút lo lắng, tất nhiên là bị khí thế sắc bén của Diệp Phàm làm cho yếu đuối. Đã biết còn làm thế, mặc dù là các anh muốn phá án. Mặc dù là các anh muốn bắt đồng chí Trương Lăng Nguyên nhưng trước khi kết án rõ ràng đồng chí Trương Lăng Nguyên chỉ là tình nghi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, các anh hẳn là phải tôn trọng quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Sau khi buổi lễ kết thúc các anh muốn làm gì thì làm. Các anh làm như vậy là vì cái gì? Diệp Phàm hỏi, ngồi ở đây cơ bản là các cán bộ khu Hồng Liên, mọi người đều đang suy nghĩ. Nghĩ một chút đều hiểu, bọn họ đang cố ý gây sự. Bọn họ đến đây để gây rối. Lúc này Phạm Đông Bằng hét lên. Đúng, chính là muốn gây rối, muốn gây rối lễ mừng trụ sở mới của khu Hồng Liên chúng tôi. Có ý gì, có phải muốn quấy rầy trụ sở làm của chúng ta vì chúng ta không mời họ? Bụng dạ khó lường các đồng chí ạ. Lúc này không biết ai đó nói. Diệp Phàm đoán chắc Lô Vĩ sắp xếp người làm. Các đồng chí, chúng ta cực khổ ở trong khu nhà xấu mấy tháng. Mọi người chen chúc một chỗ. Thời gian làm việc đó vất vả không kể nổi. Hôm nay, chúng ta đã xây xong trụ sở mới, có người quá nham hiểm, chắc chắn là ghen ghét với trụ sở làm việc của chúng ta. Tuyệt đối không thể cho những người này thực hiện âm mưu được. Lúc này con trai Hà Nghi Viễn Hà Bân hét lên. Đuổi bọn họ đi.
Chúng ta phải làm việc trong trụ sở, chúng ta phải làm việc. Đuổi đi, lúc này không biết ai đó hét lên một tiếng, giọng đầy khí phách. Những người ngồi dưới đang có người giật dây, thấy Diệp Phàm không nói gì, tất nhiên là ngầm thỏa thuận. Mấy người bắt đầu khởi động, lập tức chậm rãi đứng lên. Mấy trăm người chen chúc về phía Thạch Ninh. Muốn làm gì, muốn gây rối có phải không? Lúc này Mâu Kinh Sinh thấy tình hình có chút không ổn, y chỉ có vài người. Nếu khơi mào mọi chuyện xong, đến lúc đó chẳng những không mang được người về, mà người của y có lọt vào trận ẩu đả không cũng khó nói. Tuy nhiên, lão già này kinh nghiệm phong phú. Vài người bước đến giành lấy microphone hét to một tiếng. Người này nghiêm túc nhìn mọi người một vòng, hừ nói. Tôi là phó viện trưởng tỉnh Mâu Kinh Sinh, đồng chí Trương Lăng Nguyên chắc chắn liên quan đến một khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, Mâu Kinh Sinh vừa nói đến đây, loa vang lên một tiếng không ngờ microphone bị Phạm Đông Bằng tranh lại. Chắc Hạ Hải Vĩ còn chưa nhanh như vậy. Diệp Phàm đi đến chỗ Mâu Kinh Sinh. Lúc này, Phạm Đông Bằng lập tức mang microphone đến. Diệp Phàm còn có thể làm thế nào vì thế nói. Phó Kiểm sát trưởng Mâu, đề nghị anh tôn trọng lễ mừng trụ sở mới của quận ủy và ủy ban nhân dân khu Hồng Liên. Các đồng chí của chúng tôi rất mong khu nhà này hoàn thành, chẳng lẽ anh thật sự muốn quấy rầy việc này? Tôi đồng ý với anh, để đồng chí Lăng Nguyên chủ trì buổi lễ xong, sau khi buổi lễ kết thúc, các anh cần làm gì thì cứ làm. Chúng tôi không can thiệp việc của Viện Kiểm sát tỉnh. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn mọi người một cái hỏi. Các đồng chí, các anh nói có đúng không? Đúng. Bí thư Diệp, chúng tôi rất mong được vào nhà mới làm việc. Một đồng chí hét lớn. Đúng, đúng thế, bí thư Diệp nói đúng. Chúng ta nhanh tiến hành xong nghi lễ rồi vào nhà. Ai muốn quấy rầy thì không qua được cán bộ khu Hồng Liên chúng ta. Một đồng chí hét lớn. Đám người loạn cả lên, hét lớn. Các đồng chí nghe tôi giải thích một chút. Mâu Kinh Sinh quát lớn, tuy nhiên Diệp Phàm không để ông ta làm vậy. Lão già này hét đến vỡ họng, cuối cùng giọng vẫn lẫn vào trong tiếng của những người khác. Hơn nữa, mấy trăm cán bộ đều vây quanh mấy đồng chí của Viện Kiểm sát tỉnh. Căn bản là không cần phải ra tay. Hơn nữa, dưới sức ép của quần chúng, các đồng chí của Viện Kiểm sát tỉnh đều sợ tới mức xảy ra mâu thuẫn. Cho nên, cả đám đều đứng yên, không dám có bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, Diệp Phàm thầm ngạc nhiên. Lô Vĩ tìm đâu được nhiều đồng chí như vậy để làm việc này. Mâu Kinh Sinh vừa thấy thế thấy việc này có thể không khống chế được. Vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi, tuy nhiên lúc này một người dường như không cẩn thận đứng không vững. Ngã nghiêng người văng vào người đồng chí Mâu làm rơi điện thoại của y. Hơn nữa Phạm Đông Bằng càng không cẩn thận hơn, chân không ngờ đạp lên một cái. Hình như có tiếng răng rắc, xem ra là hỏng rồi. Điện thoại địa ủy động của tôi. Anh muốn làm gì? Phó Kiểm sát trưởng Mâu hét lớn, chỉ vào Phạm Đông Bằng. Lão già này tức giận đến phát run. Rất xin lỗi, Kiểm sát trưởng Mâu, không cẩn thận đã dẫm lên. Điện thoại di động này nhất định tôi sẽ bồi thường. Phạm Đông Bằng vội vàng nhặt điện thoại di động lên còn xoa xoa. Đồng chí Đông Bằng, về sau nên cẩn thận. Diệp Phàm nhìn Đông Bằng, còn xa sầm mặt quát lên. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Phạm Đông Bằng vội vàng nói. Anh cũng là vì giữ trật tự, coi như là tổn thất vì công việc. Nhớ kỹ, đi mua một chiếc tốt bồi thường cho Phó Kiểm sát trưởng Mâu, hóa đơn cầm về quận chi trả. Đều là công việc thôi. Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên nói. Phạm Đông Bằng trong lòng muốn bật cười, đến mức Lô Vĩ đứng bên cạnh có chút khó chịu mặt nhăn nhó. Thạch Ninh, đưa tay cho tôi. Mâu Kinh Sinh nhìn Thạch Ninh đứng cách đấy không xa hét lên. Tôi không với tới, Phó Kiểm sát Mâu. Thạch Ninh hét lên, y đang bị đám người chen chúc lại, Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng. Thạch Ninh phần eo bị giữ lại, đùi cũng bị kẹp lại. Muốn đến trừ phải cưa chân cưa thắt lưng. Diệp Phàm nhìn Lô Vĩ, y giơ tay về phía Diệp Phàm cười đắc ý. 20 phút sau, tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai. Hạ Hải Vĩ cùng vài đồng chí xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc hướng đến chỗ Trương Lăng Nguyên. Bí thư Diệp đã ở đây. Hạ Hải Vĩ nhìn Diệp Phàm chào, sau đó nhìn thấy Phó Kiểm sát trưởng Mâu Kinh Sinh, vì thế nói. Phó Kiểm sát trưởng Mâu cũng tham gia lễ khánh thành trụ sở mới của khu Hồng Liên. Không phải. Mâu Kinh Sinh vội vàng nói. Đang muốn nói tiếp, tuy nhiên, Hạ Hải Vĩ không cho hắn cơ hội,
quay đầu nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, đồng chí Trương Lăng Nguyên liên quan đến một vụ án, Ủy ban kỷ luật yêu cầu y về để phối hợp điều tra. Trên xe tôi báo cáo qua với bí thư đoàn, ông ấy đồng ý để tôi đưa người đi. Chương 1608, mũ dưới có phải không? Được, nếu là Ủy ban kỷ luật yêu cầu đồng chí Lăng Nguyên hỗ trợ điều tra, tôi không có lý do gì để ngăn cản các anh. Hơn nữa các anh làm việc theo đúng quy trình, xin mời. Diệp Phàm rất khách khí, nói. Dẫn người đi. Hạ Hải Vĩ khoát tay áo ra hiệu nói. Từ đã phó chủ nhiệm Hạ, chúng tôi đã đưa người đến. Hơn nữa, chúng tôi còn đến sớm hơn các anh. Chúng ta cần đồng chí Trương Lăng Nguyên cùng về để điều tra. Lúc này, Mậu Kinh Sinh vừa thấy không được, vội vàng bước lên trước một bước ngăn trước mặt các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh. Hả, các anh cũng đưa người đến, tôi còn tưởng rằng các anh tới tham gia lễ khánh thành trụ sở mới. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Mậu Kinh Sinh một cái nói. Các anh có cái kia không? Hừ, đây là lệnh bắt giam. Mậu Kinh Sinh đưa ra lệnh bắt giam, xem ra, y đã chuẩn bị để đến đây. Việc này có thể có chút khó khăn. Hạ Hải Vĩ do dự một chút, trầm ngâm một hồi rồi phơ nói. Kiểm sát trưởng Mậu, phải trao đổi một chút. Việc này, vốn là vụ án do viện kiểm sát các anh phá, ủy ban kỷ luật chúng tôi không can thiệp. Hơn nữa ủy ban kỷ luật chúng tôi nói như vậy đều là sung phong, sau khi điều tra một chút manh mối sẽ giao người cho các anh. Tuy nhiên, việc hôm nay, là chủ nhiệm Thiết giao, ông ấy muốn hỏi đồng chí Lăng Nguyên một chút. Anh xem, chủ nhiệm Thiết vẫn đang chờ tại văn phòng. Việc này, Mậu Kinh Sinh vừa nghe thấy việc này có chút lớn. Chủ nhiệm Thiết Thác là ai? Thiết Thác là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa chính là Thiết Bánh Mì. Y muốn hỏi Trương Lăng Nguyên, nếu không cho thì chủ nhiệm Thiết trong lòng sẽ giữ ấn tượng không tốt. Về sau nếu có chuyện gì thì phiền toái. Tuy nhiên, Mậu Kinh Sinh nghĩ vậy nhưng bí thư Nạp Lan cũng tự mình hỏi đến, huống chi, bí thư Nạp Lan trong nội bộ đảng còn cao hơn Thiết Thác. Cho nên, Mậu Kinh Sinh lo lắng một hồi, y nhìn Hạ Hải Vĩ một cái, nói. Rất xin lỗi chủ nhiệm Hạ, chuyện lần này viện kiểm sát chúng tôi cần nhanh, không thể để lỡ. Cấp trên có người muốn hỏi chúng ta không thể không làm xong việc. Ý của Mậu Kinh Sinh Hạ tưởng tất nhiên đã hiểu, đơn giản là phía sau cũng có ông chủ muốn hỏi. Chắc ông chủ này ở tỉnh xếp hạng trong nội bộ còn cao hơn Thiết Thác. Bằng không, Mậu Kinh Sinh bình thường sẽ không ra mặt. Diệp Phàm đứng cạnh nghe càng rõ ràng hơn, chắc chắn là ở tỉnh có người muốn dùng việc này để trừng trị hắn. Hơn nữa, người này phân lượng lớn hơn Thiết Thác, vật là tốt số rồi. Phí Mãn Thiên và Tề Chấn Đào chắc chắn không phải, chỉ còn bí thư Nạp Lan Nhược Phong và phó chủ tịch thường trực Tống Sơ Kiệt. Khả năng là Tống Sơ Kiệt không lớn, xem ra tam phần là Nạp Lan Nhược Phong. Chủ nhiệm Thiết của chúng tôi chuyên quản lý cán bộ vi phạm quy định. Nếu không thấy được người, tôi về cũng khó. Hạ Hải Vĩ nói. Ha ha, phó chủ nhiệm Hạ, tôi cũng thế, trở về đều khó. Mậu Kinh Sinh không rời một bước, lắc lắc đầu. Nhìn bộ dáng hai người giống như đang ngang cơ. Như vậy đi phó kiểm sát trưởng Mậu, chúng tôi đưa người về hỏi trước sau đó sẽ giao cho viện kiểm sát các anh thì thế nào? Hạ Hải Vĩ chọn thái độ thương lượng. Vậy không giống như chúng tôi điều tra trước, điều tra ra có việc, các anh quyết định sao? Phó chủ nhiệm Hạ yên tâm, người đã ở viện kiểm sát tỉnh chắc chắn không chạy đi đâu được. Phó kiểm sát trưởng Mậu kiên quyết mạnh mẽ. Vậy đi, anh dẫn người đi trước. Hạ Hải Vĩ thản nhiên cười, giơ tay làm động tác mời. Dẫn người đi. Phó kiểm sát trưởng Mậu vung tay lên hừ nói. Tuy nhiên, cán bộ khu Hồng Liên vẫn nhao nhao vây quanh nhóm nhân viên của phó kiểm sát trưởng Mậu. Đừng nói dẫn người đi, muốn đi cũng khó. Mậu Kinh Sinh biết đây là do Diệp Phàm gây khó dễ, không thể không nhìn Diệp Phàm hừ nói. Bí thư Diệp, tôi hy vọng các đồng chí khu Hồng Liên các anh có thể ủng hộ công việc của Viện Kiểm sát tỉnh chúng tôi. Dùng sức mạnh chống lại pháp luật thật sự không tốt, hơn nữa đây là vi phạm pháp luật, phải xử phạt. Tình tiết nghiêm trọng còn phải đưa ra tòa án. Ha ha, kiểm sát trưởng Mậu, anh còn chưa nhìn thấy họ dùng sức mạnh chống lại pháp luật. Bọn họ không ra tay cũng chưa hề nhúc nhích chân cũng chưa nói gì. Dựa vào cái gì nói bọn họ chống lại pháp luật, chẳng lẽ cán bộ khu Hồng Liên chúng tôi tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới phải đến viện kiểm sát tỉnh xin thông qua mới được sao? Chưa hề có quy định nào như vậy,
Cục trưởng Lô, anh là công tác chính trị pháp luật, hẳn là biết một chút các quy định này. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn vẻ mặt tím như gan lợn của phó kiểm sát trưởng Mâu một cái lạnh lùng nói. Chê cười, thiên hạ chắc chắn chê cười. Báo cáo lãnh đạo, không có quy định nào của pháp luật về điều này. Tôi nghĩ, Lô Vĩ nói đến đây, còn cố ý tạm dừng một chút nhìn Mâu Kinh Sinh một cái nói. Không phải là phó kiểm sát trưởng Mâu tự mình biên soạn ra điều này chứ? Còn chưa được cấp trên đồng ý đã dám thử. Xem ra, tôi phải chúc mừng phó kiểm sát trưởng Mâu. Nghe nói có điều khoản luật được lấy từ nhân viên dưới. Lô Vĩ nghiêm trang nói, các cán bộ khu Hồng Liên đều cười thầm trong bụng. Bí thư Lô, anh nói lời này có ý gì? Phó kiểm sát trưởng Mâu thực sự tức giận, lập tức trừng mắt nhìn Lô Vĩ. Để làm gì, trừng mắt lớn như vậy muốn ăn thịt người à? Lô Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi nói sai sao, nếu có sai, anh có thể cho người kiểm tra lời tôi. Phó kiểm sát trưởng Mâu, chủ nhiệm Thiết Thác còn đang đợi chúng tôi. Nếu các anh không dẫn người đi, thì phiền anh tránh ra một chút, để các đồng chí chúng tôi dẫn người đi. Hạ Hải Vĩ đột nhiên nghiêm mặt nói. Việc này, Mâu Kinh Sinh biết hôm nay không đưa người đi được rồi, hắn căm giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói. Bí thư Diệp nếu kiên quyết làm như vậy, tôi hy vọng về sau anh đừng hối hận. Làm một người đảng viên, hiểu luật mà phạm luật không nói. Không ngờ còn cổ động cán bộ khu Hồng Liên gây rối tập thể. Hành vi này thực sự là không được, các anh như vậy, sau khi tôi về sẽ báo cáo chi tiết tình hình với lãnh đạo. Báo cáo, xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm khoát tay nói. Chúng ta đi thôi. Mâu Kinh Sinh nhìn Thạch Ninh nói, bước đi đầu tiên. Không tiễn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Cạnh đó Hạ Hải Vĩ đã sớm cho người đưa Trương Lăng Nguyên đi. Không lâu, Hạ Hải Vĩ gọi điện thoại đến nói. Yên tâm, chuyện bên này tôi sẽ xử lý. Người tình của Trương Lăng Nguyên Vu Hồng Liên có tìm thấy không? Mấy người Trần Quân đang tìm, nhưng việc này hơi lạ. Vu Hồng Liên hình như có được tin báo, đã trốn đâu mất. Diệp Phàm có chút bực mình. Sao có thể thế, Trương Lăng Nguyên còn chưa biết tin, Vu Hồng Liên sao có thể biết được. Việc này, đối phương làm rất bí mật. Hạ Hải Vĩ nói. Hải Vĩ, có phải có người cố ý chụp mũ Trương Lăng Nguyên? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện khác, lần này nếu là có người nhằm vào hắn. Thì Trương Lăng Nguyên trong thời gian ngắn phạm vào nhiều tội như vậy là thật đáng nghi. Không có sức hấp dẫn lớn không có khả năng làm Trương Lăng Nguyên như vậy. Hình như là hơi lạ, nếu quả thật là đối phương chụp mũ Trương Lăng Nguyên thì Vu Hồng Liên đã bị đối phương giấu đi. Sau đó đến thời điểm cần cô sẽ xuất hiện. Quả thật là một quân cờ đáng sợ. Hạ Hải Vĩ hừ nói. Tôi đã bí mật bảo Lô Vĩ cho người nhà họ Lô đi tìm khắp nơi, có lẽ tình hình không được. Diệp Phàm nói. Ước chừng còn ngoài tưởng tượng. Nếu vừa rồi cậu phân tích chuyện lần này là nhằm vào cậu, vậy mục đích của họ là gì? Hơn nữa, có thể đưa nhân vật số 2 của Viện Kiểm sát tỉnh đến đây, đối phương không đơn giản. Vừa rồi Mâu Kinh Sinh dáng vẻ không hề sợ hãi, tôi đoán người sau lưng y thứ tự trong nội bộ đảng còn cao hơn chủ nhiệm Thiết Thác. Hạ Hải Vĩ nói, tôi cũng đoán vậy, nói như vậy đó là Nạp Lan Nhược Phong. Mà có thể là Yến Xuân Lai. Diệp Phàm nói, việc này khá phức tạp. Cậu em, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt. Hạ Hải Vĩ lo lắng nói. Dự cảm gì? Diệp Phàm hỏi, ngược lại không lo lắng. Tuy nhiên, có chút tò mò, bởi vì người già đời phá án như Hạ Hải Vĩ dự cảm rất thực. Bọn họ nhằm vào vị trí chủ tịch Hải Đông. Hạ Hải Vĩ nói. Ừ, có khả năng, việc này tuy nói chưa quyết định, cấp trên chưa thông báo. Nhưng bí mật này đối với lãnh đạo tỉnh ủy mà nói đã không phải là bí mật. Vị trí chủ tịch thành phố Hải Đông quá quan trọng, bí thư Phí nhìn chằm chằm, tin rằng đồng chí Yến Xuân Lai cũng nhìn chằm chằm. Còn có cả Nạp Lan Nhược Phong cũng là người hiểu chuyện. Đây là cách giải thích tốt nhất, bọn họ không muốn để tôi đến Hải Đông, cho nên, vừa thấy có người ngáng chân, đã nghĩ chụp xuống đầu tôi. Mẹ kiếp, thật là độc ác. Diệp Phàm không kìm nổi mắng một câu. Hơn nữa, việc này nếu điều tra ra, cậu cũng có trách nhiệm. Mặc dù là không có liên quan gì đến cậu, nhưng quá trình phát triển khu Hồng Liên sẽ bị đả kích. Ai không muốn thấy khu Hồng Liên phát triển nhất, cậu nghĩ lại xem. Hạ Hải Vĩ nói, tất nhiên là kẻ thù của đoàn Hải Thiên Nạp Lan Nhược Phong rồi.
tám phần là y làm. Đương nhiên, cũng không loại trừ có mấy người của Yến Xuân Lai ủng hộ. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một chút còn nói thêm. Việc quan trọng bây giờ là đem khoản tiền trở về mới được. Nghe nói 60 triệu bị em trai Vu Hồng Liên cầm đi góp vốn xây dựng nhà máy điện cơ Hưng Thái Long. Cậu lập tức bảo Lô Vĩ cho người đi điều tra nhà máy điện cơ Hưng Thái Long một. Tiền của nhà nước không thể để người khác giữ lấy. Nếu thật sự không có đối với các cậu mà nói thì thế nào cũng phải là một lần đả kích mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu là có người muốn đâm sau lưng, người này chắc chắn không buông tay à. Hạ Hải Vĩ dặn dò nói. Yên tâm, hai ngày trước tôi đã cho người đi điều tra. Tuy nhiên, người cùng góp vốn với Vu Hoành Đệ lập công ty là công ty Hưng Long, là người có tên là Diệp Hưng đứng tên. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là công ty Hưng Long này vừa mới thành lập không đầy 2 tháng. Tôi nghi ngờ công ty Hưng Long này có phải do đối phương sắp xếp không? Tất nhiên là muốn tay không bắt giặc, một bên lừa tiền của khu Hồng Liên đi, bên kia đưa Trương Lăng Nguyên vào nhà tù. Hơn nữa kéo tôi có liên quan ngã ngựa, đối thủ rất xảo quyệt. Diệp Phàm hừ nói, nhưng thật ra đến lúc này cảm thấy hứng thú. Còn nói thêm, có đối thủ như vậy để đọ sức ngược lại có chút thú vị. Trước tiên tìm tiền, tình hình thế nào nói sau? Hạ Hải Vĩ nói, chương 1609, có người muốn làm chủ tịch quận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Quân và nhà họ Lô đều nói đang tìm vẫn không tìm thấy người. Thủy Châu có vài triệu nhân khẩu, nếu Vu Hồng Liên thật sự là đối phương sắp xếp thì Hoành Đệ cũng có thể là em giả, việc này phiền to rồi đây. Không lâu, thư ký của Đoàn Hải Thiên gọi điện thoại đến nói là bí thư đoàn muốn gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm đi lên thành ủy. Thấy Diệp Phàm bước vào, Đoàn Hải Thiên mặt cũng không thể nào vui vẻ. Chỉ vào ghế xoay đối diện thuận miệng nói. Ngồi đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao để bị động thế này? Việc này tôi tin là phó chủ nhiệm Hạ Hải Vĩ của Ủy ban Kỷ luật cũng nói qua với anh, tình hình đại khái là như vậy. Tuy nhiên vừa rồi phân tích một chút, chúng tôi phát hiện một tình huống mới. Phỏng chừng là đồng chí Trương Lăng Nguyên gây ra ai, chuyện này hoàn toàn là một cạm bẫy. Diệp Phàm nói đương nhiên sẽ không nói hắn sắp đến Hải Đông nhậm chức. Tin rằng việc này hiện tại vẫn đang được giữ bí mật. Ngoài cấp phó tỉnh biết ra, các ủy viên thường vụ khác hẳn là không được biết việc này. Có điều tra được chứng cứ không? Đoàn Hải Thiên hỏi. Có một chút, tuy nhiên, theo lời của phó kiểm sát trưởng Mâu tôi cũng đoán ra một việc. Tuy nhiên việc này trước mắt còn chưa có chứng cứ tôi khó mà nói được. Diệp Phàm nhìn Đoàn Hải Thiên một cái lắc lắc đầu. Buồn rầu nhấp một ngụm trà. Nói đi, hai chúng ta có gì phải giấu giếm phải không? Mặc dù là đoán, trước tiên cứ nói ra. Việc này phải chuẩn bị tâm lý trước mới được. Đoàn Hải Thiên thản nhiên nhìn Diệp Phàm nói. Tôi nói anh cũng đừng bảo tôi lắm mồm. Diệp Phàm hình như suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm nhìn Đoàn Hải Thiên nói. Nói đi, đừng loanh quanh. Cậu tốt xấu cũng là cao thủ võ lâm, khi nào lại thành đàn bà? Tôi ghét nhất người như vậy, làm việc phải rõ dài lưu loát một chút. Đoàn Hải Thiên kỳ thật cũng thật sự là người nhân nghĩa, khoát tay nói. Ôi! Diệp Phàm thở dài vẻ mặt có chút khó coi. Sao nữa, tôi nói sai sao? Đây là sự thật. Đoàn Hải Thiên khá lạ nhìn Diệp Phàm không hiểu. Không nói dối anh, tôi hiện tại đã là một phế nhân. Diệp Phàm nhíu mày, vẻ mặt mất mát. Sao lại thế? Đoàn Hải Thiên kinh ngạc đến chuyện vừa hỏi cũng đã quên. Lần trước phối hợp Ủy ban Kỷ luật đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, cuối cùng trở đi trở lại không ngờ gặp một sát thủ. Những người đó đều là sát thủ máu lạnh nổi tiếng thế giới. Tên nào tên nấy đều là cao thủ, đều có 5-6 đoạn tiêu chuẩn. Cuối cùng bị lưu đạn nổ, anh không thấy là tôi đã ở Bắc Kinh 2 tháng để nằm viện sao? Diệp Phàm thở dài nói. Việc này tôi vốn cùng bực mình. Cậu đi phối hợp thực hiện nhiệm vụ cũng không phải lâu như vậy đúng không? Tuy nhiên, bây giờ thân thủ của cậu còn bao nhiêu đoạn? Đoàn Hải Thiên có vẻ đau lòng. Không đến tứ đẳng, đối phó với vài kẻ đầu đường còn không nổi, gặp các cao thủ thì không được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Thôi vậy, không có thì không có đi, dù sao cũng không quan trọng, cậu xem võ nghệ của tôi đến giờ cơ bản vẫn chưa sử dụng. Bình thường chỉ là rèn luyện. Dùng để nâng cao sức khỏe thôi. Ở thời đại vũ khí nóng thịnh hành, dù là cao thủ lục đẳng cũng cần người ta ngắm bắn một phát súng trường. Vũ khí đâu có phải chỉ đóng phim dọa người,
cơ thể khỏe mạnh vẫn không được. Đoàn Hải Thiên cố gắng làm thấp đi năng lực của võ công, tất nhiên là vì an ủi Diệp Phàm. Không cần an ủi đâu anh Đoàn, dù sao còn tam đẳng đỉnh bậc, có thừa để tự bảo vệ mình. Huống chi Trần Lão và Trần Quân đều là cao thủ, cũng không có người nào dám đến gây chuyện với tôi. Về sau cẩn thận một chút là được. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Đoàn Hải Thiên một cái nói. Tôi đoán chắc người đứng sau Mâu Kinh Sinh chính là Nạp Lan Nhược Phong. Chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai cũng có khả năng, nhưng từ các dấu hiệu cho thấy khả năng là Nạp Lan Nhược Phong là lớn hơn. Anh Đoàn, anh nghĩ lại xem, ai không muốn thấy khu Hồng Liên phát triển nhất? Nạp Lan Nhược Phong, tôi hiểu rồi. Mẹ nó. Đoàn Hải Thiên không ngờ mắng một lời thô tục, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Y là nhằm vào tôi, cậu và Trương Lăng Nguyên chỉ là người bị hại mà thôi. Tuy nhiên, Trương Lăng Nguyên cũng quá tệ, không ngờ ngã vào bụng đàn bà, khốn khiếp. Người như thế, mặc dù là bọn họ không xử lý tôi cũng không bỏ qua cho y. Khốn khiếp, thật sự là phiền toái. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Trương Lăng Nguyên chắc là không về được, mặc dù là về tôi cũng phải xử lý y. Cậu vẫn phải bình tĩnh, Nạp Lan Nhược Phong muốn chơi, chúng ta cùng chơi với y. Lâu lâu không vật tay cũng thấy buồn. Đời người là tranh đấu, không đấu thì không vui. Trương Lăng Nguyên đi rất tốt, tìm một người phối hợp với cậu phát triển khu Hồng Liên có lẽ càng thuận lợi. Ông em, tôi không chờ lâu được, nếu không làm ra được cái gì đó mà vẫn như cũ thì sẽ bị người ta cười cho. Ít nhất, tỉnh thành trong tay tôi phải thay đổi rõ ràng mới được. Tôi không thích cán bộ chung chung, mọi chuyện đều không có lý tưởng, không cầu có công. Người như thế có thể thăng chức vững vàng cũng là mong muốn của họ. Tuy nhiên, tôi cho rằng, người sống một đời mặc dù thua cũng không làm thất vọng chính mình có phải không? Cho nên, việc này, cậu lập tức trở về cho các đồng chí học tập. Phải nhân cơ hội này làm cho các đồng chí tích cực lên. Dùng không khí vui vẻ xua tan không khí u ám do Trương Lăng Nguyên đem lại. Tôi sẽ để vệ sơ tịnh đi làm. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Cô! Đoàn Hải Thiên có chút chần chừ lắc đầu nói. Một người phụ nữ. Không thể nào tối. Tuy nó cán bộ nữ cũng có năng lực nhưng muốn giao vị trí chủ tịch quận cho cô, tôi có chút lo lắng. Bí thư Đoàn, anh yên tâm. Huyện Ngư Dương người ta cũng đã chủ trì rồi, khu Hồng Liên có gì khó. Và lại, không phải là có tôi sao? Hơn nữa, cơ sở phát triển khu Hồng Liên tôi đã làm cho cô tốt rồi. Cô ở dưới chỉ cần đi theo lối mòn là được. Bên cạnh đó tu sửa một chút, làm đầy đặn con đường là được. Diệp Phàm thái độ kiên quyết ủng hộ vệ sơ tịnh. Như vậy đi, trước để cô quyền chủ tịch quận. Đoàn Hải Thiên nói. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm trở lại khu Hồng Liên, lập tức gọi vệ sơ tịnh lên nói. Đồng chí Lăng Nguyên chắc là không về được, cô có tính toán gì không? Tôi có thể tính toán gì được, hỗ trợ được anh xây dựng khu Hồng Liên là tốt rồi. Vệ sơ tịnh nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cô thật không biết hay giả bộ hồ đồ. Diệp Phàm nhìn vệ sơ tịnh thản nhiên nói. Tôi không rõ lời anh nói có ý gì. Vệ sơ tịnh nghiêm túc hỏi. Xem ra, vệ sơ tịnh thật sự không dám nghĩ đến vị trí của Trương Lăng Nguyên. Chẳng lẽ cô không muốn ngồi vào vị trí của Trương Lăng Nguyên? Diệp Phàm nói lớn một câu, lập tức làm vệ sơ tịnh giật mình. Cô nhìn Diệp Phàm, sửng sốt vài giây sau mới nói. Sao có thể đến lượt tôi đi lên, phải biết rằng. Dù là trong ủy viên thường vụ khu Hồng Liên tôi mới đứng thứ 5. Trừ anh và chủ tịch quận Trương gia, trước tôi còn có Tào Thắng và Tần Nghĩa. Tôi căn bản là không dám nghĩ đến việc này. Anh nói một chút, vị trí này sao có thể rơi xuống đầu tôi? Nghe nói vài năm trước vì chức của khu Hồng Liên anh tranh không được với Cố Nhất Võ. Tôi cũng không nói anh có ý gì. Vị trí khó tranh, người nhìn vào vị trí chủ tịch quận này cũng không phải là ít. Huống chi. Tôi ở tỉnh căn bản không có người ủng hộ. Cô chỉ cần nói cho tôi có hay không là được. Diệp Phàm nói, hai mắt nhìn chằm chằm vệ sơ tịnh. Vệ sơ tịnh mặt không ngờ ửng đỏ, nhìn Diệp Phàm nói. Tôi đương nhiên muốn, nếu có thể làm chủ tịch quận, sẽ có khả năng ủng hộ công việc của anh tốt hơn đúng không? Vệ sơ tịnh nói chuyện rất được, chỗ nào cũng nói đến công việc của Diệp Phàm. Diệp Phàm biết vệ sơ tịnh nói chưa chắc đã là thật nhưng nghe thế trong lòng cũng thoải mái. Tôi đã đề cử cô với bí thư đoàn, nếu có thể thông qua cuộc họp đảng ủy, xem chừng không lâu nữa cô có thể là quyền chủ tịch quản. Đương nhiên,
muốn được bổ nhiệm chính thức, còn phải đợi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn, sau đó qua Hội đồng Nhân dân đồng ý mới được. Diệp Phàm nói, cảm ơn Bí thư Diệp ủng hộ công tác của tôi sẽ phục tùng theo sắp xếp công việc của Bí thư Diệp. Vệ Sơ Tĩnh có chút xúc động nói, không phải phục tùng mà cô vẫn là một người độc lập. Nếu cô có cách thì có thể đề xuất, tôi ủng hộ cô cũng không phải là muốn tạo vương quốc độc lập hoặc một bàn tay che trời. Thật ra, thường xuyên đề xuất có lợi cho việc triển khai công tác của chúng ta có phải không? Và lại, mặc dù là quan hệ của tôi và Bí thư Đoàn tốt cũng không thể độc đoán. Một bộ máy như vậy, bất lợi cho việc triển khai công việc. Diệp Phàm nói, tôi hiểu rồi. Vệ Sơ Tĩnh gật gật đầu. Chiều nay, cô tổ chức việc dọn vào nhà mới tốt là được. Nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho các đồng chí. Tối nay tôi hy vọng có thể làm xong mọi việc. Buổi sáng ngày mai trụ sở mới của khu Hồng Liên có thể bắt đầu làm việc. Thời gian không đợi người, công cuộc xây dựng lớn của chúng ta không thể dừng lại, phải đẩy nhanh tiến độ. Diệp Phàm nói, cũng không biết hắn còn có thể ở khu Hồng Liên bao lâu. Hơn nữa, lần này đã có người nhằm vào hắn, có thể đi Hải Đông hay không cũng khó nói. Việc này còn chưa quyết định, tất cả đều có thể thay đổi. Nói là đi Hải Đông, thật ra Diệp Phàm vẫn không muốn. Có thể có cơ hội quản lý một phương là giấc mộng của người đàn ông. Ít nhất sau khi đến Hải Đông chính là nhân vật số 2, tuy không phải là quản lý một phương, nhưng đây là hướng đi lên rất nhanh. Buổi chiều, toàn bộ máy của quận ủy Hồng Liên ngồi trong phòng họp. Các đồng chí, sự việc rất nhanh, chuyện đồng chí Lăng Nguyên giờ còn chưa rõ ràng. Theo tin tức mới nhận được thì đồng chí Lăng Nguyên mấy ngày tới chưa về được. Ủy ban kỷ luật đang điều tra tình hình cụ thể. Bởi vì mọi việc diễn ra bất ngờ, việc này tôi đã báo cáo qua thành ủy. Nhưng công việc của Ủy ban Nhân dân quận không thể dừng được. Công trình xây dựng khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên hiện tại đang là thời điểm quan trọng. Cho nên, công việc của Ủy ban Nhân dân quận trong thời gian này sẽ do đồng chí Vệ Sơ Tĩnh phụ trách. Các chuyện khác và chuyện đồng chí Lăng Nguyên, buổi chiều này dọn vào trụ sở mới. Phải xong trước sáng mai để buổi sáng mai bắt đầu làm việc ở trụ sở mới. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chương 1610, tôi sẽ không để y sống tốt. Tuy nhiên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cảm thấy được hai đồng chí Tào Thắng và Tần Quân Nghĩa chớp chớp vài cái, nhíu mày. Xem ra trong lòng có chút tức giận, tuy nhiên bây giờ còn chưa chính thức bổ nhiệm, hai đồng chí cũng giữ tức giận ở trong lòng, chắc sẽ hoạt động sau lưng. Bí thư Diệp, chuyện đồng chí Lăng Nguyên là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Quy mô xây dựng khu Hồng Liên lớn như thế, liên quan đến mấy trăm triệu. Hơn nữa, sau này không ngừng có tài chính ủng hộ. Xem ra không dưới mấy tỷ. Trong này, một số đồng chí tư tưởng không kiên định, phạm sai lầm. Chuyện đồng chí Lăng Nguyên cảnh báo chúng ta, cần phải giám sát nhiều hơn vấn đề tài chính trong việc xây dựng khu sinh thái Hồng Liên. Không thể để một cá nhân một tay che trời. Làm cho vấn đề quản lý vốn xây dựng của quận chúng ta xuất hiện vấn đề. Việc này, làm cho chúng ta bị động, tạo ra nhiều tổn thất. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lúc này Bí thư Đảng Đoàn Tào Thắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Phàm vừa nghe đã rõ, chắc người này đã đánh vào mặt hắn vì chuyện của Vệ Sơ Tĩnh. Mà cũng thầm phê bình Vệ Sơ Tĩnh, bởi vì vấn đề xây dựng quận là do Phó Bí thư Quản lý Kinh tế Vệ Sơ Tĩnh phụ trách. Đúng vậy, quyền lực quá lớn đã nảy sinh vấn đề không tốt này. Tôi nghĩ chuyện đồng chí Lăng Nguyên là hồi còi cảnh báo cho tất cả các cán bộ khu Hồng Liên chúng ta. Chúng ta không thể phạm sai lầm như thế một lần nữa. Cho nên, trong thời kỳ đặc biệt này, Chủ tịch quận Trương không ở đây, tôi cảm thấy, về sau liên quan đến vấn đề quản lý tài chính trong việc xây dựng nếu liên quan đến mức quan trọng tốt nhất là thành lập một ban giám sát tài chính của Ủy ban Nhân dân để phê duyệt. Chỉ thông qua ban giám sát phê duyệt mới có thể rút ra. Bằng không. Chỉ một chữ ký có thể phê duyệt, cuối cùng sẽ tạo ra sai lầm như Trương Lăng Nguyên. Chúng ta không thể quên được bài học kinh nghiệm này. Nếu có thể sớm có chế độ này, có lẽ đồng chí Lăng Nguyên đã không có kết cục như thế. Phó Bí thư được phân công quản lý Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quân Tần Nghĩa vẻ mặt đau lòng. Y trắng trợn phê bình đồng chí Trương Lăng Nguyên. Hơn nữa, đưa ra đề xuất, mục đích đơn giản là hạn chế quyền lực của quyền chủ tịch quận Vệ Sơ Tĩnh. Làm chủ tịch quận quyền về tài chính bị khống chế, bút trong tay không có quyền phê duyệt tiền, chủ tịch quận còn có thể làm gì?
ngoại trừ làm khổ sai còn có cái gì ngon ngọt. Diệp Phàm cũng hiểu, quân Tần Nghĩa cũng ủng hộ Tào Thắng. Hai ông này trong lòng ấm ức chuyện hắn sắp xếp Vệ Sơ Tịnh quyền quản lý công tác của Ủy ban Nhân dân. Giám sát tài chính chắc chắn là phải giám sát, nhưng tôi cảm thấy việc này phải khống chế trong phạm vi nhất định. Không thể nói cái gì liên quan đến tiền đều phải giám sát. Ví dụ như rút ra 100-200 ngàn đều phải giám sát, thì người phụ trách công tác còn có thể làm gì? Rõ ràng là đổi thành tổ giám sát làm. Lúc này trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng. Bí thư Diệp, đồng chí Lăng Nguyên nhất thời không về được. Về quyền chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân có phải là do thành ủy thông qua mới quyết định được? Dù sao, việc này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đặc biệt đang ở thời kỳ mấu chốt trong việc xây dựng khu Hồng Liên. Qua loa không được. Bí thư khu Đông thuộc khu Hồng Liên Ngô Thanh Tùng chu mồm thè lưỡi hừ nói. Vừa rồi nghe Diệp Phàm đề nghị xong cảm thấy chua xót. Lúc này không ngờ lên tiếng, tuy không nói đến Vệ Sơ Tịnh nhưng ý rất rõ ràng. Bí thư Diệp chỉ nói tạm quyền vài ngày, cũng không phải bổ nhiệm chính thức, lão Ngô, anh lo cái gì. Vả lại công việc ở quận không thể thiếu người chủ trì, thiếu sẽ lộn xộn. Anh xem, tòa nhà mới này, công việc không thể dừng. Lúc này bí thư khu Mã Cảng Thái Đình hừ nói, người này gần đây đều hướng dựa vào Diệp Phàm cho nên, lập trường kiên quyết ủng hộ Vệ Sơ Tịnh. Ha ha, tôi muốn nói hai cậu, tôi cũng không phải phản đối ai. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có một số việc vẫn phải thận trọng một chút là được. Lúc này người không đứng cùng phe với bí thư khu Hoành Đô Đinh Mạo Thiên lập tức đưa ra ý phản đối. Thấy người ủng hộ mình, Tào Thắng hơi có vẻ tự đắc, nhìn Diệp Phàm một cái. Thận trọng thế nào, thận trọng như thế sẽ không phải triển khai. Tin tưởng rằng, bí thư Diệp nếu đã chọn người, hẳn đã suy xét thận trọng. Tôi ủng hộ quyết định của bí thư Diệp. Trưởng ban tuyên giáo cung cũng biểu lộ thái độ. Trưởng ban cung, đây là việc lớn. Sao có thể không thận trọng? Nếu lại có thêm một Trương Lăng Nguyên nữa thì làm sao bây giờ? Khu Hồng Liên chúng ta cuối cùng bị thương không đứng dậy nổi, hiện tại đã vỡ nát. Tổn thất này không chỉ mấy triệu. Đây chỉ là tổn thương bên ngoài, gọi là tổn thương cứng. Mà ảnh hưởng tạo thành khó có thể vượt qua được, đây gọi là tổn thương mềm, so với tổn thương cứng còn đáng sợ hơn. Đồng chí Tào Thắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tổn thương cứng hay mềm chúng tôi hiện giờ không thảo luận. Trước mắt quan trọng nhất chính là xây dựng khu Hồng Liên cho tốt. Buổi chiều làm tốt việc dọn vào trụ sở mới để bắt đầu làm việc. Nói đến đây, Diệp Phàm khách khí 10 phần nói. Việc này không cần mặc cả, liền quyết định như vậy thôi. Trước tiên đồng chí Vệ Sơ Tịnh chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân quận. Về phần đề xuất thành lập tổ giám sát tài chính của Phó Bí Thư Tần cũng không tệ lắm. Phải xây dựng một tổ giám sát như vậy, việc này, để Phó Bí Thư Tần cụ thể phụ trách một chút, lựa chọn một số đồng chí vào tổ giám sát. Được, nếu Bí Thư Diệp giao việc này cho tôi đã suy nghĩ mấy hôm nay. Quân Tờ Nghĩa nhìn vẻ mặt khó coi của Tào Thắng một cái. Thấy Ngô Thanh Tùng còn muốn lên tiếng, Diệp Phàm nhẹ nhàng đập tay lên bàn, hừ nói. Chuyện của chúng ta không chờ được, không thể làm sai việc xây dựng khu Hồng Liên. Nếu ai làm sai, chính là tội nhân của khu Hồng Liên. Trong này tôi cũng nói luôn, hết thảy đều vì xây dựng phát triển của khu Hồng Liên. Nếu ai là người ngáng chân, không khách khí sẽ cho đi hóng mát. Ngô Thanh Tùng vừa nghe thấy, mặt lập tức thay đổi, không dám dài dòng. Diệp Phàm đều nói độc như vậy, nếu y dài dòng, thì không phải sai lầm là tội nhân của khu Hồng Liên. Là tội nhân này, đồng chí Ngô Thanh Tùng không dám làm. Hừ, cái này gọi là phân hóa quyền lực. Diệp Phàm trong lòng thầm hừ một tiếng, thấy không có ai đề xuất phản đối, khoát tay áo kết thúc cuộc họp. Tiếp theo là bàn bạc cụ thể công tác quản lý Ủy ban Nhân dân quận của Vệ Sơ Tịnh. Buổi chiều, Hạ Hải Vĩ gọi điện thoại đến, nói. Ông em, Trương Lăng Nguyên đã khai, giống như những gì cậu suy nghĩ. Căn cứ vào lời khai của Trương Lăng Nguyên, người tình của Y Vu Hồng Liên chắc chắn có vấn đề. Chúng tôi nói một số vấn đề liên quan. Trương Lăng Nguyên nghe xong mặt biến sắc, chửi ầm lên. Tuy nhiên, Trương Lăng Nguyên có một tin tức quan trọng. Tên Hoành Đệ thật sự là em trai của Hồng Liên. Tuy nhiên, người phối hợp với Hoành Đệ lập công ty Hưng Long một Diệp Hưng hình như là liên quan đến tập đoàn Phượng Thị Thủy Châu của nhà họ Phượng. Ông em tôi hình như nghe nói người này từng trợ giúp nhà họ Lô quyết đấu với nhà họ Lô. Việc này,
có phải có liên quan đến nhà họ Phượng âm thầm phá rối? Mục đích đơn giản là muốn phá việc xây dựng khu Hồng Liên không? Chẳng lẽ thật sự là nhà họ Phượng quấy rối? Xem ra, người nhà họ Phượng lúc đó nói cũng không là giả. Nếu muốn làm thế thì cứ làm. Diệp Phàm giận dữ, không nghĩ nhà họ Phượng không có chừng mực như thế. Nhà họ Phượng thế lực rất lớn, ở Thủy Châu rất có thế lực. Ông em, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ xem như vậy có đáng hay không. Hơn nữa, nhà họ Phượng tuy nói không có người làm quan nhưng nhà họ Phương lại có liên hệ chặt chẽ với các lãnh đạo. Đây là thời khắc mấu chốt của việc đề bạt cậu, không cần va chạm thì tốt nhất không va chờ khi cậu ngồi vững vào vị trí vững chắc chúng ta tính sổ sau cũng không muộn. Phân biệt nặng nhẹ, tôi thấy hoãn lại tốt hơn. Hạ Hải Vĩ khuyên nhủ. Lão Hạ, y ép tôi vào chỗ chết có thể hoãn sao? Anh xem xe, cùng người khác lừa tiền của phòng tài chính quận Hồng Liên. Bọn họ có liên kết với Vu Hồng Liên lừa gạt Trương Lăng Nguyên hay không tôi có chút nghi ngờ. Cho nên, việc này tôi thấy hoãn cũng không được. Mặc dù là việc Hải Đông thất bại, cũng phải cho nhà họ Phượng đau một cút. Bằng không, nhà họ Phượng thật sự nghĩ tôi là người đớn hèn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ôi, tôi biết tính cậu như vậy khuyên cũng vô dụng. Hạ Hải Vĩ thở dài nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, nếu điều tra thật sự là nhà họ Phượng nhung tay vào, trước mắt còn có Nạp Lan Nhược Phong. Hai người này một sáng một tối, Nạp Lan Nhược Phong làm lãnh đạo cấp trên áp chế. Nhà họ Phương tính mưu về mặt kinh doanh, rất độc đối với cậu. Cho nên, tôi cảm thấy, chúng ta có hai con đường để đi. Áp lực trong quan trường tôi tin cậu có thể giải quyết. Ví dụ như Nạp Lan Nhược Phong hoàn toàn có thể để Tề Chấn Đào ra mặt áp chế hắn. Hơn nữa, nhà họ Phí có quan hệ với cậu nữa. Phí Mãn Thiên không ép được Nạp Lan Nhược Phong, mà đối với kinh tế chúng ta có thể mời nhà họ Lô ra tay. Lần trước gây thù kết oán với nhà họ Phượng là vì nhà họ Lô, tin tưởng nhà họ Lô sẽ hiểu chuyện. Đây gọi là súng đấu súng, kiếm đấu kiếm. Chúng ta đều có thể xuất kích. Hơn nữa, tôi thấy phần thắng khá lớn. Chủ ý của Hạ Hải Vĩ khá tốt, Diệp Phàm suy nghĩ hỏi. Phương pháp này tốt, kỳ thật hai nhà Lô Phượng đã đối đầu từ trước. Nếu có thể mượn việc này để nhà họ Phượng chịu đả kích, tin rằng nhà họ Lô sẽ ra sức hỗ trợ. Hơn nữa, nhà họ Lô cũng giữ chữ tín, tôi tin họ. Còn Nạp Lan Nhược Phong muốn vật tay, tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút, cậu có nghe được tin tức của Vu Hồng Liên và em trai cô không? Tôi nghĩ, chỉ cần từ Hồng Liên có thể vạch trần được âm mưu. Giải thích một chút cho hành vi phạm tội của Trương Lăng Nguyên. Đương nhiên, người như thế có đáng để chúng ta giúp đỡ không tạm thời không suy nghĩ. Ít nhất trước mắt y cùng chúng ta buộc lại một chỗ. Thứ hai, nếu là có người nhằm vào tôi, việc này mặc dù có chút thương tổn, bọn họ cũng thể đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ, nếu có thể thuận đây tìm ra cái gì càng tốt. Tôi tuyệt đối không thể người ra tay sau lưng tôi sống tốt. Chẳng biết hưu chết về tay ai cũng không dám cam đoan. Diệp Phàm nói. Chương 1611, muốn chơi thì chơi lớn một chút. Tôi gọi điện thoại là muốn nói cho cậu tin tốt lành này. Lúc đó Trương Lăng Nguyên nghe chúng tôi nói ra suy đoán liền mắng. Cuối cùng cũng cung cấp một tin tức khá hữu ích. Nói là Vu Hồng Liên thật ra không phải là cô gái, người phụ nữ này hẳn là có một người con. Sinh vài năm trước là Vu Kiệt. Cha mẹ Vu Hồng Liên đã chết sớm, Vu Kiệt hiện đang sống nhờ ở chỗ anh trai của Hồng Liên Vu Lâm. Nhà của Vu Lâm hiện đang ở xã Trì Lâm huyện Lang Đình. Tôi nghĩ, Vu Hồng Liên là một người phụ nữ độc thân, chẳng lẽ bỏ đứa con? Hạ Hải Vĩ nói. Xã Trì Lâm, huyện Lang Đình địa khu Nam Lĩnh, Diệp Phàm sửng sốt nhớ hình như Thúy Nhi cũng là người ở xã đấy. Cha của Thúy Nhi cũng bị chủ tịch xã hại, đã nhờ mình. Hiện tại đã mấy tháng qua không biết Thúy Nhi có tìm người khác thay hắn không. Trong lòng Diệp Phàm có chút hổ thẹn, bởi vì việc này chính hắn đã đồng ý với Thúy Nhi. Diệp Phàm không muốn làm người thất tín. Vì thế Diệp Phàm nói. Hổ ác không ăn thịt con, tin tức này rất hữu ích. Tôi lập tức cho người đến Trì Lâm Lang Đình. Tôi nghĩ, Vu Hồng Liên là mấu chốt quan trọng nhất, chỉ cần có cô, mọi việc coi như đã điều tra xong. Vậy đi, ban đầu tôi muốn cử người đi. Tuy nhiên, xem ra lão già Mâu Kinh Sinh theo dõi sát sao, sợ bị y đoán được sẽ không dễ làm. Nếu cậu ra tay thì tốt, Mâu Kinh Sinh hẳn là không quá chú ý đến cậu. Hạ Hải Vĩ nói. Lão Hạ, anh ngăn Mâu Kinh Sinh là được rồi. Tôi nhanh chóng trở về,
có tin tức sẽ thông báo cho anh. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Trần Quân. Hai người lái xe thẳng đến huyện Lang Đình của địa khu Nam Lĩnh. Tin rằng có anh của Kiều Viên Viên Kiều Báo Quốc hỗ trợ, chuyện gì không giải quyết được. Trước đó sau khi Diệp Phàm đi Bắc Kinh xong đã đưa Kiều Báo Quốc đến địa khu Nam Lĩnh nhậm chức. Tuy nhiên, sau phải chấp hành nhiệm vụ bị thương nên lỡ mất việc này. Trên xe, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lô Vĩ bảo Lô Vĩ bí mật điều tra công ty Hưng Long có liên quan đến tập đoàn Phượng Thị không. Hơn nữa cũng nói qua suy nghĩ của chính mình. Lô Vĩ vừa nghe liền nổi giận hừ nói. Đại ca yên tâm, quả thật là người của nhà họ Phượng bí mật gây rối, chúng ta chính là bắt quỷ. Nhà họ Phượng nếu muốn gây sóng gió, nhà họ Lô chúng tôi sẽ theo chân họ chơi. Đại ca, nếu làm thì làm lớn, có thể dùng cách gì đặc biệt để đả kích nhà họ Phượng một cái. Ít nhất đánh rơi ba phần dáng vẻ bệ vệ của họ, trong 10 năm không thể xoay người mới được. Bằng không, cả ngày gây rối cũng phiền. Cách đặc biệt. Diệp Phàm nhắc lại, nghĩ lại hình như Đào Nguyên Sơn Trang là một công ty con của tập đoàn Phượng Thị do một người có tên là Trịnh Cường làm giám đốc. Nên công ty chủ yếu là phụ trách kinh doanh, cũng là lợi nhuận chủ yếu của Phượng Thị. Nếu có thể điều tra chuyện an ninh quốc gia của Trịnh Cường. Đem hộp phân này ném lên đầu nhà họ Phượng, xem ra mặc dù nhà họ Phượng có sự nghiệp lớn cũng không có cách nào. Dù sao, đó là một chuyện lớn. Nhà họ Phượng có thể nói lại được với quốc gia sao? Hơn nữa, mặc dù là nhà họ Phượng căn bản không liên quan đến vụ án Thưởng Xuân, nhưng việc này chỉ cần an ninh quốc gia nói có thì là có. Có một số việc, nói là không rõ, dính đến đều có nghĩa là có. Tuy nhiên, Diệp Phàm nghĩ hiện giờ báo săn đã thay đổi hết thành người của Lỗ Tiến. Hắn muốn sai khiến báo săn làm chút chuyện cũng đành chịu không có cách nào. Trong lòng hắn hận tới mức ngứa cả răng, nếu Trương Cường và Tề Thiên đều ở thì tốt rồi. Một cuộc điện thoại là có thể đổ chậu cứt lên đầu nhà họ Phượng. Tuy nhiên, chỗ báo săn là không có cách nào, chỉ có thể ra tay từ phía an ninh quốc gia mà thôi. May mắn Trương Hùng còn nhậm chức ở Tổng bộ An ninh quốc gia, thật ra có thể mượn một chút năng lượng của y. Vì thế Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Hùng cười nói. Cục trưởng Trương gần đây thảnh thơi nhỉ? Thảnh thơi, đang khổ đây, ngày nào cũng có chuyện đáng ghét. Anh Diệp. Cậu cũng không phải không biết công tác đặc thù của an ninh quốc gia, rất buồn tẻ. Trương Hùng cười chua xót. Chuyện Đào Nguyên Sơn Trang lần trước đã chấm dứt không? Diệp Phàm hỏi. Toàn bộ tập trung vào núi Sương Bối, chuyện Đào Nguyên Sơn Trang vẫn để qua một bên. Tuy nhiên, thủ trưởng Lỗ cho rằng Đào Nguyên Sơn Trang chỉ có là một điểm trá hình thôi. Mặc dù là Thưởng Xuân ở trong đó cũng không thể chứng minh Đào Nguyên Sơn Trang chính là một điểm của bí mật của tổ thần đạo. Cho nên, tổ đặc nhiệm A không cần tốn tinh lực vào việc này. Hơn nữa, thật sự nếu bày ra, tổ đặc nhiệm A căn bản là không có thời gian và sức lực. Và lại, trận chiến núi Sương Bối thiếu chút nữa mất hẳn tổ nòng cốt số 8. Cho nên, Lỗ Tiên liền ném việc không có hương vị gì cho Tổng bộ An ninh quốc gia. Mà người phụ trách Tổng bộ An ninh quốc gia biết việc này vô bổ, biết tôi là tổ viên, cho nên, đi đi lại lại không ngờ vứt việc này cho tôi. Bảo tôi phụ trách điều tra rõ việc liên quan đến Đào Nguyên Sơn Trang. Mẹ nó, bố đường đường là cục trưởng của Tổng bộ An ninh quốc gia, không ngờ đi bắt gà, anh nói có tức không? Trương Hùng tức giận nói. Ông em, cậu là người có phúc không biết phúc, Đào Nguyên Sơn Trang là cái tổ phượng hoàng, không thể nói là ổ gà. Bên trong con gái đẹp như mây, mỗi người mỗi vẻ. Không tin, cậu đi dạo một vòng, đảm bảo cậu vui đến quên cả trời đất, ha ha ha. Diệp Phàm phá lên cười. Đại ca đã đi đến đó. Trương Hùng hỏi. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Thật ra đã đi, lúc đó là bị Tề Thiên lừa. Tuy nhiên, Thưởng Xuân thật ra là do tôi phát hiện. Lúc đó vì điều tra rõ người đàn bà này tôi đã dùng 2 triệu mua cô. Hơn đơn không biết Tề Thiên có báo không, lúc ấy Trương Cường nói là phá án sẽ báo, Tề Thiên thiếu chút nữa giơ chân. Nghe nói Thưởng Xuân thật sự là Mỹ Sa Lâm Tử. Cô có chị là Saudi Clara là một cao thủ của tổ thần đạo. Trương Hùng đến lúc này hứng thú. Ừ, không nói dối cậu, Saudi Clara thật sự lợi hại, có thân thủ hơn ngũ đẳng. Lúc đó bị chính tôi xử lý, cô không có khả năng sống lại, cho nên lúc vừa thấy Thưởng Xuân tôi liền ngây người, quá giống. Xem ra chính là song sinh. Diệp Phàm nói. Ừ, thì ra là thế.
Trương Hùng dường như gật đầu phía đầu điện thoại kia, nghĩ một chút rồi nói. Diệp Phàm, anh không phải nói chuyện phiếm với tôi vì chuyện này chưa? Đương nhiên, không có việc gì tôi không gọi cho cậu. Là như vậy, tôi muốn nhờ cậu điều tra nhà họ Phượng cùng góp vốn với tập đoàn Tam Mộc có phải có vấn đề không? Lúc đó Thường Xuân đã cùng một người của tập đoàn Tam Mộc là giám đốc Trịnh Cường có gặp gỡ vài lần. Trịnh Cường hình như là bị bắt. Diệp Phàm hỏi. Bắt, hiện tại đang nằm trong tay tôi, còn chưa thẩm tra, chẳng lẽ người này có vấn đề? Trương Hùng hỏi. Vậy là tốt rồi, hãy hỏi Trịnh Cường một chút, tốt nhất là hỏi chuyện y có liên quan đến tập đoàn Phượng Thị ở Thủy Châu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tập đoàn Phượng Thị ở Thủy Châu. Trương Hùng thầm nhắc lại, sau đó hỏi. Có phải cậu ra tay với tập đoàn Phượng Thị? Hẳn là bọn họ gây với cậu. Nói cũng đúng, bọn họ dùng một số người lừa lấy 70 triệu của khu Hồng Liên do tôi phụ trách. Hơn nữa mục đích của bọn họ cũng không phải là lừa tiền, mà là tấn công tôi. Diệp Phàm nói qua cho Trương Hùng. Hừ, được, tôi sẽ làm cho tập đoàn Phượng Thị biết hậu quả của việc trêu chọc Diệp Phàm. Trương Hùng hừ một tiếng cúp điện thoại. Diệp Phàm thoải mái vươn người. Đại ca, anh thật đúng là nhiều thủ đoạn. Tôi đoán công ty này sắp xui xẻo. Một cuộc điện thoại của cậu có lẽ đã sắp xếp vận mệnh của một tập đoàn lớn. Trần Quân lái xe cười ha hả nói. Không thể nói như vậy, chúng ta đều lấy sự thật làm chứng cứ, lấy pháp luật làm thước. Tôi cũng không phải là người tùy tiện, trên cơ bản đều là bất đắc dĩ. Cậu nghĩ lại xem, đối phương muốn mệnh của cậu cứ chờ cho họ lấy sao. Chúng ta cũng không phải hạng người lương thiện. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Cũng đúng, không phải người ta chết thì mình sẽ mất mạng. Chúng ta đương nhiên không thể chết, cách tốt nhất là để đối phương bị diệt vong. Chúng ta phải vì sự tồn tại của chính mình, đó mới là đạo lý. Trần Quân cười nói, xe chạy nhanh như máy bay. Cậu chạy chậm thôi, đường xấu như vậy, đừng để xe lật xuống núi, hai ta đều xong đời. Diệp Phàm cười mắng. Hoàn toàn không được, chúng ta như vậy đến Diêm Vương cũng không dám nhận. Trần Quân cười nói, cũng đi chậm lại. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Ngưu Mãn làm việc trên lâm trường Đông Sơn hỏi. Chuyện Thúy Nhi đã giải quyết chưa? À, Diệp Phàm, chuyện của cô còn chưa giải quyết. Không, sáng hôm nay cô đến nhà tôi luôn ngồi khóc nhưng không dám gọi điện thoại cho anh. Phạm Ngưu giọng đầy xúc động nói. Tôi biết rồi, hiện đang trên đường đến Nam Lĩnh, đến chỗ anh nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nói, thật sự muốn đi ngâm mình dưới suối nước nóng kia. Không biết anh lên có mấy người? Phạm Ngưu cẩn thận hỏi. Tôi có hai người. Diệp Phàm biết lão Phạm sẽ đi sắp xếp, quay sang Trần Quân nói. Trần Quân, đưa cậu đến một chỗ, đảm bảo cậu sẽ thoải mái. Chỗ nào, thoải mái, không phải là đến kỹ viện chứ? Trần Quân hay nói đùa. Ha ha, cậu thấy tôi giống người như thế sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên không phải, anh là ai, anh minh thần võ chỉ cần đứng một chỗ, có bao nhiêu cô nàng tự động chạy đến khóc yêu cầu anh âu yếm. Trần Quân cười. Cậu này, dám giễu cợt tôi có phải không? Diệp Phàm cười cười, có chút mất mái nói. Ôi, Trần Quân, hiện tại võ công của tôi đã phế, nói thế có nghĩa gì? Anh Diệp, anh mãi mãi là đại ca của tôi. Trần Quân nói. Ha ha. Diệp Phàm cười, cảm giác mình kết bạn với những người rất thành thật, không vì điều gì khác. Thúy Nhi, Diệp Phàm đến rồi. Buổi tối bất kể thế nào cũng phải dâng thân cháu cho Diệp Phàm mới được. Hắn nói đang trên đường đi Nam Lĩnh, xem ra là đi có việc. Việc này muốn thành thì xem tối nay cháu thế nào. Phạm Ngưu chơ chẽn nói. Chương 1612, chẳng lẽ không được. Cháu biết rồi, tối nay Phàm không cần cơ thể cháu sẽ chết cho hắn xem. Chuyện cha cháu không thể kéo dài, gần đây chủ tịch xã kia lại đến hình như để ý đến cháu. Thúy Nhi nói. Giọng có chút nghẹn ngào. Ôi, một cô gái rất xinh đẹp cũng có thể là tai họa. Dễ dàng thu hút những kẻ trộm. Ngưu Mãn nhăn mặt thở dài. Ông ta rít một hơi thúa, nhìn Thúy Nhi một cái nói. Chủ tịch xã Trương chắc là muốn thêm tiền, tên khốn khiếp này chắc chưa từ bỏ ý định, muốn lấy càng nhiều tiền đồng. Y biết người nhà cháu chắc vẫn còn giấu. Tuy nhiên, Phàm hẳn là người có tâm. Tôi cũng nghĩ hắn đã quên chuyện này. Không thể tưởng tượng được buổi tối hắn chủ động gọi điện thoại hỏi việc này,
chỉ cần hắn chịu ra tay, chủ tịch xã Trương tính cái gì? Chú Ngưu Mãn, vừa rồi không phải hắn nói còn có một người bạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn chắc chắn cũng làm lãnh đạo, không thể đắc tội. Lúc này Thúy Nhi nhắc nhở Ngưu Mãn. Ha ha, đừng nóng vội, vừa rồi tôi gọi điện thoại đến thôn Đông cách đây không xa. Trong thôn cũng có cô nàng dáng dấp không tồi, hơn nữa lần trước gặp trên núi đã nói qua việc này. Phạm Ngưu Mãn nói. Ôi, chú, nếu bọn họ mỗi ngày đều đến đây thì sẽ không tìm thấy cô nào nữa. Thúy Nhi có chút phẫn nộ, lo lắng nói. Ha ha, cháu cho là bọn họ mỗi ngày rảnh đều đến đây sao? Rất ít tới, Thỏ Nhi Tuyền Xây cũng đã lâu, giám đốc Hà cũng chỉ tới vài lần. Hơn nữa giám đốc Hà thích Liễu Quả Phu, mỗi lần đến tôi đều chuẩn bị cho y, không đổi người. Đến giờ, tôi tìm không quá 4 cô nàng, tính ra mỗi năm 2 người. Tìm cô nàng thì dễ nhưng để thích hợp với họ thì khó khăn. May mắn bọn họ rất ít đến, nếu không, thật đúng là có chút phiền phức. Phạm Ngưu Mãn nói, lên xe Pisa đi đón người. Xe này tất nhiên là Hà Nghi Viễn cho. Đại ca, là chỗ kỳ lạ này sao? Đây không có nhà, không có cửa hàng, có gì thoải mái? Quái, không phải là mời tôi ăn món ăn thôn quê chứ? Trần Quân xuống xe, vẻ mặt khó hiểu. Đúng, đúng, chính là món ăn thôn quê, thuần khiết thiên nhiên, món ăn thôn quê. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, Phạm Ngưu Mãn đã chạy đến khom lưng chào. Diệp Phàm thuận tay chỉ vào hộp thuốc và rượu, lão Phạm giả vờ từ chối, sau cũng không khách khi. Rượu và thuốc là đều đưa đi rồi. Lão Phạm trong lòng thoải mái, hộp thuốc và rượu này nếu đem ra cửa hàng bán xỉ thì cũng được mấy nghìn. Y tìm một cô nàng cũng không phải mấy trăm đồng, thuần khiết cũng chỉ 1.000 là được. Đồ cũ thì nhiều nhất không vượt qua 500 đồng. Hơn nữa, vẫn là đồ cũ chất lượng, không phải đi ra ngoài làm đồ dừng về. Với điểm này, lão Phạm vẫn điều ra rất rõ trước. Y biết, khách mà Hà Nghi Viễn mang đến đây tất cả đều là quan lớn, sao có thể tùy tiện đưa một cô đến được. Nếu để người ta biết, còn không muốn rút ra y. Cứ như vậy, kinh doanh này rất có lời. Cho nên, lão Phạm không phải không muốn làm chuyện này, mà rất muốn làm. Chỉ có điều Hà sảnh trưởng dù sao mỗi người đều ngoài 50, năng lực kia cũng không nhiều. Cho nên, số lần tới đây cũng rất ít. Mà lão Phạm tuyển chọn không ít người. Chỉ cần Hà sảnh trưởng điện thoại đến, đều có người hầu hạ. Lão Phạm vẫn là người có quy củ. Sau khi Thỏ Nhi Tuyền xây dựng xong, y cũng chưa ngâm tắm một lần nào. Có lần con y trộm xuống tắm, thiếu chút nữa bị y đánh cho. Từ đó về sau, nhà họ Phạm không ai dám tắm ở Thỏ Nhi Tuyền. Như lời Phạm Ngưu Mãn nói thì phải dùng ân báo ân, Hà sảnh trưởng là ân nhân của mình, phải thanh thật báo ân. Mà Thỏ Nhi Tuyền chính là chỗ để lão Phạm phát tài, không qua loa được. Diệp Phàm đến đây lần thứ 3, cho nên, cũng là ngựa quen đường cũ. Không cần lão Phạm chỉ đường, Diệp Phàm tự đưa Trần Quân vào trong hang suối nước nóng. Không thể tưởng tượng được đây lại có hang động, đại ca thật đúng là biết hưởng thụ. Hơn nữa chỗ này bí ẩn, chắc chắn sẽ không bị đại tiểu thư Kiều phát hiện, ha ha ha. Trần Quân cười phá lên. Cậu thì, chưa gì đã cho tôi không có chuyện gì chạy đến góc xa này xây một suối nước nóng. Đó là do các tiền bối trước làm, tôi cũng được một người bạn giới thiệu mới biết. Tuy nhiên mới đến vài lần thôi. Diệp Phàm nghiêm túc nói, nhìn hai gian nhà gỗ nói. Tôi gian số 1, cậu gian số 2, chúng ta ăn uống nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi một lát rồi đi Nam Lĩnh. Sáng mai 8 giờ hẳn là sẽ đến. Được, tôi không khách sáo, đi ngâm trước, số 2 thì số 2. Lão đại ở số 1 là nên thế, Trần Quân tôi chỉ có thể số 2. Trần Quân cười nói, cởi quần áo, nhằm thẳng gian số 2 mà đi. Bởi vì lão Phạm đã bí mật nói với Diệp Phàm Thúy Nhi đang chờ ở gian số 1. Tuy Diệp Phàm chưa làm gì Thúy Nhi nhưng trong tiềm thức đã coi Thúy Nhi là người của hắn. Không thể để người ngoài ăn bớt. Cô là ai, sao lại ở đây? Diệp Phàm vừa cởi xong áo thì đột nhiên nghe giọng Trần Quân có chút bối rối và run sợ. Hơn nữa, thình thình một cái không ngờ Trần Quân đã chạy ra ngoài. Chỉ vào gian số 2 nói. Đại ca, bên trong sao lại có cô nàng? Lúc này Diệp Phàm nhớ đến, có lẽ Trần Quân vẫn là trai tân, bởi vì Trần Quân vẫn chung tình với con gái của Đoàn Hải Thiên, Đoàn Hạnh Nhi. Nghe nói Đoàn Hạnh Nhi vẫn không cho Trần Quân, nói là chưa kết hôn, không cho.
mà trước đó Trần Quân vì Hạnh Nhi đi Ngũ Đài Sơn làm hòa thượng. Trong tình trường Trần Quân khá mộc mạc, vẫn nghe lời Đoàn Hạnh Nhi, không dám chạm vào Hạnh Nhi. Sao thế, cô này đó rất sạch sẽ, chắc không phải gà rừng linh tinh. Là lão Phạm tìm từ trong thôn ra, có lẽ vẫn thuần khiết, cậu cứ đụng luôn. Diệp Phạm vẻ mặt đáng khinh, ha hả cười không ngừng. Việc này, tôi... Trần Quân có chút do dự, y thật ra tin lời Diệp Phạm nói, nhìn Diệp Phạm một cái, nhìn gian số 2 một cái, vẫn có chút run. Sao thế, cậu vẫn muốn là trai tân sao? Diệp Phạm thản nhiên cười nói, nhìn Trần Quân có chút kỳ lạ. Bởi vì chắc là vì nhìn thấy cô nàng vừa rồi nên đồ kia của Trần Quân đã nổi lên cao lều. Ai nói vậy, tôi chính là một trai tân, buồn cười, chỉ là xưa thôi, thời nhà trẻ. Trần Quân không ngờ ngửa đầu lên, giống như không phải trai tân. Vậy cậu sẽ thế nào? Diệp Phàm chỉ vào gian số 2. Tội sợ Hạnh Nhi phát hiện thì nguy, việc này ảnh hưởng đến tình cảm. Trần Quân hiển nhiên nói dối. Ha ha, xem ra, tôi có chút qua loa, đem cậu đến đây làm hư. Vậy thôi vậy, cậu ở gian bên cạnh tắm rửa rồi ra ngoài chờ tôi. Diệp Phàm cười bước vào gian số 1. Đại ca, việc này. Trần Quân nghẹn đỏ mặt, giọng ngập ngừng. Ha ha, cậu nhóc, muốn vào thì vào đi thôi. Cứ ngập ngừng giống đàn bà, cậu cúi xuống nhìn xem thấy cái gì, còn dám nói dối trước mặt tôi. Phía dưới đã sớm bán đứng cậu rồi. Diệp Phàm cười, giơ tay chỉ vào chỗ đó của Trần Quân, mở cửa đi vào. Mất mặt quá. Trần Quân nói một câu, Diệp Phàm dùng tai rơi lắng nghe thấy Trần Quân cuối cùng đi vào gian số 2. Ôi, có cô nàng trước mặt mấy người đàn ông có thể đừng được. Huống chi là có sắn, Diệp Phàm thở dài trong lòng. Quay đầu nhìn lại, thấy Thúy Nhi hôm nay khác, thấy Diệp Phàm quay người lại, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Phàm đến đây, Thúy Nhi rót rượu cho anh. Tốt. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không khách khí ngồi trong bồn, cầm chén rượu tự uống một ly, khen. Rượu ngon, ở đây rượu sái cũng ngon. Phàm. Nếu lái xe thì uống ít. Thúy Nhi dịu dàng như nước, nhưng trong nước lại mang đậm chút ngượng ngùng. Uống vào mấy chén, ăn một chút. Diệp Phàm hứng thú. Nhẹ nhàng giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm viên cỏ nhỏ. Cả người Thúy Nhi run lên, không nói gì. Hơn nữa, giơ tay ra sao, chiếc yếm không ngờ rơi xuống, lộ ra hai ngọn núi, hơi run sợ nhẹ nhàng trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay ra, nhẹ nhàng nhéo vài cái vào hai ngọn núi kia. Lập tức Thúy Nhi ửng hồng cả cổ, hình như ngọn núi cũng đỏ lên. Xem ra Thúy Nhi cũng bị kích động, dù sao cũng là cô nàng chưa trải qua chuyện này, không khiêu khích nổi cao thủ tình trường như Diệp Phàm. Phàm! Thúy Nhi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, giơ tay đẩy mạnh. Kia thật sâu kênh rạnh một mảng cỏ thơm, có thể làm người ta hộc máu mũi. Đúng lúc này, gian bên cạnh vang lên tiếng thở gấp và tiếng nước ồn ào. Hẳn là Trần Quân khó dừng nổi đã bắn chết địch. Tình hình chiến đấu hình như khá mãnh liệt, nhưng hình như không bao lâu, gần 10 giây bên kia không ngờ không có chút động tĩnh. Quái, chẳng lẽ Trần Quân đã tước vũ khí đầu hàng như vậy? Không thể nào, đường đường là cao thủ ngũ đẳng, cao thủ có thể giết người không nháy mắt chẳng lẽ lại đầu hàng trên bụng đàn bà? Không thể tin nổi, Trần Quân không phải là không được chứ? Một tay già đời sao lại thế? Bàn tay Diệp Phàm vừa vuốt vẻ Thúy Nhi vừa nghĩ. Thúy Nhi nhẹ nhàng cắn lên ngực Diệp Phàm, lập tức cả người Diệp Phàm căng lên, phía dưới của hắn cũng nổi lên. Chương 1613, ba nguyên tắc. Hơn nữa, cũng không biết có phải lão Phạm truyền kinh nghiệm không, Thúy Nhi không ngờ nhẹ nhàng xoay cổ, lực ma sát tăng lên, nhiệt lượng sinh ra cũng nhiều hơn. Diệp Phàm cảm thấy lửa trong người hừng hực muốn phun ra. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Thúy Nhi Diệp Phàm biết Thúy Nhi không phải tình nguyện. Chỉ để hắn ra tay giúp cô bắt chủ tịch xã Trương thôi. Cho nên, vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm dùng cố gắng lớn nhất không tiến thêm bước nữa. Chỉ giơ tay vào chỗ kênh rạch cây cối của Thúy Nhi mò một phen sau lập tức mặc quần áo, nói với Trần Quân qua vách. Xong chưa? Xong rồi, mẹ kiếp, không kìm nổi. Trần Quân mắng một câu. Đương nhiên không kìm nổi, xem ra y là lần đầu, không khống chế tốt lập tức phun ra. Hơn nữa có xâm nhập đất cằn sỏi đã hay không cũng khó nói. Thường thường trai tân lần đầu nếu không nắm giữ kỹ thuật tốt cũng không vào được cửa này. Lúc đó cái kia lại rất kích động cuối cùng ở ngoài đã rầm rầm,
đần độn vô vị, có chút mất mát. Bí thư Phạm, anh thật không cần Thúy Nhi. Thúy Nhi vẻ mặt khổ sở đáng thương, cả người lõa lổ đứng trước mặt Diệp Phạm. Mặt thiếu chút nữa chạm vào chóp mũi của Diệp Phạm. Đi, tôi giúp cô bắt người hả giận. Diệp Phạm thở dài nhẹ nhàng lấy quần áo đưa cho Thúy Nhi nói. Như vậy không tốt sao? Cảm ơn. Mắt Thúy Nhi đầy nước, lúc này, hình ảnh Diệp Phạm trong cô đặc biệt lớn. 8 giờ sáng hôm sau, đã đến thị trấn Nam Lĩnh của địa khu Nam Lĩnh. Phải điều tra chuyện của anh trai Vu Hồng Liên rồi mới làm việc tiếp. Trước tiên Diệp Phạm đến nhà khách Nam Lĩnh. Ngồi trên sofa, Thúy Nhi khá hiểu ý, đi pha trà. Đừng nói Thúy Nhi pha trà rất khéo. Trần Quân không kìm nổi hỏi. Thúy Nhi, cô đã học pha trà. Có học qua, trước kia địa khu muốn tuyên truyền về điền trà của chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi pha trà, huyện chọn người. Lúc đó tôi cũng được chọn đi, cuối cùng tuy không được chọn nhưng cũng được học một khóa pha trà không mất tiền. Thúy Nhi hào hứng nói. Nói về việc đó Thúy Nhi cảm thấy tự hào. Điền trà là cái gì? Diệp Phàm nằm nghiêng trên sofa nhìn Thúy Nhi hỏi. Trà bình thường đều trồng trên núi. Huyện Lang Đình chúng tôi có loại trà đặc biệt, trồng dưới mặt đất. Trà trên núi và dưới đất khác nhau vì độ cao so với mặt nước biển. Cho nên, chất lượng và hương vị đều khác. Hơn nữa, điền trà của huyện Lang Đình là truyền từ xưa đến nay. Nghe nói là thần nông thị gia truyền xuống, lịch sử viết. Thúy Nhi có vẻ ngượng ngùng nói. Ha ha, Thúy Nhi, tôi cảm thấy cô như một chuyên gia về trà đạo. Không tồi, không tồi. Diệp Phàm cười nói. Việc này cũng là trước đi học nghe các chuyên gia nói. Và lại thôn chúng tôi còn có người chế biến trà giỏi nổi tiếng. Bọn họ sao trà bằng tay được loại trà hương vị rất đặc biệt. Chỉ có điều huyện Lang Đình rất hẻo lánh, điền trà Lang Đình cũng không có nhiều người biết được. Nếu tôi là người đến đầu tư, cô có dám làm giám đốc công ty trà không? Diệp Phàm thản nhiên cười. Nếu bí thư Phàm bảo tôi làm, tôi sẽ dám làm. Những người khác tôi không dám. Đôi mắt trong sáng của Thúy Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cô tin tưởng đại ca Phàm như vậy. Trần Quân ngồi một bên cười gượng nói, nhìn Thúy Nhi một cái, có chút mờ ám cười. Thúy Nhi, đối với các cô nàng nông thôn như các cô mà nói, có phải ai tốt sẽ đi theo hắn? Giống như cô đối với bí thư Phàm. Bí thư Phàm không như thế, hắn rất chính trực, tôi theo hắn tốt hơn. Tôi chưa gặp một người như vậy, hắn là người tốt nhất. Thúy Nhi mặt hồng lên, thành thật nói. Hắn là đại ca của tôi, đương nhiên là người tốt. Trần Quân cười gượng nói, nhìn Thúy Nhi một cái, trêu tiếp. Tuy nhiên, cô nói không ai tốt hơn tôi không hiểu. Các cô đều như vậy còn tốt hơn, thế là thế nào? Bí thư Phàm không muốn tôi. Thúy Nhi lắc lắc đầu, xấu hổ đỏ cả mặt, giống như hoa đào nở rộ. Ha ha! Thấy Trần Quân cười quái dị Diệp Phàm cười, lấy điện thoại ra nói. Bí thư Tăng, gần đây bận không? Đồng chí Tăng Hoa nhậm chức cục trưởng cục công an sau đó không lâu liền kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an địa khu Nam Lĩnh. Không thể không nói, nhà họ Kiều ra tay rất nhanh, tất cả việc này đều vì trải đường cho Kiều Báo Quốc nhậm chức chủ tịch địa khu. Diệp Phàm cũng không thể không cảm thán khi thấy ưu thế của con cháu các gia tộc lớn. Gia tộc đã chuẩn bị đường cho anh, chỉ có thể mất một chút sức lực thôi. Anh là... Tằng Hoa nhất thời không nhận ra, đây cũng là bình thường. Y cùng Diệp Phàm gặp nhau lần gần đây đã mấy tháng. Gần đây là bí thư đảng ủy công an địa khu gặp nhiều người, sao có thể nhớ hắn? Ha ha, lúc trước tôi gọi anh tặng đồ giúp tôi cho bí thư Lý Sương Hải. Diệp Phàm cười nói, đến Nam Lĩnh làm việc chưa chắc đã cần Kiều Báo Quốc ra mặt chỉ cần có Tằng Hoa và bí thư điện thoại công an là đủ rồi, một chủ tịch xã nhỏ, sao cần Kiều Báo Quốc ra mặt? Nếu không có cảm giác là đại pháo đánh muỗi. À, là, Diệp đúng là Diệp thiếu gia, chào ngài, chào ngài. Tằng Hoa lập tức nhiệt tình lên, hơn nữa có chút cung kính. Sửa Diệp Phàm thành thiếu giao Diệp. Diệp Phàm nghe xong có chút sửng sốt, thầm nói. Mình trở thành thiếu gia từ khi nào vậy? Tuy nhiên suy nghĩ một chút đã rõ ràng, chắc chuyện của hắn và Kiều Viên Viên nhà họ Kiều sắp đính hôn nhà họ Tằng cũng biết. Cho nên, hắn vô tình cũng thành người nhà họ Kiều, bị người ta gọi là thiếu gia. Tôi hiện tại đang ở nhà khách ở Nam Lĩnh. Diệp Phàm cười nói. Thiếu gia Diệp đến Nam Lĩnh, tôi cũng không biết trước để đón, tôi sắp xếp tốt.
tôi lập tức sẽ đến đấy. Tằng Hoa vội vàng nói. Vậy đi, vừa lúc có chút chuyện muốn nhờ bí thư Tằng một chút. Diệp Phàm thuận nước đẩy thuyền nói. Anh, Diệp Phàm đến Nam Lĩnh rồi. Tằng Hoa sau khi cúp điện thoại liền gọi điện thoại cho anh trai Tằng Thu Lâm. Tằng Thu Lâm là bí thư địa ủy Nam Lĩnh, tất nhiên là hỏi ý y. Quái, hắn đến Nam Lĩnh làm gì? Tằng Thu Lâm vừa nghe có chút kinh ngạc. Không rõ lắm, nói là có việc nhỏ cần tôi hỗ trợ. Tằng Hoa nói. Xem ra, việc này hắn không muốn phiền đến chủ tịch địa khu Kiều. Vậy nhanh đến đó, phải kính trọng, đừng thấy người ta trẻ tuổi, nhưng người ta đã là cấp giám đốc sở rồi, tiền đồ vô lương. Tằng Thu Lâm dặn dò nói. Anh có muốn đi cùng không? Tằng Hoa hỏi. Việc này tôi đi không ổn, hắn không gọi cho tôi trước. Cậu đi trước, xem tình hình rồi nói sau. Tuy nhiên bí thư giao chuyện gì nhất định phải làm tốt. Nhà họ Tằng chúng ta nợ hắn ân tình lớn. Tằng Thu Lâm nói, Tằng Hoa cũng rất nhanh, không đầy 10 phút đã đến phòng của Diệp Phàm. Bí thư Tằng, hôm nay tìm anh có chuyện cần nhờ anh giúp một chút. Cô gái này là Phạm Thúy Nhi, trong nhà có oan khuất. Nói đến đây Diệp Phàm nhìn Thúy Nhi nói. Cô hãy kể từ đầu đến cuối chuyện của cô cho bí thư Tằng nghe một chút, y sẽ làm chủ cho cô. Bí thư Tằng, xin ngài làm chủ cho Thúy Nhi. Phạm Thúy Nhi hình như đã gặp qua Tằng Hoa, lập tức liền quỳ xuống lại. Tằng Hoa vội vàng giơ tay đỡ Phạm Thúy Nhi không cho cô quỳ xuống. Bởi vì trong nháy mắt Tằng Hoa biết được, nếu là Diệp Phàm ra tay, có lẽ Phạm Thúy Nhi đã là thân thiết bên cạnh Diệp Phàm. Hơn nữa, cô nàng này khá xinh đẹp, cũng có chút nông thôn chất phác. Các công tử thành phố chán các cô nàng son phấn đầy người lại thích những cô nàng thuần khiết như thế này. Đây gọi là trở về với thiên nhiên. Thúy Nhi, cô hãy nói mọi chuyện trước, tôi nhất định làm chủ cho cô. Tằng Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Thúy Nhi nghẹn ngào vài tiếng say kể từ đầu đến cuối cho Tằng Hoa nghe. Coi trời bằng vung, thực sự đây là hành vi của bọn cướp. Tằng Hoa vẻ mặt nghiêm túc hừ nói nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Tôi lập tức bảo người bắt Trương Mạo Lâm lại, không tưởng tượng nổi, một chủ tịch xã lại có hành động hàm hồ như vậy. Nhìn vẻ mặt tức giận của Tằng Hoa, Diệp Phàm biết y đang để cho hắn xem, cười nói. Bí thư Tằng, muốn bắt y thì dễ, chúng ta trước tiên muốn điều tra một chút, lấy được chứng cứ rồi nói sau. Có chứng cứ đầy đủ mới ra tay, nếu ra tay phải thật độc, ít nhất khiến y ăn cơm tù vài năm mới được. Diệp Phàm thản nhiên nói nhưng làm Tằng Hoa không khỏi thầm kinh ngạc. Người này vẻ mặt hòa nhã, hơn nữa tuổi trẻ, ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Không thể tưởng tượng được người này là một người độc ác. Chỉ chiếm đoạt vài tiền đồng, nhiều nhất là đánh bị thương người, sao có thể vào tù. Bí thư Tằng, anh không điều tra, tạm thời không biết tại sao tôi nói thế. Diệp Phàm nhìn bộ dạng của Tằng Hoa biết người này có chút hiểu lầm. Không biết thiếu gia Diệp muốn nói gì, tôi nghe. Tằng Hoa hơi cúi người, giống như nhận chỉ thị của lãnh đạo. Nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Việc này tôi nghe thiếu gia Diệp sắp xếp, anh nói sao tôi sẽ làm thế. Trần Quân, cậu nói đi. Diệp Phàm chỉ vào Trần Quân nói. Người này là... Tằng Hoa nhìn thấy Trần Quân cố ý hỏi, người này thật sự muốn thăm dò chi tiết Trần Quân để biết đối đãi với y. Kết giao với người khác, Tằng Hoa có nguyên tắc của riêng mình. Tuy nói không thể phân ra ba nguyên tắc, cũng phải nhìn đối phương có phân lượng hay không. Đối phương phân lượng thế nào? Cũng quyết định thái độ đối xử của Tằng Hoa. Thói đời, không thể nói là Tằng Hoa thế nào, đây cũng là xã giao bình thường. Chương 1614, Cố Nhất Võ có con riêng. Nói một cách đơn giản khác, lời anh nói với lãnh đạo chắc chắn không giống với lời anh nói với đồng nghiệp. Khi nói chuyện đều có thay đổi, đây là vì trong lòng anh phận lượng của lãnh đạo và đồng nghiệp không giống nhau. Ha ha! Tôi giới thiệu với anh một chút, y là con rể của bí thư tỉnh thành Đoàn Hải Thiên. Diệp Phàm cười nói. Ôi, là Trần thiếu gia, thất lễ. Tằng Hoa vội vàng nói. Tất nhiên Đoàn Hải Thiên phân lượng khá lớn, người ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cái gì mà Trần thiếu giao, không dám nhận. Bí thư Tằng, cứ gọi tôi là Trần Quân đi. Tôi chẳng qua chỉ là một phu xe của Diệp thiếu gia thôi. Trần Quân khiêm tốn nói, nghe xong Tằng Hoa suýt ngã. Trần Quân cũng không thể nói như vậy, chúng ta là anh em. Đại ca, tôi thích là lái xe của anh. Trần Quân vẻ mặt quật cường nói,
lời này khiến Tằng Hoa buồn bực trong lòng. Tuy nói Diệp Phàm là con rể nhà họ Kiều nhưng cũng không đến nỗi con rể nhà họ Đoàn đi làm lái xe riêng. Y nhìn Tằng Hoa mói. Chúng tôi đã điều tra qua cha của Thúy Nhi không cố ý có được tiền đồng. Hiện tại hẳn coi là đồ cổ, hơn nữa loại đồ cổ này rất quý. Lúc đó em trai Thúy Nhi có một đồng, chúng tôi đã đưa đến các chuyên gia giám định. Loại tiền cổ này là tiền từ thời Hàm Long thứ 15, được cục bảo tuyền đúc từ triều nhà Thanh. Tuy nhiên, đồng tiền của cục bảo tuyền đúc số lượng ít, cho nên giá cả cũng khá kinh người. Xem ra một quả có thể bán được 20.000 nhân dân tệ. Mà tiền đồng của cha Thúy Nhi đã bị chủ tịch xã Trương lấy đi 5 đồng, tính ra đáng giá đến 100.000 nhân dân tệ. Hơn nữa, chủ tịch xã Trương vì tiền đồng còn ép cha mẹ Thúy Nhi, cuối cùng cha Thúy Nhi còn bị đánh. Đây là cố ý đánh người, chẳng những phải chịu trách nhiệm hình sự, còn phải bồi thương dân sự. Về quy định của pháp luật, bí thư Tằng phụ trách chính trị pháp luật hẳn là rõ hơn nhiều. Trần Quân vừa nói vừa đưa ra tài liệu có liên quan. Tằng Hoa nhận xem qua rồi nói. Diệp thiếu gia, tôi lập tức cử người đi bắt người. Cậu điều tra qua một chút, sau khi lấy được chứng cứ hãy bắt. Nếu bắt phải nắm chắc. Diệp Phàm hừ nói. Được. Tôi đi làm việc trước, có tin tức sẽ báo lại ngay. Tằng Hoa nói xong, cầm tài liệu đi. Khi bắt thì cùng đi, tôi muốn biết chủ tịch xã Trương có phải có ba đầu sáu tay. Diệp Phàm nói với theo Tằng Hoa. Nhất định thế. Tằng Hoa cũng không quay đầu lại vừa nói vừa bước nhanh. Y có thể nói thế rồi không làm không, nghe nói lãnh đạo đều thế. Ngoài miệng nói là sẽ làm, nghe nói một vụ án ở thôn tôi cục công an đã nhiều năm không xử lý. Thúy Nhi có chút lo lắng nói. Yên tâm, không cần đến ba ngày, chuyện của nhà cô sẽ được xử lý. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói với Thúy Nhi. Cô cứ về nhà, chờ tin tức tốt. Khi bắt người tôi sẽ gọi cô đi cùng, tiện cho đồ chó kia mấy bạt tai. Sau khi Thúy Nhi đi rồi, Diệp Phàm nói. Chúng ta lập tức đến nhà họ Vu ở Lang Đình. Hai người lái xe thẳng đến nhà họ Vu ở Lang Đình. Theo Hạ Hải Vĩ cung cấp tin tức. Nhà họ Vu ở ngay thị trấn, Diệp Phàm và Trần Quân không mất nhiều thời gian để tìm nhà họ Vu. Thấy một tòa nhà có sân nhỏ, đi vào thấy một cậu nhóc đang chơi đùa ở sân giếng. Cậu bé, cậu là Vu Kiệt có phải không? Trần Quân ngồi xuống vẻ mặt dịu dàng cười, hơn nữa tay còn đưa ra một túi sữa nhỏ. Hắn lúc này cực kỳ giống bà ngoại, Diệp Phàm cũng muốn bật cười. Không nói cho ông. Cậu bé kia nhìn Trần Quân một cái, vênh mặt lên. Cậu bé, nói cho tôi đi, túi kẹo này cho cháu. Trần Quân cười nói. Cháu không cần, một túi kẹo, bà ngoại cháu nói, ăn vào sâu răng. Cháu không muốn sâu răng. Cậu bé vẻ mặt không thèm, Trần Quân không nhịn được, không ngờ một cậu nhóc của ra vẻ bất cần. Bị mất mặt trước mặt Diệp Phàm, y có chút tức giận mặt biến sắc, hung hăng nhìn cậu nhóc kia nói. Không nói phải không, không nói tôi bắt cháu lại. Ông là người xấu. Cậu, có người muốn đánh cháu. Cậu nhóc đột nhiên hét to lên. Trần Quân thấy thế, có chút hoảng, vội vàng giơ tay bưng miệng cậu bé lại. Cậu bé đạp loạn xạ lên người Trần Quân. Trần Quân không tiện nặng tay, nhất thời luống cuống. Trần Quân đương nhiên không phải sợ, chủ yếu là sợ làm hỏng việc. Ai dám đánh cháu, không muốn sống nữa sao? Lúc này từ trong nhà đi ra một người thanh niên vẻ mặt dữ tợn, cánh tay còn xăm hình một con bọ cạp. Vừa thấy thế biết là người như thế nào ở đây, trong đầu Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến Tam Phách ở Lâm Tuyền. Mẹ kiếp, buông nó ra, nàng không tôi đá chết anh. Người thanh niên vừa thấy cậu nhóc bị giữ, hung hăng vọt ra, quyền hướng vào Trần Quân đánh. Bịch một tiếng vang lên giòn tan. Người thanh niên bị Trần Quân đẩy một cái lùi đến 5 bước, không đứng vững, đập vào một chậu hoa hồng. Hoa hồng này tuy nói là đã ra hoa, nhưng vẫn có gai. Người cũng bị đâm cho đau điếng. Lập tức kêu trời, tùy tay cầm một cục gạch đập người khác. Mẹ kiếp, thế mà cũng đòi đập người, chán sống rồi phải không? Diệp Phàm giơ chân, người đàn ông bay đến giếng nước, đập vào thành giếng. Lập tức, đùi bị dập, hơn nữa, Diệp Phàm ra tay, tên kia lập tức ngồi tại chỗ, không đứng dậy đi được. Trần Quân ngây người vài giây. Xem ra, tôi tuy là một phế nhân. Nhưng đối với người không có chút công lực cũng không cần nhiều sức. Diệp Phàm thản nhiên cười. Đại ca, không thể so với đại ca.
Trần Quân lắc lắc đầu, đi đến trước mặt người đàn ông, một chân giẫm nát cái chân bị thương của người thanh niên, day day, làm người thanh niên kêu lên một tiếng thảm thiết. Nói, y có phải là Vu Kiệt không, là con của Vu Hồng Liên đúng không? Hừ, người thanh niên không ngờ không hé răng. Không nói đúng không? Trần Quân tăng thêm độ, đè lên chân của người thanh niên. Lập tức một mảng da bị Trần Quân di rách, trên đùi người thanh niên chỉ là máu. Mẹ, chúng mày muốn gây phiền toái cho tôi, chờ anh em tôi đến. Người thanh niên nói đến đây, Trần Quân lại đè mũi giày lên đùi. Mẹ ơi! Người thanh niên hét lên. Bốp, Trần Quân hung hăng tát một cái, lập tức khóe miệng chảy máu. Làm cho cái đó tàn phế đi, xem y có nói không. Lúc này giọng Diệp Phàm vang lên lạnh như băng giống như vọng lên từ địa ngục. Người thanh niên kia vừa nghe thấy, lập tức run lẩy bẩy hét lớn. Chúng mày dám, chồng của em tôi là chủ tịch thành phố tỉnh thành. Thành phố tỉnh thành. Diệp Phàm nhìn chằm chằm người thanh niên kia, kinh ngạc. Sao thế, sợ rồi sao? Người thanh niên đắc ý, giơ tay đẩy chân của Trần Quân, nhưng chân của y vẫn vững như núi Thái Sơn, không động một chút nào. Nói, chồng của em cậu là ai? Diệp Phàm hừ nói. Cố Nhất Võ, tôi không nói đùa, y chính là chủ tịch thành phố tỉnh thành. Người thanh niên đắc ý hừ nói. Hóa ra là y. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn người thanh niên nói. Nói như vậy, đứa bé này là con của Cố Nhất Võ. Không phải, nó là con tôi. Cậu là Vu Lâm. Diệp Phàm hỏi. Đã biết rồi còn hỏi làm gì? Vu Lâm hừ nói. Người này tính tình ngang ngược, bị Trần Quân đánh cho vài cái, không ngờ vẫn không thay đổi, thật sự là một người cứng đầu. Hung cái rắm. Trần Quân thấy không thể nhịn được, tát một cái vào miệng Vu Lâm. Lập tức cả nửa mặt đều đỏ lên. Y nhìn Vu Lâm một cái hừ nói. Đại ca tôi hỏi cậu trả lời như thế nào? Không phải con cậu cũng ở đây sao? Ha ha, không thành thật trả lời cũng đúng, thôi, con của cậu rất đáng yêu nhưng chỉ sợ không thể yêu nổi. Mẹ, mày dám đánh con tôi sẽ liều mình. Người thanh niên gầm lên. Kêu gào có tác dụng sao? Cứ tát cho con y một cái rồi nói sau. Diệp Phàm cố ý nói. Trần Quân vừa thấy, trước tiên là đá Vu Lâm một cước, sau giơ tay về phía mặt của đứa bé. Từ đã, chúng mày hỏi, mẹ, tôi nói. Ánh mắt Vu Lâm trừng lên như đèn lồng. Cố Nhất Võ với em gái cậu có phải có quan hệ? Diệp Phàm mang một chiếc ghế trúc từ trong nhà ra, gách chân lên hỏi. Ừ. Vu Lâm gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Bắt đầu là Cố Nhất Võ thấy em gái tôi xinh đẹp, có cảm tình. Cho nên, cứ tốt với. Em gái tôi cũng biết Cố Nhất Võ chỉ là chơi bời với cô. Tuy nhiên, em gái tôi rất thông minh, có mấy lần Cố Nhất Võ uống rượu, ở trên giường nhưng không ăn được em gái tôi. Cho nên, không lâu lại nhớ. Nhưng sau đó Cố Nhất Võ biết, y ép em gái tôi. Em gái tôi không có cách nào. Ngày đó đi, cũng là bảo em họ tôi đi thay. Một năm sau sinh, đến giờ cũng đã 2 tuổi. Bởi vì em họ cũng muốn làm người dòng cho nên Cố Nhất Võ không nghi ngờ cái gì, từ đó về sau yên tâm. Tuy nhiên sau dần dần xa lánh em gái tôi. Sau đó căn bản là không để ý đến em gái tôi. Em gái tôi tức giận, đã muốn ngả bài với Cố Nhất Võ. Ngay lúc đó Cố Nhất Võ đột nhiên lại tốt với em tôi. Cho nên, em tôi lại chưa ngả bài, chuyện đưa nhỏ lại giấu giếm. Tuy nhiên, không thể tưởng tượng được là Cố Nhất Võ không ngờ báo em gái tôi đi thông đồng với chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên của khu Hồng Liên. Hơn nữa, còn nói đến khi Trương Lăng Nguyên thật sự thích em gái tôi thì bảo y chuyển cho tôi mấy chục triệu, Trương Lăng Nguyên chắc chắn sẽ chuyển. Bởi vì phòng tài chính quận Hồng Liên còn có khoản tiền gần 100 triệu. Trương Lăng Nguyên sẽ không tiếc mấy chục triệu kia. Hơn nữa, chúng ta chỉ vay tiền, sau khi tiền tới tay thì cùng nhau góp tiền thành lập nhà máy, mình thành ông chủ có thể kiếm tiền. Còn cái gì, nói hết ra, tôi ghét nhất là lề mề. Diệp Phàm nhăn mặt, nhìn Trần Quân một cái, Trần Quân giật giật chân. Chương 1615, ý của Kiều Báo Quốc. Vu Lâm vừa thấy nếu không nói sẽ ăn nắm đấm vội vàng nói. Cố Nhất Võ còn nói, hắn đảm bảo chúng tôi sẽ kiếm được tiền. Mà em gái tôi cũng có được cổ phần danh nghĩa, mỗi năm chia không dưới 2 triệu. Chúng tôi nghĩ Cố Nhất Võ che chở, nhà máy sao không thể kiếm ra tiền.
lúc đó Cố Nhất Võ lại hung hăng ép. Nếu em gái tôi không đi thì y sẽ bảo người ở Bắc Kinh trừng phạt nhà chúng tôi. Không có cách nào, đành phải nhận lời. Tuy nhiên, lão già Trương Lăng Nguyên này tốt lắm, không lâu đã tốt với em gái tôi. Hơn nữa, không lâu đã chuyển mấy chục triệu cho tôi mở công ty. Vu Lâm sợ bị đánh, hơn nữa đứa con lại trong tay Trần Quân, y cũng không dám sằng bậy. Biết là không nói không được, đành nói rõ ra. Bây giờ tiền đâu? Diệp Phàm quan tâm nhất việc này. Diệp Hưng của nhà máy điện cơ Hưng Thái Long lừa đi rồi, mẹ nó. Trước kia vừa mới nhìn thấy người này, biết y rất vênh váo. Hơn nữa, rất hiểu lối buôn bán, sau tôi lại dần dần tin y. Hết thảy mọi việc đều giao cho y. Không thể tưởng tượng được, y lại là kẻ lừa đảo, ngàn vạn lần chuyển tiền cho y rồi không biết đi đâu. Mà tôi đi tìm y không ngờ còn bị đánh. Bên cạnh tên kia còn có mấy cao thủ, tôi căn bản là không phải đối thủ của bọn họ. Vu Lâm căm giận mắng. Cậu sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Người ta là ai? Là người của nhà họ Phượng ở Thủy Châu. Trước mặt bọn họ, cậu chỉ là con run. Trần Quân không kìm nổi hừ nói. Nhà họ Phượng ở Thủy Châu, ai thế, không nghe nói qua. Vu Lâm lắc đầu vẻ mặt kinh ngạc. Cậu quan tâm làm gì? Trần Quân hừ nói, nhìn Vu Lâm một cái hỏi. Hiện tại Diệp Hưng ở đâu vậy? Không rõ lắm, khả năng là đến Phong Tháp chơi với các cô gái. Vu Lâm nói. Là Phượng Pháp. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, thầm nói, chẳng lẽ nhà họ Phượng thật sự có ổ mại dâm? Đúng, đúng, gọi là Phượng Pháp. Vu Lâm gật gật đầu. Phượng Pháp nghĩa là gì? Trần Quân vừa nghe đến đây hứng thú, hỏi ngay. Diệp Hưng từng đưa tôi đến đó, ngay ở vùng núi hẻo lánh Phượng Hoàng giao giữa Thủy Châu và Đức Bình. Kỳ thật, tháp cao 5 tầng, ngoài nhìn không thấy. Tháp rất lớn, mỗi tầng đều có chức năng riêng. Diệp Hưng đưa tôi đến tầng 2, trong đó có các phòng, trang trí rất xa hoa. Nghe nói tầng thứ 5 chuyên dành cho người giàu có và các lãnh đạo lớn vui chơi. Tầng thứ 4 là uống trà nói chuyện phiếm. Tầng thứ 3 là nơi chơi trò giải trí. Người đến Phượng Pháo cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên, nghe nói cấp bậc đều cao. Tôi lúc đó thấy Diệp Hưng vào một phòng ở tầng 2, nghe nói bên trong có cô nàng. Tôi cũng thấy các cô nàng ra vào, mặt một cái váy xẻ tả hai bên. Thật ra quần này là một cái khố, phía trước một mảnh, phía sau một mảnh. Cô nàng này đi đùi đều lộ hết ra ngoài. Vu Lâm nói đến đây, thiếu chút nữa mặt mày hớn hở. Người này, đến sườn xám cũng không nói, làm cho trang phục truyền thống của Trung Quốc nói thành cái khố. Thoải mái một chút chắc chắn là rất đắt đi. Trần Quân thản nhiên nói. Đương nhiên là đắt, nghe nói một cô nàng buổi tối cũng mấy trăm ngàn. Lúc đó Diệp Hưng bảo tôi chơi, tôi ngại đắt không chơi. Mấy trăm ngàn này về Lang Đình chúng tôi có thể có cả trăm cô nàng. Hơn nữa, bố về Lang Đình chơi các cô gái thì cho tiền. Mẹ nó, quá đắt. Vu Lâm không kìm nổi văng tục. Ha ha, kia cũng kêu đắt. Gà rừng đúng là gà rừng, không thể biến thành Phượng Hoàng được. Trần Quân mắng một câu, nhìn Vu Lâm khinh thường. Chẳng lẽ mày có khả năng, tôi không tin. Vu Lâm giơ tay lau máu ở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nói. Mấy nghìn nhân dân tệ tính cái con khi gì, bố đến mấy trăm nghìn còn dám chơi. Nói với cậu phí lời, cậu hiểu cái gì? Trần Quân tức giận, hừ nói. Y tất nhiên là khoác loác, vừa rồi ở Thỏ Nhi Tuyền người này vẫn là trai tân, chơi đùa với em út thế nào? Đại ca nhiều tiền nhỉ? Vu Lâm vẻ mặt hâm mộ. Tiền tính cái gì, ở trước mặt tôi không khác gì giấy. Trần Quân đắc ý ưỡn ngực thấy Diệp Phàm đang như cười như không nhìn mình. Vội vàng cười giấu ngượng. Em gái Vu Hồng Liên của anh đâu? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt thi triển khai hóa mê thuật, hừ nói. Diệp Phàm muốn đánh úp, đầu tiên là bảo Trần Quân nói chuyện nhà với y, để y thả lỏng cảnh giác, lúc này không đình hỏi việc này xem ra sẽ thu được diệu kỳ. Cố Nhất Võ gọi cô đi. Vu Lâm không phòng bị thuận miệng nói ra, sau đó định thần lại, vội vàng nói. Không phải tôi không rõ lắm. Không rõ ràng lắm sao, là thật hay là giả. Trần Quân lạnh lùng nhìn về phía Vu Lâm hừ một tiếng, người này sợ tới mức rụt cổ lại cuối cùng vẫn hiểu ra tình hình thực tế. Diệp Phàm lập tức nói cho Hạ Hải Vĩ chỗ Vu Hồng Liên đi, Hạ Hải Vĩ lập tức cho người đi tìm. Mà Vu Lâm tất nhiên bị Trần Quân đưa đi rồi, y là một căn cứ chính xác. Tuy nhiên, Hạ Hải Vĩ còn điều tra được một chút tin tức.
đó là Diệp Hưng thật sự là người của tập đoàn Phượng Thị ở Thủy Châu. Lõa Hạ phân tích rằng nhà họ Phượng muốn chơi Diệp Phàm ở khu Hồng Liên một phen, làm cho kinh tế hỗn loạn. Xem ra nhà họ Phượng liên kết với Cố Nhất Võ. Nếu nhà họ Phượng ra tay đối với hắn, hắn cũng không khách khí. Diệp Phàm thầm nói một câu, gọi điện thoại cho Sở Công an tỉnh Vu Kiến Thần nói qua chuyện nhà họ Phượng một lần. Bắt đầu từ Phượng Pháp, phản kích nhà họ Phượng. Buổi tối, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Kiều Báo Quốc. Y mời Diệp Phàm ăn cơm chiều ở nhà khách. Đi theo Kiều Báo Quốc, ngoài phó bí thư địa ủy Tằng Thu Lâm là hắn quen, còn có một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi xinh đẹp. Ánh mắt người phụ nữ này khá mê người, bộ ngực cũng khá lớn. Diệp Phàm, sao lại rảnh đến Nam Lĩnh vậy, có phải nghĩ đến biện pháp nào tốt? Kiều Báo Quốc không khách khí, câu đầu tiên đã nói vậy. Y nhìn Diệp Phàm một cái, chỉ vào người phụ nữ giới thiệu. Diệp Phàm, vị này là trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy của chúng tôi Thôi Đình. Đây chính là cục trưởng cục tài chính địa khu Vương Liên Khu. Thu Lâm cậu đã gặp qua, tôi không nói nữa. Ha ha, bí thư Tằng khỏe, trưởng ban Thôi khỏe, cục trưởng Vương khỏe. Diệp Phàm mỉm cười chào ba người. Hơn nữa, hiểu ngay, hóa ra ba vị này cùng cả Kiều Báo Quốc là bốn nằm trong bộ máy trước mắt của Kiều Báo Quốc ở địa khu. Ra tay tốc độ không chậm, mới hai tháng bộ máy của Kiều Báo Quốc ở địa khu có ít nhất ba vị ủy viên thường vụ, một vị phó bí thư. Bí thư đảng ủy công an và trưởng ban tổ chức cán bộ ủng hộ. Hơn nữa, một phiếu của Kiều Báo Quốc, thật sự cũng có bốn phiếu. Xem ra hết thảy đều là do cha của Kiều Báo Quốc Kiều Viễn Sơn ra tay sắp xếp. Giống như trưởng ban tổ chức cán bộ Thôi Đình, nhà họ Kiều xuất thân từ tổ chức, nhưng thật ra không cần tốn nhiều sức lực. Đừng nói gì nữa, ngồi đi. Kiều Báo Quốc thấy Diệp Phàm ngẩn người, thản nhiên hừ nói. Mấy người cũng khách khí một chút rồi ngồi xuống. Mọi việc đều tốt chứ? Diệp Phàm nhìn Kiều Báo Quốc một cái. Vừa mới tới, không thể nói rõ là tốt hay xấu. Bí thư Điền đối với tôi coi như là khách khí. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói nhìn Vương Liên Hoa một cái, người phụ nữ này đang duyên dáng pha trà. Khách khí, đó chỉ là bên ngoài thôi. Điền Chí không được gọi là ông vua địa phương, không dễ dàng tha thứ cho người khiêu chiến quyền uy của y. Chủ tịch địa khu, hiện tại anh mới đến địa khu y còn chưa thăm dò chi tiết anh, cho nên tạm thời còn khách khí. Có lẽ là còn mới thôi, tôi dám đánh cuộc, không quá 3 tháng, y sẽ giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa, một khi các anh có xung đột, chuyện đó đã tới rồi. Bởi vì cha chú của Tằng Thu Lâm đều đi theo nhà họ Kiều, cho nên, nói chuyện thoải mái hơn một ít. Đúng. Vương Liên Hoa gật đầu nhìn mọi người một cái nói. Vốn cục tài chính là do Ủy ban Nhân dân địa khu quản lý. Nhưng điều chí không chịu, đôi khi khoản tiền lớn, y cũng phải phê duyệt. Vương Liên Hoa nói, đến việc này cũng nhúng tay thì quá mức đi chứ. Kiều Báo Quốc vẻ mặt ngạc nhiên. Không có gì lạ, trước kia, nguyên chủ tịch địa khu Giang Sơn Côn ký một khoản tiền nhất định phải có bút phê của Điền Chí không. Cái này thật buồn cười, trong mắt Điền khoảng không đảng chẳng những chỉ huy súng, hơn nữa còn cấm súng làm cách mạng. Trưởng ban tổ chức Thôi Đình có chút căm giận nói. Buồn cười nhất chính là sau khi việc này đến tỉnh ủy, Điều Chí không lại thay đổi cách, y không ký mà trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tịch địa khu Giang Sơn Côn. Nếu Giang Sơn Côn không đồng ý, Điền Chí không sẽ gây sức ép. Cuối cùng chủ tịch Giang không thể không phê. Như vậy, dựa vào bút của chủ tịch địa khu Giang, Điền Chí không là người ôm đồm sở hữu tài sản. Chúng ta có cách nào? Hai vị đều là nhân vật số 1 số 2 của địa ủy, nghe ai? Vẻ mặt Vương Liên Hoa buồn bực, nhìn Kiều Báo Quốc một cái nói. Xem ra không lâu nữa bệnh cũ lại tái phát, anh phải chú ý. Hừ, Kiều Báo Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, lông mày cũng dựng cả lên. Tôi cảm thấy hiện tại không nên phát sinh xung đột cùng y ngay. Anh bây giờ còn lấy việc phát triển kinh tế là việc chính. Ví dụ như muốn làm một chút sản nghiệp đặc biệt. Lấy uy tín của chủ tịch địa khu mới. Hơn nữa, sản nghiệp không cần nhiều, nhiều quá sẽ loạn. Chỉ cần chuyên vào một vài cái, muốn làm phải làm nổi tiếng. Ví dụ như nghe nói Điền Cha ở huyện Lang Đình các anh nghe nói hương vị đặc biệt. Anh có nghe qua không? Nếu có thể lấy trà tại địa phương làm cơ sở, sản xuất một sản phẩm danh tiếng không tồi. Giống như trà Thanh Vụ của huyện Ma Xuyên. Hiện tại chẳng những ở tỉnh Nam Phúc mà toàn quốc cũng có danh tiếng nhất định. Hơn nữa,
Điền trà tôi cũng đã uống qua, cảm thấy thật sự không tồi. Nếu làm tốt có thể tạo ra thành tích. Diệp Phàm đưa ra ý kiến. Điền trà. Vương Liên Hoa nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên cười, lập tức, sức hấp dẫn của người phụ nữ này hiện ra rồi. Việc này buồn cười sao? Diệp Phàm hừ nói, cảm thấy người phụ nữ này hơi lỗ mãng, không nghiêm túc chút nào. Không phải. Vương Liên Hoa lắc đầu nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Kiều Báo Quốc. Có việc gì cứ việc nói, đừng khinh thường hắn, hắn có thể còn trẻ nhưng lợi hại hơn đối với tôi. Kiều Báo Quốc nhìn mọi người một cái không ngờ giọng nói có chút chua xót. Chương 1616, đi bắt người. Ha ha, các anh có thể không biết, nhìn bí thư Diệp trẻ tuổi đúng không? Tằng Thu Lâm nhìn Vương Liên Hoa nói. Trẻ tuổi, ngồi ở đây chắc chắn là trẻ nhất, hẳn chưa đến 27 đi. Vương Liên Hoa nhìn Diệp Phàm một cái vuốt cằm nói. Không sai. Kiều Báo Quốc cũng vuốt cằm nhìn mọi người rồi nói. Hắn là chồng sắp cưới của em gái tôi, Diệp Phàm, đương nhiệm phó bí thư thành ủy Thủy Châu. Phó bí thư thành ủy tỉnh thành. Vương Liên Hoa thầm nhắc lại, vẻ mặt kinh ngạc, Thôi Đỉnh ngồi bên cạnh lông mi cũng giật giật. Ha ha, việc này không tính, các anh đều coi như người một nhà, tôi không giấu. Không lâu nữa hắn sẽ đến Hải Đông đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Kiều Báo Quốc thản nhiên cười nói. Hải Đông, chủ tịch thành phố. Thôi Đỉnh nhắc lại một câu, cầm chén rượu nói. Trước tiên tôi chúc mừng chủ tịch thành phố Diệp nhậm chức một chút. Cảm ơn. Diệp Phàm đáp, cụng một ly sau đó nói. Nghe nói chỉ là quyền chủ tịch thành phố, không đáng gì. Nói xong nhìn Vương Liên Hoa hỏi. Anh nói một chút về chuyện của Điền Trà đi. Là thế này, Điền Trà của Lang Đình chúng tôi quả thực rất có tiếng. Nghe nói một ông chủ buôn trà nổi tiếng ở Phổ Hải từng đến Lang Đình, nói là muốn đầu tư hợp tác khai thác ớn, phát triển Điền Trà của Lang Đình. Chuyện này ban đầu là một chuyện tốt. Chủ tịch địa khu Giang khi đó cũng rất quan tâm. Tuy nhiên vừa mới đề xuất việc này đến bí thư Điền đã gạt đi. Vương Liên Hoa nói, là chuyện tốt sao bí thư Điền lại gạt đi, chẳng lẽ kinh tế địa khu Nam Lĩnh phát triển bí thư không vui, đây là thế nào? Kiều Báo Quốc hừ nói, nghe nói Điền Trà phạm húy bí thư Điền. Vương Liên Hoa cười thần bí nói, việc này là như thế nào? Diệp Phàm không kìm nổi cũng hỏi. Ha ha, bí thư Điền viết là Điền thôi. Thôi Đỉnh ngồi bên cạnh thản nhiên cười nói. Việc này cũng có thể nói sao, thật sự buồn cười. Diệp Phàm không kìm nổi hừ nói. Tất nhiên. Tằng Thu Lâm vuốt cằm, nhìn mọi người rồi nói. Điền Chí không rất tin vào phong thủy, đó là bởi vì cha chính là một ông thầy địa lý. Mộ của gia đình lớn đều xây trên núi, chỉ có mộ của nông dân là xây dưới ruộng. Điền Trà cũng ở dưới ruộng. Có phải là phạm vào mộ của nông dân? Và nếu như không nói nông dân, ông chủ ở Phổ Hải muốn khai thác, phát triển Điền Trà thì không phải là đào đất vườn trà sao? Đào đất này có thể phạm vào phong thủy của nông dân. Bởi vì cùng nông dân tranh giành phong thủy thôi. Không đúng, nông dân làm ruộng không phải cũng đào đất sao? Chẳng lẽ như thế cũng xung với phong thủy, Điền Chí không cũng không thể không cần cây lúa chứ? Kiều Báo Quốc có chút nghi ngờ khó hiểu. Ha ha, không giống nhau. Thôi Đỉnh lắc lắc đầu, nhìn Kiều Báo Quốc một cái cười nói. Lúc già đi thì sinh ra gạo để mình ăn, còn cây trà phải khai thác phát triển. Lúc trước ông chủ đó nói muốn làm cho cây trà nổi tiếng cả nước, ra thế giới. Nếu ra nước ngoài thì Điền Trà có phải đi ra nước khác không? Việc này cũng có thể nói là Điền Trà có thêm nông dân phong thủy. Ở đây vẫn giữ một chút, đổi tới đổi lui vẫn là ở đất của nông dân có phải không? Bởi vì cha của bí thư Điền cho rằng, địa khu Nam Lĩnh là thổ địa của nông dân. Nước phù sa không chảy đến ruộng của người ngoài. Tuy nhiên, đây không phải là bán ra nước ngoài sao? Đó không phải là phong thủy của nông dân chia cho nước ngoài sao? Phong thủy bị người nước ngoài lấy đi rồi, phong thủy của nông dân sẽ thiếu đi rất nhiều. Tất nhiên đồng chí Điền Chí không sẽ không đồng ý. Ngụy Biện cũng có thể nói có lý được như thế, thú vị. Diệp Phàm có chút cảm thán. Hừ, vài ngày nữa tôi đến Lang Đình, nếu thật sự có khả năng, chúng ta mới ông chủ ở thành phố Phổ Hải kia trở lại. Thực sự là loạn, sinh lợi mà lại bị chụp mũ phong thủy nông dân gì gì. Tôi cũng không tin Điền không có thể nói được gì. Kiều Báo Quốc lạnh lùng hừ nói. Không nên,
anh vừa đến đã gây xung đột với bí thư Điền. Vả lại Lang Đình có mấy chục nghìn nhân khẩu, có ba phần là họ Điền. Chắc Điền Chí không nói một câu, có lẽ Điền Trà sẽ thành củi đun của nông dân. Cứ như vậy, không chỉ không phát triển được Điền Trà, mà chúng ta muốn uống trà cũng không có cơ hội. Tằng Thu Lâm khuyên, nhăn mặt thở dài. Người phụ trách đảng và quần chúng Điền Tháp Sơn cũng giống Điền Chí không đúng không? Kiều Báo Quốc hỏi. Ừ, tuy nói Điền Chí không và Điền Tháp Sơn không có mối quan hệ thân thích trực tiếp. Nhưng loanh quanh 7-8 đời thể nào cũng thân thích. Hơn nữa, nghe nói Điền Tháp Sơn trước kia vẫn là lãnh đạo của Điền Chí không? Sau khi Điền Chí không lên chức bí thư vẫn khá quan tâm đến lão già này. Trong các ủy viên địa ủy, hai người họ phối hợp, được gọi là nhị Điền ở địa ủy Nam Lĩnh. Cho nên, mới có thể ép chủ tịch Giang không ngóc đầu được. Tằng Thu Lâm thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra trong hội nghị thường vụ địa ủy trước đây nhị Điền ép rất thảm. Mặc kệ, chỉ cần lộ thì kệ y, nếu muốn ngăn tôi phát triển kinh tế, chúng ta sẽ không đớn hèn. Tôi cũng không phải giống chủ tịch Giang trước kia. Kiều Báo Quốc hừ một tiếng. Trong lòng Diệp Phàm lắc lắc đầu, thầm nói Kiều Báo Quốc chắc sẽ ngã. Tranh giành với một bí thư là vô ích. Người họ Điền này sẽ không quan tâm đến nhà họ Kiều ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, để y gặp một lần cũng tốt. Nếu không, cả ngày kiêu ngạo hoành tráng rằng người đi ra từ nhà họ Kiều là thứ nhất thiên hạ. Ngọc không mài không nên thân, Kiều Báo Quốc tất nhiên cũng phải để y ngã một lần. Buổi chiều ngày hôm sau, Tằng Hoa gọi điện thoại đến nói là đã điều tra xong mọi việc, có thể chính thức xuống bắt người. Hai đoàn gặp nhau trên đường, Tằng Hoa đi hai chiếc xe, tất cả đều mặc thường phục. Bí thư Tằng, việc này vất vả cho anh. Diệp Phàm từ xa giơ tay ra cảm ơn. Không vất vả, đây là việc chúng ta phải làm. Vẻ mặt Tằng Hoa khiêm tốn nói. Sự việc có giống như phán đoán của chúng tôi. Diệp Phàm cùng Tằng Hoa đi đến ven đường hỏi. Đúng thế, hơn nữa chúng tôi điều tra, tiền đồng kia đã bị Trương Mạo Lâm bán đi 4 đồng, được một khoản tiền. Còn có một đồng chưa bán, nghe nói Trương Mạo Lâm chê đối phương ra giá thấp. Đang treo giá thôi, nếu không, sao Trương Mạo Lâm vẫn không buông tha lão Phạm? Tằng Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Đứng trước tiền mấy người không động lòng, huống chi lại ở một nơi nghèo nàn lạc hậu này. Chủ tịch xã Trương có quyền thế trong tay, tự cho là mình lấy cũng không việc gì. Tuy nhiên chứng cứ có không, như người làm chứng bán tiền. Diệp Phàm hỏi. Anh yên tâm, toàn bộ đã đầy đủ, lão già này chắc chắn sẽ đi tù vài năm. Tằng Hoa thản nhiên hừ nói. Cả đoàn người lên xe, đi thẳng đến xã Lâm Chỉ huyện Lang Đình. Tới Lang Đình đi một chút thì dừng. Diệp Phàm đi dạo một chút, thấy đúng là trà dưới ruộng rất nhiều. Tuy nhiên hình như cũng chưa hề có khuôn khổ, đông một mảng, tây một mảng, không có cái quy hoạch gì, không có hình dạng nào. Xe đến xã Chỉ Lâm, Diệp Phàm bảo Trần Quân gọi Thúy Nhi. Mọi người gặp nhau sau đó đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân xã. Chỉ Lâm là xã nghèo nhất huyện, nghe nói nhân khẩu cả xã có 4-5 nghìn, thu nhập hàng năm thấp. Huyện Lang Đình là huyện nghèo, Chỉ Lâm còn là xã nghèo hơn. Có thể thấy Chỉ Lâm nghèo. Dọc đường đi Diệp Phàm chỉ thấy nhà gỗ vách đất, không khác gì huyện Ma Xuyên trước kia. Nhà xây thưa thớt không nhiều lắm. Nhưng Ủy ban Nhân dân rất được, là tòa nhà xây 3 tầng khác với nhà ở đều xây dựng tường đất. Nghèo còn được như thế Diệp Phàm hết chỗ nói rồi. Mọi người xuống xe. Văn phòng của Chủ tịch Trương Mạo Lâm ở tầng 3, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sa ở tầng 2. Vừa đi Tằng Hoa vừa nói với Diệp Phàm. Tại sao lại như vậy? Đảng lãnh đạo chính quyền, theo quy định, văn phòng của Bí thư Đảng ủy phải ở trên. Xã Chỉ Lâm cũng mới xây, văn phòng của Chủ tịch xã sao ở trên văn phòng của Bí thư? Diệp Phàm kinh ngạc, nhìn Tằng Hoa hỏi. Có phải Bí thư Thái ở tầng 2 vì tầng 3 hơi nóng? Ha ha, không phải, nóng có thể lắp điều hòa không khí. Tằng Hoa cười thần bí nhìn Diệp Phàm không nói gì thêm. Diệp Phàm cũng không hỏi tiếp, trong lòng đoán được một chút, đơn giản là chỗ dựa sau lưng Chủ tịch xã Trương vững chắc hơn Bí thư Thái. Tuy nhiên, Trương Mạo Lâm cũng quá kiêu ngạo, làm như vậy phạm vào điều tối kỵ của quan trường. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Bối cảnh mới là hết thảy, quy củ chưa là gì, quy củ cũng do con người đặt ra có phải không, nếu cứ theo quy củ thì lấy gì để giữ công bằng. Tằng Hoa thản nhiên cười. Vậy bắt Chủ tịch Trương có phải có chút khó khăn không?
Diệp Phàm thản nhiên hỏi nhìn Tằng Hoa liếc mắt một cái. Thiếu gia Diệp Giao chuyện khó mấy tôi cũng phải bắt. Thái độ của Tằng Hoa kiên quyết. Ha ha, phiền anh rồi. Diệp Phàm nói xong, mấy người lên tầng 3. Ôi là bí thư Tằng, đến kiểm tra công tác cũng không thông báo một tiếng. Lúc này một người đàn ông trung niên mập mạp từ xa đã chào Tằng Hoa. Ha ha, là bí thư Thái, chúng tôi lần này tiện xuống đây, không phải kiểm tra công tác nên không làm phiền đến bí thư. Tằng Hoa thản nhiên cười nói. Bí thư Tằng, hôm nay nghe nói bên Nam Sơn có lợn rừng, nếu có thời gian đi săn một chút. Nếu chúng buổi tối có thể có nồi thịt. Lúc này từ trên cầu thang có một cảnh sát bước xuống, chắc là cảnh sát xã Trì Lâm vừa mới nghe tin vội vã xuống, từ xa đã nói với Tằng Hoa. Diệp thiếu gia, anh xem, có muốn đi làm mấy phát súng thư giãn cánh tay một chút không? Tằng Hoa quay đầu hỏi Diệp Phàm. Chương 1617, Chủ tịch xã và Bí thư cấp trên. Ba chữ Diệp thiếu gia khiến mọi người có mặt phải ngơ ngác nhìn nhau. Được gọi là Diệp thiếu gia trước mặt đồng chí Tằng Hoa, hẳn gia thế của người này cũng không phải hạng vừa. Tằng Hoa là cán bộ cấp phó giám đốc sở, trong nhà của Diệp thiếu gia kia chắc chắn phải có nhân vật lợi hại hơn cả Tằng Hoa, ít nhất chắc cũng phải cán bộ cấp giám đốc sở. Cấp giám đốc sở, đối với những người dân nghèo của xã Trì Lâm này là nhân vật vô cùng lớn. Cho nên, nhìn Diệp Phàm, ánh mắt của mấy vị cán bộ xã kia cũng nóng hẳn lên. Tuy nhiên, Tằng Hoa không giới thiệu, mấy cán bộ xã Trì Lâm kia đành phải thu lại trí tò mò. Chào hỏi xong Tằng Hoa đi thẳng lên tầng 3. Bí thư Thái và người cảnh sát kia cũng theo Tằng Hoa lên tầng. Còn các cán bộ xã khác không có chỉ thị của bí thư Thái tuy đều muốn đi theo nhưng không dám. Rất nhanh đã đến văn phòng của chủ tịch xã, thấy cửa không đóng, một giọng nói từ bên trong truyền ra rất đặc biệt. Đương nhiên, dễ nghe phải để trong ngoặc kép, đến ca từ để bị sửa lại. Chủ tịch xã, mấy ngày hôm trước lên núi xuống thôn hái được nhiều thứ nhỉ? Giọng một người đàn ông cười trêu. Đúng thế, cậu nhóc, bố hái được gì liên quan gì đến cậu? Có phải mình không hái được thì ghen tị không? Ha ha ha. Chủ tịch xã Trương phá lên cười, giọng nói rất bị ổi. Ngoài hành lang bí thư Thái nhíu mày nhìn Tằng Hoa, đang muốn lên tiếng. Nhưng Tằng Hoa khoát tay áo dừng bước. Chủ tịch xã người ta là ai? Là nhân vật số một của xã ta, cái gì không hái được? Là ông chủ của mọi thứ ở Trì Lâm này. Một giọng khác cười nói. Đúng thế, đúng thế. Giọng nói ban nãy vang lên. Bí thư Thái đang đứng ở hành lang mặt càng nhăn lại. Hơn nữa, trong mắt có chút phẫn nộ. Tức giận cũng là bình thường, không ngờ có người ngang nhiên rêu rao địa vị của mình. Chủ tịch xã Trương là nhân vật số một thì Thái Sa là cái giám ư. Hơn nữa, những câu nói này lại được bí thư Tằng nghe được. Nếu bình thường không phải lãnh đạo nghe được Thái Sa sợ thế lực của chủ tịch Trương còn có thể nhịn một chút. Lúc này lãnh đạo ở đây, còn mặt mũi nào mà nhịn. Cho nên, bí thư Thái cuối cùng không kìm nổi, đi đến cửa hừ nói. Đang giờ làm việc không nghiêm túc, không thể tưởng tượng nổi. Là giọng của bí thư Thái. Giọng người thanh niên trêu chọc kia có chút bối rối, dù sao Thái Sa là người được huyện ủy và ủy ban nhân dân đồng ý là nhân vật số một. Tuy nói chủ tịch xã quyền lực lớn, bối cảnh sâu nhưng mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Trịnh Thác, khi nào thì anh thành con chuột? Lúc này giọng Trương Mạo Lâm vang lên. Xã, chủ tịch xã, tôi không phải là con chuột. Không phải là con chuột, sao gan lại bé như thế? Bí thư Thái cũng không phải là anh hùng, cậu sợ cái gì? Trương Mạo Lâm vừa nghe xong giọng của Thái Sa hừ nói, cảm thấy Thái Sa có gan hay không? Không ngờ dám nói thế trước mặt mình, cho nên Thái Sa tức giận rồi, hừ một cái đẩy cửa. Trương Mạo Lâm, anh nói cái gì? Thái Sa vừa bước đến cửa, chỉ vào người trong phòng hừ nói. Tôi nói cái gì bí thư Thái, chẳng lẽ chính anh thừa nhận anh là anh hùng? Đáng buồn cười. Bí thư cũng không thể không cho người ta nói, hống hách như thế nào cũng không thể một bàn tay che trời như vậy. Trương Mạo Lâm hôm nay giống như ăn phải đạn, không ngờ chửi chó má. Anh mắng ai, anh không phải là anh rể của bí thư huyện ủy sao? Nếu không phải có bí thư Tống, anh cũng chẳng là cái gì. Dù thế nào tôi vẫn là nhân vật số một của xã Trì Lâm. Anh đi quản lý chính quyền đi. Nói đến đây, Thái Sa nhìn Tằng Hoa một cái, nghiến răng, nói. Từ hôm nay anh chuyển văn phòng xuống tầng 2 đi.
xem ra đồng chí Thái Sa nợ mới hận cũ từ xưa đến nay cuối cùng bùng phát. Người này cũng bằng bất cứ giá nào. Xem ra vì thể diện, ai cũng chó cùng rứt dậu. Tôi thế, anh có sao? Anh Thái, đừng tưởng là bí thư có thể làm gì. Hôm nay tầng 3 là chỗ ngồi của tôi. Nếu có bản lĩnh thì phản ánh lên trên đi, tôi muốn xem sẽ như thế nào. Trương Mạo Lâm cũng không vừa mắng. Ha ha, chủ tịch xã vẫn là Phật Như Lai đầu. Một giọng nói khác vang lên. Tiểu Lâm Tử nói rất hay, mấy trăm năm đạo hạnh không đủ trình độ đấu với tôi. Giọng chủ tịch xã Trương giống như Đức Phật Tổ vang lên khiến Trần Quân không kìm nổi bật cười. Trương Mạo Lâm, anh. Thái Sa bị ép, không làm gì được, giơ tay bám vào cánh cửa, tức giận đến run cả người. Đầu cũng có chút choáng, không cả đứng vững. Bí thư Thái, vào phòng ngồi đã. Diệp Phàm thản nhiên cưới, bước lên đỡ Thái Sa vào phòng. Thấy bên trong một người đàn ông đầu hói đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng. Đối diện có hai người đàn ông đang đứng, cười nịnh bợ. Diệp Phàm đỡ Thái Sa ngồi xuống sofa gần tường. Lúc này cả đám người Tằng Hoa cũng bước vào văn phòng. Tuy nhiên, bộ mặt của Tằng Hoa không có tiếng ở đây, chắc là Trương Mạo Lâm không biết Tằng Hoa. Y vẫn ngồi ở ghế ông chủ. Hơn nữa, còn tự đắc xoay ghế một cái, hừ nói. Các anh là ai, sao vô cớ vào văn phòng của tôi? Thật kỳ cục, có việc thì phải gõ cửa, không cho phép sao có thể tùy tiện vào. Việc này cũng bình thường, lãnh đạo xã không biết lãnh đạo địa ủy là bình thường. Cả hai căn bản là không cùng cấp bậc kém nhau vài bậc. Vả lại, Tằng Hoa nhậm chức chưa lâu. Anh là Trương Mạo Lâm. Diệp Phàm nhìn Trương Mạo Lâm hừ một tiếng. Gọi là chủ tịch xã Trương, Mạo Lâm là tên anh có thể gọi sao, khốn khiếp. Chắc đây là người có tên Trịnh Thác, thấy cơ hội nịnh bợ khó có cũng không thể bỏ qua. Y nhìn Diệp Phàm một cái, thấy hắn trẻ tuổi, y lập tức nói với Diệp Phàm. Bốp! Một tiếng vang lên giòn tan. Trịnh Thác bị Diệp Phàm tát cho một cái ngã vào tường. Tiếng tay rất nhẹ, tiếng động là tiếng Trịnh Thác va vào tường. Trời đất, đánh người, mày không muốn sống nữa có phải không? Trương Mạo Lâm đứng vụt dậy, chỉ vào Diệp Phàm gào lên. Vừa lúc đó người cảnh sát bước vào nói. Đồn trưởng Lý, anh đến đúng lúc lắm, còn không bắt người lại. Đồn trưởng Lý vừa đi vệ sinh về, nghe Trương Mạo Lâm nói sau đó nhìn thấy người y chỉ là Diệp Phàm lập tức giật mình hỏi. Bắt người, là bắt hắn sao chủ tịch xã Trương? Ngoài hắn còn ai vào đây? Mẹ nó, dám đánh người trong văn phòng của tôi, người này tên gì cũng không cần biết. Bắt, dám hung hăng đánh người bắt cho tôi. Trương Đại Lâm hung hăng nói. Việc này, đồn trưởng Lý do dự nhìn Tằng Hoa một cái, tất nhiên là kéo dài thời gian, thấy Tằng Hoa không nói gì, sở trưởng Lý khó xử. Thầm nói, bí thư Tằng gọi là Diệp thiếu gia, tôi dám bắt hắn sao? Không khác gì không muốn sống. Đồ quỷ, tôi phải dạy cho anh một bài học nên thân, dám mắng tôi. Diệp Phàm tức giận bước lên, quả nhiên Trương Mạo Lâm tức giận. Y muốn ra tay trước để chiếm ưu thế nên giơ tay định tát Diệp Phàm. Bí thư Tằng, tôi chính là tự vệ. Diệp Phàm cười nói, giơ bàn tay đỡ tay của Trương Mạo Lâm. Tiếp theo là liên tiếp mấy chiêu, đây gọi là làm nhiều việc cùng một lúc. Khi Diệp Phàm buông tay, chủ tịch xã Trương mặt không còn gọi là mặt nữa. Máu mũi chảy ròng ròng, bên trái còn sưng lên, giống như là bị phù. Cú cuối cùng, Diệp Phàm vừa dứt lời, một chân đá đến. Trương Mạo Lâm kêu thảm thiết một tiếng, ôm bụng ngồi xuống. Thằng nhóc, dám đánh tôi, con mẹ nó, biết tôi là ai không? Trương Mạo Lâm giơ tay trái ra chỉ vào Diệp Phàm. Ha ha, phó bí thư Diệp không đánh anh, vừa rồi là tự vệ. Tự vệ biết không, chính là anh đánh hắn hắn không thể không tự vệ. Vừa rồi ở đây tất cả mọi người đều thấy, là chủ tịch xã Trương đánh bí thư Diệp không có cách nào, chỉ là tự vệ. Trần Quân cười gượng, không ngờ tốt bụng nâng chủ tịch xã Trương dậy. Vừa nói còn như vừa biểu diễn, vừa nói vừa xoa xoa nhẹ vài cái lên cạnh sườn của chủ tịch xã Trương. Chủ tịch xã Trương muốn lên tiếng, miệng cũng bị Trần Quân bịt lại. Chủ tịch xã Trương đau đến mức nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Khi Trần Quân buông y ra, người này đã thành con chi chi, không đứng dậy nổi. Mấy người Thái Sa đứng cạnh nhìn, tất nhiên là thích thú. Tay Thái Sa cũng nắm chặt lại, xem chừng là còn hận không đấm được. Thúy Nhi, đi lên cho y vài cái. Đối với loại chó này,
cô không cần phải khách khí. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Thúy Nhi cười. Tôi không dám, y là chủ tịch xã. Thúy Nhi nghĩ một chút, vẫn lắc lắc đầu không dám tiến lên. Không việc gì, có bí thư Tằng ở đây, chủ tịch xã tính cái gì? Vua phạm pháp cũng giống như thường dân, huống chi một chủ tịch xã. Cô cứ bước lên đá mấy đá đi, bảo đảm không việc gì. Diệp Phàm nói đến đây nhìn Tằng Hoa một cái, hỏi. Bí thư Tằng, có phải thế không? Chương 1618, chỗ này không thể đá. Ha ha, nếu khi bắt giữ tội phạm mà tội phạm chống lại lệnh bắt các đồng chí cũng không thể không áp dụng một số phương pháp đặc biệt. Việc này đều vì công việc, vì an toàn của các đồng chí thôi. Tằng Hoa thản nhiên cười cười. Hai người cảnh sát mặc thường phục vừa nghe thấy lập tức tiến lên nắm lấy hai tay của Trương Mạo Lâm. Các anh muốn gì, buông ra, buông tôi ra, tôi các anh cũng dám bắt sao? Trương Mạo Lâm liều mình giãy giụa, chân tay đá loạn xạ. Muốn chống lại lệnh bắt có phải không? Một người cảnh sát mặc thường phụ hừ một tiếng, hung hăng nắm lấy tay. Đi lên, đá cho mấy đá. Diệp Phàm nhìn Thúy Nhi một cái rồi nói. Hiện tại là cô đang giúp đỡ cơ quan công an bắt giữ tội phạm, nhanh thể hiện một chút. Thúy Nhi vừa nghe quả nhiên động tâm, nghĩ đến tình trạng thê thảm của cha mình, nghĩ đến việc chủ tịch xã Trương mang đến tai họa cho người nhà mình. Thúy Nhi dũng cảm liều mạng xông lên, đá vào chủ tịch xã Trương đã bị bắt, chủ tịch xã Trương lúc này giống như bị lợn hay bao cát. Thúy Nhi đá điên cuồng, không ngờ đã mấy đã vào khố của Trương Mạo Lâm. A, dừng tay. Đây không phải là chỗ có thể đá, đá hỏng rồi thì. Trương Mạo Lâm kêu lên thảm thiết, muốn giơ tay che khố. Tuy nhiên tay bị hai cảnh sát nắm chặt, căn bản là không làm gì được. Nhìn Thúy Nhi loạn đá có thể thấy Trương Mạo Lâm chắc không thể vui vẻ trong một năm rưỡi. Bởi vì, chỗ đó của chủ tịch xã Trương thiếu chút nữa bị Thúy Nhi xé vỡ. Cả khóa kéo cũng bị rách, mấy sợi lông cũng lặng lẽ lộ ra. Đồ chó! Thúy Nhi hung hăng nhổ nước bọt lên người chủ tịch xã Trương mới ngừng lại. Diệp Phàm và Trần Quân đứng bên cạnh nhìn có chút kinh hãi. Thầm nói phụ nữ không tức giận, tức giận thì còn độc hơn nam giới. Liều mạng thật, đồng chí Trương tự cầu phúc đi. Đưa đi. Tằng Hoa vung tay lên hừ nói. Bí thư Tằng, đến Lang Đình cũng không thông báo, ha ha. Lúc này từ ngoài hành lang một giọng nói vang lên. Là bí thư Tống, ha ha ha. Tôi đến có việc, ngại phiền bí thư Tống. Tằng Hoa thản nhiên cười nói. Không lâu một đám người tiền vào, người đi đầu thân hình cao lớn giống như tháp sắt, tuy nhiên, trên mặt ngoài thịt không thấy chút xương nào. Xem ra, chăm sóc cũng không tồi. Diệp Phàm đoán chắc đây chính là bí thư huyện ủy Lang Đình Tống vừa rồi Thái Sa vừa nói. Cũng chỉnh là anh rể của Trương Mạo Lâm. Tới thật đúng lúc, chắc cũng có người vừa thông báo, hẳn là người này không có ở huyện, gặp đúng lúc. Anh rể, tôi. Vừa thấy Tống Cương vừa đến, chủ tịch xã Trương giống như gặp được mẹ, không ngờ khóc ầm lên. Nhìn thấy mặt Trương Mạo Lâm bầm tím, máu mũi còn chưa kịp khô. Tống Cương không ngờ không tức giận, chỉ nhíu mày, thản nhiên nói. Bí thư Tằng có chuyện gì vậy? Cậu nói đi. Tằng Hoa thản nhiên nhìn một đồng chí bên cạnh nói. Bí thư Tống, tôi là Vương Căn, là người phụ trách đội cảnh sát hình sự của Cục Công an địa khu. Trước đó không lâu nhận được báo án của lão lang ở Trì Lâm. Người bị tố cáo chính là đồng chí Trương Mạo Lâm. Vương Căn nói. Tố cáo y cái gì, nực cười. Chắc vì Trương Mạo Lâm phạt phạm ra khoản tiền vì việc vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Đây là chính sách phạt của quốc gia. Chuyện như vậy đội cảnh sát hình sự của các anh cũng quan tâm, thật là buồn cười. Tống Cương nhìn đội trưởng Vương một cái thản nhiên hừ nói. Không phải việc này. Là tố cáo Trương Mạo Lâm cướp bóc và xui khiến người khác đánh bị thương. Đội trưởng Vương lắc đầu nói, cũng giải thích một chút. Bởi vì Tống Cương chỉ là bí thư huyện ủy của một huyện nghèo khó như Lang Đình, cũng không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng năng lượng của Tống Cương rất lớn, bởi vì y là học sinh của đương nhiệm bí thư địa ủy Điền Chí Không. Nghe nói Điền Chí Không đi lên từ giáo sư, quan hệ hai người rất thân thiết, Tống Cương là con chó trung thành của Điền Chí Không. Ha ha, Tống Cương không ngờ mỉm cười, những người đi theo y thấy lãnh đạo cười cũng cười. Lập tức hành lang vang rộn tiếng cười. Buồn cười sao? Lúc này Tằng Hoa đột nhiên hừ nói. Tống Cương lúc này mới nhớ ở đây còn có một vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy,
bí thư đảng ủy công an địa khu. Mọi người lập tức im lặng. Tống Cương cười vài tiếng mới dừng lại, y nhìn Vương Căn một cái hừ nói. Làm chủ tịch xã chém giết, cướp bóc, còn đánh người bị thương, đây không đáng buồn cười thì là cái gì? Đội trưởng Vương, chuyện này rõ ràng là vu cáo hãm hại, anh cũng tin sao? Tôi thật không hiểu, cảnh sát hình sự cục công an thành phố các anh rốt cuộc làm gì? Xem thế này các anh đến là để bắt người đi, thật sự là rất buồn cười. Hiện tại, các đồng chí ở địa phương làm việc khó khăn. Dân thường đều là anh cả, không đắc tội nổi. Vì đất nước mà đắc tội với bọn họ ngã xuống đất còn muốn tố cáo, sinh sự gây phiền cho anh. Đội cảnh sát hình sự các anh hẳn là biết việc này, hẳn là phải bảo vệ cán bộ chúng ta. Có người nói dân chúng là một tập hợp yếu, tôi nói nhé, hiện tại dân chúng không giống như trước kia. Bọn họ đã hùng mạnh rồi, không phải là một tập hợp yếu. Ngược lại một số nhân viên chính quyền yếu thế, bọn họ mới là người cần được bảo vệ. Tôi hy vọng đội cảnh sát hình sự các anh có thể phân rõ tốt xấu, đừng không tìm hiểu nghe gì biết vậy. Tống Cương vừa nói xong còn nhìn Tằng Hoa một cái, bình tĩnh thong dong giống như không coi Tằng Hoa ra gì. Ai nên được bảo vệ, ai là tập thể yếu, việc này còn phải xem xét. Nhiệm vụ của cơ quan công an chúng tôi là bảo vệ người bị hại. Mặc kệ ai là người bị hại chúng tôi đều phải bảo vệ. Không thể nói Trương Mạo Lâm là chủ tịch xã có thể bỏ qua. Mặc kệ là ai, phạm pháp đều bị xử lý theo pháp luật. Tằng Hoa thản nhiên hừ một tiếng, sau đó nhìn Tống Cương nói. Tôi còn có việc, không hàn huyên với anh. Đội trưởng Vương, đưa người đi. Bí thư Tằng, tôi nói nhiều như vậy anh còn muốn dẫn người đi thế là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ngăn cản cán bộ xã Chỉ Lâm đúng không? Tống Cương tức giận người này ỷ vào có quan hệ với bí thư Điền Chí Không, không ngờ cáu lên. Thật buồn cười. Cơ quan công an người ta phá án, liên quan gì đến ông? Tuy ông là bí thư huyện ủy huyện Lang Đình nhưng không có quyền can thiệp vào việc phá án của cục công an địa khu. Nếu ông là cục trưởng cục công an thì bí thư Tằng đi đâu? Diệp Phàm thấy thế nhìn Tống Cương lạnh lùng nói. Hơn nữa, Diệp Phàm rất ác, đâm thẳng vào chỗ đau của Tằng Hoa. Vì Diệp Phàm thấy Tằng Hoa có chút yếu ớt, làm ủy viên địa ủy, là cán bộ cấp phó giám đốc sở sao lại sợ một bí thư huyện ủy? Đây căn bản là đầu đuôi lẫn lộn. Anh chui ở đâu ra mà nói như vậy? Đây là huyện Lang Đình, câm miệng cho tôi. Tống Cương tức giận, dạo oai giống như vua. Tôi từ tỉnh thành đến, một bí thư huyện như anh khoe khoang gì trước mặt tôi. Còn chui ở đâu ra, chui cái đầu anh. Diệp Phàm cố ý chọc, kiêu ngạo hơn lão Tống gấp trăm lần. Tỉnh thành tới, đồng chí. Tống Cương hơi sửng sốt nhìn Diệp Phàm một cái. Cảm thấy người này mặc dù từ tỉnh thành đến, nhưng với tuổi này cấp bậc cũng không cao. Thành ủy thành phố Thủy Châu Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Tống Cương một cái hừ lạnh nói. Thành ủy thành phố Thủy Châu Diệp Phàm, không phải là trông cửa quét rác ở thành ủy Thủy Châu chứ? Ha ha ha, loại này cũng khoe khoang, nghĩ là làm việc ở thành ủy đã lên trời. Buồn cười. Lúc này, một người đứng bên cạnh Tống Cương thấy Tống Cương nháy mắt với y đột nhiên lên tiếng tung ra một câu nói. Lập tức làm cả hành lang vang lên tiếng cười. Bốp! Một tiếng bạt tai vang lên. Người vừa trêu chọc Diệp Phàm má đỏ lên, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào Trần Quân quát. Con mẹ mày, dám đánh bố. Tôi là trưởng công an huyện Lang Đình. Đánh mày là đúng, mày là cái gì? Chó mù mắt, dám mắng đại ca Diệp. Nói mày có tin không, mày không phải là trưởng công an huyện Lang Đình sao? Đại ca Diệp có thể chỉ nói một câu là anh ra quét đường. Mẹ nó! Một trưởng phòng nhỏ cũng dám kiêu ngạo. Trần Quân không phải người trong cơ quan nhà nước, nói toàn lời thô tục chỉ vào người thanh niên kia mắng thích thú vô cùng. Ha ha, nên đánh, phó bí thư thành ủy thành phố Thủy Châu cũng dám mắng như thế. Tằng Hoa nói đến đây nhìn người thanh niên kia một cái hử nói. Đồng chí Dương Lương Dân, anh đúng là có mắt như mù. Về đeo kính mắt vào đi, lần sau đừng ăn nói ngông cuồng. Nói đến đây Tằng Hoa nhìn đội trưởng Vương nói. Đi. Sau khi nói xong nhìn bí thư Tống Cương và trưởng phòng Dương một cái hử nói. Trưởng phòng Dương, về viết kiểm điểm, phải nhớ kỹ, nghiêm khắc nhận sai lầm của mình. Nếu không, chức trưởng phòng của anh, tôi nghĩ có thể chuyển. Tằng, bí thư Tằng. Dương Lương Dân cuối cùng cúi đầu, không thể tưởng tượng được vốn định làm tốt trước mặt bí thư Tống một chút, không ngờ gặp phải phó bí thư tỉnh thành.
Đó là cán bộ cấp giám đốc sở, tuy nói hắn không quản được việc của huyện Lăng Đình, nhưng hắn tuổi trẻ như thế đã là cán bộ cấp giám đốc sở. Mặc dù Dương Lương dân mắt mù cũng biết sau lưng người này có chỗ dựa đặc biệt mạnh. Nếu thực sự làm cho người ta tức giận, mũ của mình đúng là có thể bay. Mà Tống Cương nhất thời chưa kịp phản ứng lại, y có chút kinh ngạc. Mắt nhìn theo Diệp Phàm và Tằng Hoa lái xe đi. Ha ha, thật thoải mái. Vừa ngồi vào xe Tằng Hoa không ngờ cười to. Hình như là không giả, thật sự sảng khoái. Ha ha. Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng, nhìn Tằng Hoa một cái nói. Vị Tống Cương vừa rồi hình như rất kiêu ngạo nhỉ. Chương 1619, thằng nhóc này khoe khoang. Đương nhiên kiêu ngạo, Tống Cương là học sinh của Điền Chí không, cậu nói có kiêu ngạo không? Tằng Hoa nói nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Ở Nam Lĩnh này, ngoài Điền Chí không nói Tống Cương nghe ra, những lãnh đạo khác y không coi ra gì. Năm trước, Phó Chủ tịch Thường trực Địa ủy Mâu Tư Tín chỉ phê bình y vài câu, không ngờ y cãi lại trước mặt mọi người. Cuối cùng Phó Chủ tịch Thường trực Mâu thiếu chút nữa ngượng mặt, việc này đến tai Bí Thư Điền, cuối cùng như thế nào, Tống Cương chỉ bị gọi lên phê bình vài câu. Từ đó tất cả mọi người đều biết, Điền Chí không quý mến Tống Cương. Cho nên làm người này càng ngày càng kiêu ngạo. Không nói dối Diệp thiếu gia, trước kia tôi đảm nhiệm Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố. Khi đến huyện Lăng Đình, Tống Cương khi đó là chủ tịch huyện, y chưa bao giờ để ý đến tôi. Hơn nữa, có việc tìm y còn bày đặt. Rất nhiều các đồng chí địa ủy đều từng chịu đựng Tống Cương. Người như thế chỉ là tiểu nhân đắc chí thôi. Tôi nghĩ y đắc chí nhất thời mà không thể đắc chí một đời. Tôi tin rằng, mùa đông của Tống Cương vừa đến. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Việc này, chỉ cần Điền Chí không tại vị một ngày, Tống Cương sẽ không việc gì. Tằng Hoa thở dài nói. Không có cách nào, biết làm sao. Ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn Tằng Hoa một cái nói. Việc nhà họ Phạm kính nhờ Bí Thư Tằng. Tôi hy vọng trước khi tôi đi có thể chuyển việc của Trương Mạo Lâm sang viện kiểm sát. Nếu về sau có gì phiền toái, Bí Thư Tằng cứ điện thoại cho tôi. Việc này là nên như vậy, có thể làm việc vì Diệp thiếu gia là vinh hạnh của tôi. Tằng Hoa hạ mình nịnh Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Thúy Nhi về nhà, bởi vì cha Thúy Nhi phát hiện cây trong rừng làm Diệp Phàm chú ý. Nếu đó là vật đại bổ, có lẽ gốc có thể đào ra cái gì đó. Nếu có thể sử dụng để kết hợp với các dược liệu khác chế tạo ra lôi âm cửu long hoàn. Mặc dù là công lực của mình không thể khôi phục, nhưng tổ đặc nhiệm A có thể sử dụng, thuốc này cũng là cách để trao đổi. Hơn nữa, hắn hiện tại đang đối lập với Lỗ Tiến. Chắc chắc Trương Cường, Tề Thiên và Lang Phá Thiên đang ở tổ đặc nhiệm A đều trở thành phiền toái trong lòng Lỗ Tiến. Vì bạn bè Diệp Phàm cũng bỏ một chút sức lực, ít nhất phải nắm được cái gì làm Lỗ Tiến phải sợ mới được. Thôn Vu Đình khá xa xã Chỉ Lâm, Trần Quân lái xe Việt dã 3 tiếng mới đến. Thứ nhất là đường gồ ghề, thứ hai là đường núi quanh co là nguyên nhân mà xe không đi nhanh được. Đường cũng thật sự xa, dọc theo ngọn núi xa. Ngồi trong xe giống như ngồi trong một chiếc kiệu, Diệp Phàm không khỏi nhớ đến khi mới tốt nghiệp trên đường đi đến đập nước Thiên Thủy, thấy có chút giống nhau. Thúy Nhi có hết giận chưa? Diệp Phàm hỏi. Hết giận, rất thoải mái. Không thể tưởng tượng được Thúy Nhi tôi có thể đánh chủ tịch xã Trương mấy cái bạt tai, còn đạp đồ chó này mấy cái. Hiện tại nghĩ lại còn có chút sợ, nếu chủ tịch xã Trương có thể ra thì nguy. Phạm Thúy Nhi có chút lo lắng, tuy nhiên, mặt vẫn rất vui vẻ. Sợ gì chứ, Thúy Nhi, chỉ cần có anh Diệp ở đây, chủ tịch xã Trương kia tính cái rắm. Bí thư huyện Tống Cương của các cô cũng không là gì. Không cần lo lắng, nếu có việc gì, cô gọi điện cho tôi. Tôi đến giải quyết thay cô. Trần Quân một bên lái xe một bên mắng. Cảm ơn anh Trần Quân. Phạm Thúy Nhi nói, thấy giày da của Diệp Phàm bẩn một chút. Vội vàng lấy khăn tay ra cẩn thận lau. Thôi đi, tôi tự làm là được. Diệp Phàm nói cảm giác vẫn khá thoải mái. Bí thư Phàm, anh là ân nhân của nhà họ Phạm, tôi hầu hạ anh là đúng. Nhà tôi nghèo, không có cái gì. Thúy Nhi còn có thể làm gì nữa. Tuy nhiên, ân nhân Thúy Nhi cả đời sẽ không quên. Hôm nay anh làm tôi thấy được hy vọng, dân chúng tôi có một ngày hãnh diện. Dân chúng tôi cũng không phải để mặc cho người khác ức hiếp. Thúy Nhi nay vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Thúy Nhi mỉm cười liên tục. Thôi vậy, tùy cô đi.
Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái hỏi. Cha cô thật sự không có cách nào khôi phục sao? Không có cách nào, bọn họ ra tay rất độc, mấy tháng trước có đến tỉnh thành kiểm tra, nói là có thể đi lại được. Nhưng phải dùng khung xương giả nhập khẩu, một ca phẫu thuật mấy trăm nghìn, nhà tôi nào có nhiều tiền như vậy? Cha tôi cũng biết, nói là dù sao cũng có thể đi, chỉ là khó coi một chút thôi. Dù sao già rồi, cứ kệ đấy. Thúy Nhi nói, nước mắt lại rơi lã chã. Mấy trăm nghìn tính cái gì, Thúy Nhi, cô yên tâm, anh Diệp sẽ cho cô. Trần Quân Hừ nói, tôi không cần, không thể phiền Phó Bí Thư Phàm thêm nữa. Phó Bí Thư Phàm cũng đã rất tốt với Thúy Nhi, miễn là bắt được chủ tịch xã Trương, nhà chúng tôi mới có đường sống. Tôi không cần cái khác, thật sự. Thúy Nhi chân thật nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, việc này sau này nói sau. Diệp Phàm khoát tay áo. Hơn 3 tiếng say, xe cuối cùng đến thôn Vu Đình. Ở giữa một sườn núi, mấy chục nóc nhà thưa thớt. Hẳn là không nhiều hộ gia đình, tuy nhiên, phong cảnh không tồi, không khí trong lành. Đứng giữa thung lũng hít một hơi thở sâu, cảm thấy đặc biệt thích thú. Nhà của Thúy Nhi thật ra được xây dựng bằng đá, bởi vì anh hai của Thúy Nhi là thợ đá. Tuy nhiên, bên trong sàn cũng trải bằng gỗ. Đến cửa sổ cũng làm bằng gỗ. Trong nhà không có cái gì, phòng khách có một chiếc bàn vuông bằng gỗ. Cạnh bàn là một bếp củi lớn. Diệp Phàm nhìn có chút xót xa. Thầm nói Kiều Báo Quốc xuống làm chủ tịch địa khu Nam Lĩnh muốn cải thiện cuộc sống của họ thực sự là một chặng đường xa. Khi Trần Quân mang mấy món rượu thuốc xa hoa lên bàn, Phạm Mãn Mãn vẫn run run tay nói là không quen hút loại thuốc xa hoa này, kiên quyết không nhận. Ba, đại ca hôm nay con đã đánh đổ chó chủ tịch xã Trương kia. Thúy Nhi tươi cười nói. Ôi, con đánh y, vậy phải làm sao bây giờ? Thúy Nhi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến nhà chú hai trốn tạm. Lúc này một người phụ nữ đang nhóm bếp sợ tới mức thanh củi trên tay cũng rơi xuống. Bà vội vàng quay lại nói với Thúy Nhi. Mẹ, không việc gì, có Phó Bí Thư Phàm ở đây bọn họ không dám làm gì. Vừa rồi Phó Bí Thư Phàm và anh Trần Quân đều đánh chủ tịch xã Trương. Sau đó Bí Thư Tống cũng đến, chủ tịch xã Trương kia đã bị Cục Công an địa khu bắt đi. Nghe nói Bí Thư Tống cũng không lớn bằng Cục trưởng Cục Công an bọn họ. Phạm Thúy Nhi vội vàng an ủi. Bác gái, yên tâm, không cần sợ. Nếu chủ tịch xã Trương bắt nạt người yếu thì bọn họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Yên tâm, họ không dám làm gì các bác đâu. Chúng tôi xuống đây là để giải quyết việc này. Phỏng chừng chủ tịch xã sẽ không ra được. Diệp Phàm thản nhiên an ủi. Thực sự không có việc gì sao Phó Bí Thư Phàm. Phạm Mãn Mãn vẻ mặt đầy vết nhăn nhìn Diệp Phàm còn nói thêm. Mọi người đều nói dân không đấu được với lãnh đạo lại bao che cho nhau, dân chúng làm sao có thể đấu thắng quan. Hơn nữa nghe nói anh rể chủ tịch xã Trương chính là bí thư huyện ủy Tống, thế lực của bọn họ quá lớn. Chúng tôi thì là việc nhỏ, chỉ sợ bọn họ bắt nạt Thúy Nhi, ôi. Cha, con không sợ, bọn họ dám đến con dám liều mạng với chúng. Thúy Nhi rất kiên cường. Hai bác yên tâm có Phó Bí Thư Phàm ở đây bọn họ không dám làm gì đây. Cháu đảm bảo. Trần Quân vỗ bàn, dùng lực một chút tiếng răng rắc vang lên. Bát sứ trong tay lập tức nát vụn, làm mọi người trong nhà đều ngẩn người. Việc này có sức thuyết phục hơn một lãnh đạo. Phạm Mãn Mãn chỉ vào Trần Quân, vui vẻ nói. Cậu là cao thủ võ lâm. Cao thủ không tính, cháu có luyện võ qua một thời gian. Cho nên, cháu nói rồi. Nếu bọn họ còn dám đến, cháu đánh gãy chân bọn chúng. Trần Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt sùng bái của người nhà họ Phạm, y rất thoải mái. Hơn nữa tùy tay cầm một cây củi gỗ trong góc bếp đập vào đầu gối, rắc một tiếng vang lên, cây củi gãy làm đôi. Lợi hại, đại ca thật sự là cao thủ võ lâm. Anh trai của Thúy Nhi Phạm Đông Trụ hai mắt thiếu chút nữa lòi ra, vẻ phục sát đất. Tạm tạm, Trần Quân thản nhiên cười. Khí phách mười phần nhẹ nhàng ngồi xuống. Diệp Phàm thấy khi người nhà họ Phạm bưng trà cho Trần Quân, không ngờ đều cúi đầu, hai tay nâng chén trà lên, như là làm lễ bái sư. Diệp Phàm trong lòng quả thật muốn bật cười, mà Trần Quân cũng thản nhiên nhận trà mà họ cung kính dâng. Cậu khoe khoảng giỏi lắm. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng với Trần Quân. Ha ha, không dám, không, trước mặt đại ca chỉ là một đứa trẻ. Trần Quân nói thầm. Bác trai,
bác nói cụ thể một chút với cháu việc hôm đó nhặt được tiền đồng và cắt được dây kia. Diệp Phàm cuối cùng nói vào chủ đề chính nhìn Phạm Man Mãn hỏi. Phó Bí Thư Phàm, tôi không có học, trước đây nhà nghèo không được đi học. Hôm nay đã muộn, chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày mai tôi đưa các anh đến tận nơi rồi nói rõ ràng. Buổi tối tôi sẽ chuẩn bị một chút, nên chuẩn bị dụng cụ việc này cũng cần có thời gian. Phạm Mãn Mãn nói. Phó Bí Thư Phàm, nghe nói các anh sẽ đến hôm nay tôi bắt một con thỏ trên núi cùng ba gà rừng. Buổi tối chúng ta ăn những thứ này. Cha tôi là thầy lang, về thảo dược là số một. Ông ấy nấu món thỏ rất ngon. Phạm Đông Trụ vội vàng nói. Vậy được, chúng ta có lộc ăn. Diệp Phàm cười cười. Sau khi Diệp Phàm kiên trì mãi, cha con Phạm Mãn Mãn mới nhận số thuốc và rượu xa hoa kia. Hai cha con cất giữ giống như cất giữ đồ quý. Thôn Vũ Đình về đêm rất yên tĩnh. Chỗ này buổi tối về cơ bản là không có hoạt động gì. Ăn cơm tối xong, tụ tập một chút nói chuyện phiếm, đến 8 giờ là về ngủ. Dù sao dân quê đều phải làm việc nhà nông, không nghỉ ngơi tốt hôm sau không có sức khỏe làm việc. Diệp Phàm cùng Trần Quân cũng thế. Chương 1620, buổi tối có đàn bà. Vừa mới bước vào phòng Diệp Phàm hơi ngây người một chút bởi vì hắn ngửi được mùi của nước hoa. Cẩn thận nhìn nhìn cười nói. Thúy Nhi, đây là phòng của em. Vâng, trong nhà em phòng này là tốt nhất, ngài là khách quý từ xa đến hẳn phải dành cho anh. Trên mặt Thúy Nhi hơi có chút ngượng ngùng, nói. Nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Phó Bí Thư Phàm, em lấy nước cho anh rửa chân, cha em đã chuẩn bị một chút thảo dược, bỏ vào chậu xoa bóp chân chắc chắn sẽ thoải mái. Việc này, Diệp Phàm có chút do dự sợ ảnh hưởng không tốt, dù sao cũng đang ở nhà họ Phạm, nghe nói người dân quê rất bảo thủ. Em không sợ anh sợ cái gì? Thúy Nhi có vẻ hơi giận, không ngờ hừ một tiếng, giọng cũng cao lên. Vậy thì ngâm chân vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Để em đi mang đến đây, cha em đã ngâm thảo dược sẵn rồi. Thúy Nhi mặt đỏ lên rất vui vẻ, chạy xuống dưới tầng. Mang lên một chậu gỗ cao tầm 1 mét bên trong ngâm đầy thảo dược. Khi Thúy Nhi bước vào Diệp Phàm thấy cô đã thay quần áo. Lần này là mặc váy màu hồng và áo vàng ngắn hơn một chút. Hơn nữa áo chỉ là buộc thắt, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà. Diệp Phàm cũng đang ngồi, Thúy Nhi ngồi xổm xuống cởi tất cho hắn. Sau khi đưa chân vào chậu ngâm, Diệp Phàm không kìm nổi khen. Thật thoải mái. Ha ha, em không nói sai chứ. Mấy xã quanh đây đều muốn có được thảo dược ngâm chân của cha em. Tuy nhiên, cha em không thích làm việc này. Nói đó đều là những người có tiền tìm niềm vui. Ông ấy nói ông ấy hái thảo dược để trị bệnh cứu người không phải hưởng thụ. Thúy Nhi mỉm cười nói. Cha em còn có cái gì? Diệp Phàm thản nhiên cười, có chút khâm phục ông già này. Vâng, có người nói cha em lạc hậu. Kỳ thật, em biết cha em là người tốt. Thúy Nhi nhẹ nhàng xoa bóp. Cũng không biết là bao nhiêu lâu, Thúy Nhi hình như xoa bóp mệt rồi. Diệp Phàm thấy trán cô toát rất nhiều mồ hôi, hơn nữa có chút nóng lên, Thúy Nhi thuận tay cởi cúc áo. Diệp Phàm ngồi xuống, liếc mắt một cái đã thấy khe ngực của Thúy Nhi. Đến bụng cũng có thể nhìn thấy. Sau đó Thúy Nhi đi rồi, Diệp Phàm nhìn dáng Thúy Nhi bước đi, trong lòng có chút tiếc nuối sao không chủ động. Xấu xa. Diệp Phàm hung hăng mắng chính mình một câu, ngả đầu ra ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Diệp Phàm đang ngủ tự nhiên nghe một tiếng động giống như tiếng kẹt cửa. Chẳng lẽ là chuột? Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, dùng đôi mắt ưng cố gắng nhìn vào khe cửa. Không lâu sau một bóng người xuất hiện. Không lẽ là kẻ trộm, chẳng thấy mình là người giàu có từ bên ngoài đến muốn đến ăn trộm. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng khi bóng người mờ mờ đến gần thiếu chút nữa Diệp Phàm kêu lên. Không ngờ là Thúy Nhi. Quái! Cô ấy tới đây làm gì? Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhìn chằm chằm Thúy Nhi. Thấy Thúy Nhi mặc một quần tam giác, toàn thân trống trơn. Không lâu, cô cầm chăn Diệp Phàm nói nhỏ giống như đang lẩm bẩm. Em không muốn nợ ân tình người khác, anh giúp em phải báo đáp anh. Hơn nữa, anh là người tốt, thân này cho anh em không hối hận. Thì ra là thế, Diệp Phàm giật mình cũng không lên tiếng. Đến gần một chút. Thúy Nhi nhẹ nhàng chui vào chăn đơn. Vì bây giờ là mùa hè, nơi này khá cao nên đắp một chiếc chăn đơn là được. Em việc gì phải vậy chứ? Thúy Nhi vừa chui vào nghe thấy giọng Diệp Phàm.
Em tình nguyện. Thúy Nhi khẽ nói, cả người áp vào người Diệp Phàm. Hai chóp nhọn kia gắt gao để thần kinh yếu ớt của Diệp Phàm. Cả đêm, Diệp Phàm rất bội phục mình. Không ngờ cứ như vậy ôm Thúy Nhi ngủ cả đêm, không động đến cô. Đương nhiên, có hành động là vuốt vẻ một chút, chỉ là không hành động thôi. Trời gần sáng, Thúy Nhi liền trốn đi, chủ yếu là sợ người trong nhà phát hiện ngại ngùng. Dù sao cũng là một cô gái, còn phải giữ thể diện. Diệp Phàm và Trần Quân cùng choáng. Đại ca, tối qua vui vẻ chứ? Diệp Phàm vừa mới đi ra, Trần Quân không ngờ vẻ mặt mờ ám nhỏ giọng hỏi. Thoải mái cái con khỉ, cậu đang nói mê có phải không? Diệp Phàm trong lòng có quỷ, tay liền cho Trần Quân một đấm. Tôi thấy hết, có gì giỏi, đơn giản là anh cùng Thúy Nhi. Nhưng không thể tưởng tượng được Diệp Phàm ở Thỏ Nhi Tuyền đứng đắn, hóa ra là quyết định ở nhà có thành tích. Tốt, tốt, trong nhà thoải mái nhỉ. Trần Quân nói xong câu này vội vàng chạy sang một bên, sợ Diệp Phàm đấm tiếp. Cậu thấy, quái, buổi tối cậu không ngủ theo dõi đúng không? Diệp Phàm cố ý hỏi. Không có, lúc đó tôi vừa đi nhà vệ sinh về, cho nên thấy một bóng người giống như vào phòng anh, chắc chắn là Thúy Nhi có phải không? Trần Quân cười kỳ bí. Đã biết còn nói, cậu không mau im miệng. Diệp Phàm giơ tay lên hừ một tiếng, hai người xuống nhà. Phó Bí Thư Phàm, mọi việc đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn cơm xong là có thể lên đường. Tuy nhiên, tất cả đều là đường núi, chắc phải đến 2 tiếng. Đường xa, hơn nữa căn bản là không phải là đường, đi khó khăn. Vị họ Trần này là võ lâm cao thủ đi đường không việc gì, chỉ sợ anh không chịu được. Phạm Mãn Mãn nói. Hắn không việc gì, yên tâm. Trần Quân dành trả lời trước. Mấy người vội vàng ăn cơm rồi đi. Vì là mùa hè, tuy nói mới sáng sớm, buổi sáng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Buổi sáng lưng chừng núi có một chút sương bao phủ, đường thật ra có đường nhưng bắt đầu đi có một đoạn đường nhỏ ruột dê, sau đó không có đường. Anh trai của Phạm Thúy Nhi Phạm Đông Trụ đi trước mở đường, y cầm dao vừa đi vừa phát. Bác Phạm, nhìn bác đi không tiện nhưng nhìn bác đi đường núi không thua chúng cháu. Diệp Phạm cười nói, đều là quen, tôi 8 tuổi bắt đầu theo vị thầy lang trong núi đi hái thảo dược. Lên núi xuống núi là thường không có gì ngạc nhiên. Nếu tôi giờ tật xấu, các cậu đã sớm bị bỏ lại phía sau. Phạm Mãn Mãn cười nói. Cha tôi rất có danh tiếng ở vùng này, trong vòng 10 dặm trở lại đây đều tìm ông lấy thuốc. Tuy nhiên, vì chân đi lại không tiện, hiện tại thời gian hái thuốc ít đi. Vì có ít thuốc nên người đến xem bệnh cũng ít đi rất nhiều. Thúy Nhi nói đến đây thở dài. Đều là do chủ tịch xã Trương kia, nếu không có Thúy Nhi ngăn cản tôi đã tìm y liều mình. Mẹ nó, đồ chó. Phạm Đông Trụ không kìm nổi, hung hăng bổ mấy nhát dao xuống đất, giải phóng một chút. Bác Phạm yên tâm, việc này xong, cháu đưa bác đến tỉnh thành để mổ. Diệp Phạm thản nhiên cười nói. Bỏ đi, rất đắt, đối với nông dân chúng tôi như vậy là rất đắt. Bình thường dùng một chút thảo dược là được. Phạm Mãn Mãn lắc đầu liên tục, mấy trăm nghìn đối với họ cả năm không thu được mấy chục nghìn mà nói thì thực sự là con số khổng lồ. Thật ra, cha tôi rất tốt, mỗi lần có người đến bắt mạch, đều thu rất ít tiền. Gặp những người nghèo như chúng tôi, còn không lấy tiền, hái thuốc không công. Phạm Thúy Nhi thở dài đỡ Phạm Mãn Mãn bước đi. Cô bé, người làm việc thiện sẽ được báo đáp. Tất cả mọi người nghèo, chúng ta có thể bỏ sức hái một chút thuốc, nhận như vậy là đúng thôi. Phạm Mãn Mãn nhìn con gái một cái còn nói thêm. Con không thấy. Người nhà chúng ta ra ngoài không đến đâu không có người nhiệt tình. Mặc kệ đến thôn nào, người ta đều nhiệt tình mời ăn cơm. Tuy nói cơm của nông dân không có gì, nhưng cũng là tấm lòng của người ta có phải không? Phạm Mãn Mãn rất hài lòng. 8 giờ, cuối cùng thấy được một gò đất nhỏ trong rừng, đường kính khoảng 50 mét, sườn núi bị bao vây bởi các dây đầy gai nhọn. Thật khó đi, Phạm Đông Trụ và Trần Quân cùng nhau dùng dao phát, không lâu mở ra một con đường khá tốt. Phạm Đông Trụ mở một ít nhánh cây trên đất, lộ ra một cửa hang. Phạm Mãn Mãn kiểm tra một chút không khí trong đó, sau đó nói có thể đi vào. Mấy người đi vào. Đi một hồi tới một khe đá, dưới ngọn đèn thấy một quan tài đã mục nát rải rác trên đất. Đây chính là chỗ tôi thấy tiền đồng. Lúc đó nhặt được mấy miếng tiền đồng, cũng không thấy có gì khác. Quần áo tơ lụa đều đã mục nát,
tôi thu lại đào hố chôn xuống đất một lần nữa. Làm phúc vì người tám đời an ổn. Phạm Mãn Mãn chỉ vào đó nói. Về sau chỉ vào vách núi bảo Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện thấy vết cắt của mấy cây mâu. Bên trong vẫn kéo dài, không biết đi đến đâu. Mấy người nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu đào. Phạm Thúy Nhi là trợ thủ, đưa khăn mặt rót nước lau mồ hôi. May mắn khe đá cũng lớn, cho nên, bùn đất đào xong có thể để đây, nếu phải đưa ra ngoài thì phiền. Tuy nhiên, thân cây mây vươn ra đều là khe đã hở, hai bên đều là tảng đá, hơn nữa, tất cả đều là nham thạch, rất cứng. Diệp Phàm cùng Trần Quân và Phạm Đông Trụ cố gắng không ít. Nhưng có thể đào vẫn rất chậm, đào hồi lâu mới đưa ra một cây mây khoảng 1 mét. Mục tiêu của Diệp Phàm là gốc cây mây, cũng không biết phải đào đến lúc nào mới được. Chỗ này là rừng núi, không thể dùng máy xúc, thật sự là phiền. Làm đến trưa, mấy người thiếu chút nữa thành con chó, mới đào hơn 1 mét. Thân cây vẫn ăn sâu, không biết phải đào đến khi nào. Chương 1621, Kinh Hồn. Đại ca, em thấy cứ đào như thế này không phải là cách hay. Em phải về Lang Đình để mang cái máy khoan đến. Loại này chỉ cần khoan một chút là tung ra được ngay, sau đó dùng thanh sắt cậy, tốc độ sẽ nhanh gấp vạn. Trần Quân đề nghị. Không có điện thì máy khoan có ích gì. Phạm Đông Trụ lắc đầu, cau mày nhìn tảng đá khó nhằn, vẻ mặt mệt mỏi. Ha ha, không có điện thì chúng ta dùng động cơ diesel không phải là đã giải quyết được rồi sao? Trần Quân thản nhiên cười nói. Động cơ diesel nặng như vậy, tìm mấy người khiêng cũng phải mất vài ngày. Phạm Đông Trụ nói. Động cơ diesel rất nặng sao? Không cần lo lắng, cá nhân tôi có thể giải quyết. Như thế này đi, anh và tôi cùng trở về, chuyện khiêng động cơ do tôi phụ trách, anh phụ trách một số thứ linh tinh khác như dầu diesel chẳng hạn. Trần Quân nói. Cậu thật có thể khiêng động cơ diesel à? Phạm Đông Trụ tròng mắt hơi lồi ra. Ha ha, các anh không phải đã nói cậu ta là cao thủ võ lâm sao? Một động cơ diesel nặng lắm mới khoảng 500 cân, không vấn đề gì, Trần Quân có thể làm ngon lành. Diệp Phàm cười nói, Phạm Đông Trụ không phản đối nữa, đi theo Trần Quân xuống núi. Lại gõ gõ không lâu nữa, Phạm Mãn Mãn nói là nếu đào tiếp thì hẳn sẽ phải qua đêm ở đây. Ông ta cũng đi về trước, nói là phải quay về lấy ít chăn và một ít đồ ăn. Diệp Phàm tiếp tục đào, tuy nhiên ở đây giờ chỉ còn lại Diệp Phàm và Phạm Thúy Nhi. Thúy Nhi thấy đã không còn ai khác nên cũng buông xuôi. Trên trán Diệp Phàm lấm tấm mồ hôi, Thúy Nhi liền đứng ở một bên lau đi. Khi đào được khoảng 3 mét thì thật kỳ lạ, Diệp Phàm phát hiện bên trong như còn có một khe đá rỗng. Thằng nhãi này trong lòng mừng rỡ, tưởng là đã tìm ra gốc rễ của cây mây rồi. Cho nên, lấy tinh thần hăng hái đào sống đào chết, cuối cùng đã mở ra được, nhìn thấy bên trong cái khe đá nhỏ lại dài rộng đến mức phải 3 người cũng có thể xoay người được. Diệp Phàm ngạc nhiên khi phát hiện thân cây mây ở trong này lại to hơn, nên ngoài cây mây có rễ mây lớn nhỏ. Thân cây mây ở trong khe đá còn to như cánh tay trẻ em, hơn nữa còn chia ra thành rất nhiều nhánh nhỏ, toàn bộ không gian trên vách đá của khe đá đều là thân cây mây bám vào. Còn có một thân cây ở ngay vách đá càng thô hơn, to như cánh tay người lớn vậy. Trên thân cây chẳng chịt hoa văn như nếp nhăn, sờ lên có cảm giác như da người. Hơn nữa, thân cây mây bám vào vách đá còn thõng xuống mấy quả gì đó như quả cà tím. Diệp Phàm xem xét cẩn thận thì xác định đây chắc hẳn là quả của cây mây, trên quả kia đều có các mắt nhỏ như lỗ kim lớn vậy. Thúy Nhi, nếu anh đoán không nhầm thì sau khi đập vỡ khối đá này ra đều là gốc thân cây mây. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì tốt rồi, đào ra được rồi thì có thể khám phá ra bí mật. Thúy Nhi nét mặt tươi cười, sờ vào quả kia ngửi ngửi, đột nhiên reo lên. Trái cây thơm quá, rất dễ chịu. Diệp lão đại sửng sốt, cũng đưa mũi lên hít mạnh vào, thở dài. Đúng là thơm thật, hình như rất dễ chịu nữa. Đây rốt cuộc là loại quả gì mà lại có thể tỏa ra mùi hương? Có lẽ bên trong thịt quả có mùi hương tỏa ra bên ngoài. Thúy Nhi lại ghé sát mũi vào hít sâu mấy cái, hình như là có chút ngây ngất rồi. Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười, đưa cánh tay lên gõ gõ. Theo âm thanh lách cách vang lên, đá liền rơi xuống như mưa. Diệp lão đại nhìn thấy hy vọng nên đứng lên dùng hết sức, thanh sắt dường như cũng trở nên sắc bén hơn. A! À, Diệp lão đại đang lúc mải làm, Thúy Nhi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết,
cả người bải hoải ngã xuống. Diệp lão đại vừa xoay người nhìn thì phát hiện một bóng xanh từ chỗ thân cây mây chui ra. Nó như có tính đàn hồi, dường như đang co duỗi. Diệp lão đại thi triển đôi mắt chim ưng nhìn lên, mắng. Mẹ nó, không ngờ là con mãng xà. Con chăn liền nhô đầu ra và cái cổ dài, đầu to trông tựa như đầu con cóc. Nhưng cái đầu rất lớn, to bằng một nửa quả bóng rổ, còn thân chăn đang co duỗi bò trên vách đá. Vừa nãy trên mặt vách đá có ít dây leo che khuất, Diệp lão đại đã không phát hiện nơi này còn có một khe động. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn lại mấy trái cây kia thì suýt chút nữa tức nổ mắt, bởi vì mấy trái cây như cả cà tím đang rớt xuống. Diệp Phàm vội vàng lay lay Thúy Nhi, lắc cho cô tỉnh lại. Thúy Nhi chỉ vào con chăn xấu xí kia, giọng run sợ hét lên. Chạy mau, mấy trái cây kia đều bị chăn ăn mất rồi. Ăn rồi. Diệp lão đại giận dữ, bản thân mình mệt nhoài như chó đang hấp hối thế này chính là vì mấy miếng trái cây kia. Đến cuối cùng lại bị con chăn chết tiệt này nuốt mất thành quả lao động. Diệp lão đại chưa từng phẫn nộ như vậy, nhìn chằm chằm con mãng xà kia. Còn con chăn cũng chú ý đến Diệp lão đại, mở miệng ra, cái lưỡi dài thè ra thụt vào thăm dò thật hư. Diệp lão đại giống lên một tiếng, tiện tay cầm thanh sắt dựa ở vách đá đánh về phía người con chăn. Tuy nhiên, con chăn kia thể hiện tốc độ nhanh hơn, chắc là nó đã đến rất nhiều lần chỗ trong này rồi. Địa hình quen thuộc nên vừa mở ngoạc miệng ra đã ngoạm chặt được thanh sắt kéo mạnh, bất ngờ bật qua người Thúy Nhi. Mẹ kiếp, lại còn có thể tấn công người à, lợi hại thật. Diệp lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, kéo Thúy Nhi lôi vào trong lòng. Thanh sắt nện vào vách đá loảng xoảng, bắn tung tóe lên nhiều tàn đỏ. Lực độ rất mạnh, nếu như Diệp lão đại không bị thương thì với thân thủ bát đẳng này phải chặt nó ra thành 6 khúc là cái chắc. Còn Diệp lão đại bây giờ chỉ là thân thủ tứ đẳng, hơn nữa trong lòng còn vướng Thúy Nhi đã bị sợ đến mức mềm nhũn ra. Diệp lão đại cảm thấy không thể đợi được nữa, mắt nhìn thấy con chăn kia đang cố gắng lách thân định trườn tới. Nếu uy lực của nó càng lớn hơn nữa thì Diệp lão đại cũng không thể để nó làm như vậy. Thuận tay cầm chiếc dùi cui điện cảnh sát dựa ở vách đá làm vũ khí hùng hổ bổ về phía con chăn, bạch bạch bạch. Con chăn xanh tuy nhanh nhẹn nhưng thủ pháp của Diệp lão đại cũng không chậm. Lần này có chuẩn bị nên thân con chăn bị Diệp lão đại hung hăng đập mạnh cho vài cái. Con chăn xanh nổi giận, ngoác miệng ra thật rộng, cái miệng của nó khi mở rộng ra lại có thể to như một chiếc chậu rửa mặt lớn. Miệng vừa cắn về phía Diệp lão đại một cái, một mùi hôi thối đã tỏa ra nồng nặc. Diệp Phàm trở tay không kịp, lập tức cầm dùi cui điện cắm thẳng vào miệng con chăn. Con chăn dù sao cũng không phải người, miệng đớp lấy dùi cui. Diệp lão đại liền bấm nút. Điện liền phóng ra lách tách. Loại dùi cui cảnh sát này chính là loại dùi cui điện đặc biệt của tổ đặc nhiệm A. Bình thường một cao thủ xấp xỉ tam đẳng khi bị trúng điện cũng sẽ nằm bẹp trên mặt đất, cường độ dòng điện phóng ra đặc biệt lớn. Con chăn xanh bị trúng điện, toàn thân co giật, run rẩy như bị người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Con vật hung dữ này cùng đường muốn dứt dậu, không ngờ có thể chịu được một lát, không thèm để ý đang bị điện giật lại lao về phía Diệp Phàm định cắn. Diệp Phàm vội đưa hai tay lên tóm chặt cổ chăn, không có nó cắn xuống dưới. Thúy Nhi, trong giày của anh có dao găm, em hãy rút ra đâm mạnh vào. Nguy đến nơi rồi. Diệp lão đại cũng kịp để ý gì đến thể diện của cao thủ gì nữa, vội kêu lên. Bởi vì, hắn cảm thấy thân con chăn ngày càng trườn ra, nếu nó trườn được cả người lại đây thì chắc là mình và Thúy Nhi bị nó đè chết trong không gian hẹp này cũng là điều khó nói. Vì khe đá quá nhỏ. Võ nghệ và phi đao đều không dùng được mấy. Ở trong này chính là so xem bên nào mạnh hơn, bên nào chịu đựng được lâu hơn. Đây chính là đánh giáp lá cà. Em, Thúy Nhi cả người đều mềm nhũn ra, cơ bản là đến nói cũng không rõ ràng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai bên rằng có mấy phút liền, Diệp lão cảm thấy dần đuối sức vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, vội vàng nói tiếp. Thúy Nhi, nếu em không đâm thì cả hai chúng ta đều xong đời. Nhanh lên, rút, ra đi, nhắm mắt lại mà đâm. Thấy Diệp lão đại liều mình cổ vũ, Thúy Nhi cuối cùng đã rút được chiếc dao găm đặc chế của tổ đặc nhiệm A ra. Đâm đi, em hãy nghĩ nó là chủ tịch xã Trương chính là con rắn đáng chết này. Đâm đi. Diệp lão đại giọng hơi khàn khàn kêu to vì đã gào lên mấy chục lần rồi. Tao đâm chết mày, đồ súc sinh này, súc sinh, súc sinh.
Trương xúc sinh. Nhắc đến chủ tịch xã Trương, Thúy Nhi liền có động lực. Mắt đỏ ngầu lên, tay đâm mạnh xuống. Tuy nhiên, rõ ràng là da chăn rất trơn. Hơn nữa, con chăn này chắc cũng lâu năm rồi, da còn dày hơn cả da trâu rất nhiều. Thúy Nhi đâm 7-8 nhát mà vẫn không đâm vào được. Đâm đi, đâm chết lão chủ tịch xã Trương đi, con chó Nhật kia, báo thù cho cha của em. Diệp lão đại cảm giác hai tay ngày càng như nhũn ra, miệng chăn hạ thấp tí nữa sẽ chạm vào đầu. Đâm chết tên xúc sinh này. Thúy Nhi hai tay nắm chặt dao găm, dùng hết sức đâm xuống. Cuối cùng, bụp một tiếng như quả bóng bay bị châm thủng vậy. Da con chăn già tuy cứng nhưng cũng chịu không nổi mười mấy nhát dao làm bằng hợp kim của quân đội hiện đại, cuối cùng đã bị đâm thủng. Lập tức máu phun ra như nước suối, bắn đầy lên người Thúy Nhi. Tiếp tục đâm, dùng dao găm ngoáy loạn lên làm máu chảy cạn đi. Diệp lão đại gào lên, trong lòng chợt nhớ lại lần gặp phải con chăn mấy trăm tuổi thành tinh ở đập nước Thiên Thủy, thầm nhủ con chăn này lẽ nào vì cây mây này mà định cư ở đây. Nếu trái cây bị chăn ăn vào, cái này theo sách nói sẽ là vật bổ béo vô cùng, bình thường chăn đều không có độc. Diệp lão đại đang đấu tranh tư tưởng phức tạp, bởi vì, hắn muốn hút máu con chăn này, nhưng lại sợ nếu làm bừa có thể sẽ làm hại đến cái mạng nhỏ của mình. Mắt nhìn thấy con chăn đang giãy giụa, máu bắn đầy trên người Thúy Nhi chảy cả xuống đất. Kệ, mẹ kiếp, không chừng còn có thể hồi phục công lực của mình. Diệp lão đại hạ quyết tâm, bảo Thúy Nhi đổi chỗ tiếp tục đâm vào chỗ khác. Kề miệng của mình lên chỗ nhát dao đầu tiên kia, không lâu sau thấy mùi tanh lẫn vị mặn mặn, Diệp lão đại có cảm giác đã hút máu chăn vào trong bụng. Máu của nó nhiều thật, mẹ nó chứ, Diệp lão đại cuối cùng hút đến mở cả mắt, lại lấy hơi hút tiếp, hút đến mức trời đất u ám. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, giọng của Thúy Nhi vang lên nói. Nó chết rồi, không động đậy rồi. Diệp Phàm mới mở mắt, lau máu chăn trên mặt, Thúy Nhi mang chiếc khăn mặt đến lau cho rất nhiều. Tuy nhiên, máu chăn cũng không dễ lau. Đợi sau khi lau sạch sẽ xong, mắt Diệp lão đại sáng ngời, lập tức ngây ngẩn cả người ra, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ quần áo của Thúy Nhi đều bị xé rách. Cái áo chip không biết bị rơi ở chỗ nào, quần cũng bị toạc hai miếng, lộ cả một bên mông ra ngoài, tình cảnh thật khiến cho người ta điên đảo. Hơn nữa trên người Thúy Nhi còn ướt sũng máu, Diệp lão đại đột nhiên cảm thấy trong bụng nóng lên, bốc hỏa từ chân lên tận cái đầu. Chương 1622, cảnh xuân đẹp vô cùng. Thúy Nhi. Diệp lão đại hét lên một tiếng liền kéo Thúy Nhi vào trong lòng. Thằng nhãi này tương đối thô lỗ, một nhát hai nhát đã xé quần áo, hơn 10 giây sau, Thúy Nhi đã trở nên trần như nhộng, người dính đầy máu chăn. Hai người miệng đầy mùi máu chăn tanh nồng dán chặt vào nhau, cả hai người đều quên đi cảm giác sợ hãi khi nãy, vừa mới trải qua trận chiến sinh tử, tâm lý đều cần được an ủi. Diệp lão đại giở trò, tùy ý sờ nắn các vị trí trên người cô gái. Còn Thúy Nhi dù sao cũng là trinh nữ chưa từng trải sự đời, hơn nữa vừa rồi bị sợ hãi nên người đang căng thẳng lập tức thả lỏng. Vì thế cô bị Diệp lão đại kích thích đến mức không còn là chính mình nữa. Ở trong khe đá vang lên tiếng kêu rên lớn, nếu là ở bên ngoài nhất định có thể vang xa mấy trăm mét. Không lâu sau, cả hai thân thể rốt cuộc đã hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Trong lúc mê mẩn, Diệp lão đại đã đưa vào một chỗ hẹp và trơn. Có thể là do máu chăn kích thích nên Diệp lão đại quên cả thương hoa tiếc ngọc, không phải đưa súng vào từ từ mà đâm thẳng vào trong gần đến tận đáy. Còn Thúy Nhi sau khi liều mạng đâm vào con chăn cũng không cảm nhận được đau đớn nữa. Hai thân thể dính đầy máu tươi lật qua lật lại thành một khối. Giống như trong trận chiến sinh tử với con chăn xanh kia, hai người phối hợp rất ăn ý, đang cố gắng ép vào, đón lấy, chỉ hận là không thể hòa làm một trong thân thể của đối phương. Thời gian của cuộc giao hoan này khá dài, dù thế nào Diệp Phàm cảm giác ít nhất phải gần 30 phút mới dừng lại. Hai người mệt nhoài, dựa nghiêng vào vách đá, còn con chăn đáng thương kia thì nằm ngay dưới mông, chính thức trở thành con chăn phong lưu dưới tán cây thạch lựu. Mẹ nó, cái đồ đáng chết này. Diệp lão đại duỗi chân ra đá mạnh khiến thân con chăn văng ra. Ây da, cha em sắp quay lại rồi, mặc vào nhanh lên. Thúy Nhi chợt nghĩ đến việc làm xấu hổ. Liền vội vàng ra ngoài khe đá, lấy nước tắm rửa qua loa một hồi. Nhưng vì không mang theo quần áo để thay nên lúc này quả là có chút rắc rối. Sau khi lau rửa toàn thân,
Thúy Nhi ánh mắt ái ngại nhìn chiếc quần bị Diệp Phàm trong lúc nhất thời không chú ý suýt chút nữa đã xé thành vải vụn. Miệng lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ? Lại không có kim, có được cách gì chứ? Diệp lão đại hai tay tê liệt, liếc nhìn thân thể lõa lổ của Thúy Nhi một cái, cũng có vẻ thấy xấu hổ. Thằng nhãi này lúc này cũng không có được chủ ý gì. Mau nghĩ cách đi, bằng không đợi khi bọn họ quay lại thì phiền lắm. Thúy Nhi đã sắp khóc, mặt đỏ như bị lửa đốt, không biết là vì máu chăn hay là còn vì nguyên nhân gì. Không sao đâu, nếu cha em đến trước, chúng ta liền kêu to lên một tiếng, nói là gặp phải mãng xà lâu năm, quần áo đều bị chăn cắn xé hết là được. Diệp lão đại đưa ra cái chủ ý vớ vẩn, cách này dù sao cũng chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi. Thôi đành vậy, cũng không có cách nào khác rồi. Thúy Nhi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, sửa sang lại quần áo dính máu một chút rồi mặc lên người. Ít nhất còn có thể che được một số bộ phận quan trọng. Diệp lão đại lại càng nhếch nhác hơn, đem cái quần đùi dính đầy máu chăn mặc lên người rồi xé một đường tới tận eo lưng, quả thực có chút giống với tư thế của anh chàng Ivan của Mỹ. Không lâu sau, bên ngoài vang lên giọng nói của Trần Quân, Phạm Đông Trụ và Phạm Mãn Mãn. Ba người cùng nhau đẩy chiếc máy khoan bằng dầu diesel rất nặng kia. Trần Quân, không cần đẩy nữa. Chúng tôi đào được vào trong rồi. Diệp Phàm gào lên. Đào được vào trong rồi, tốt thật đấy, mẹ kiếp, mệt chết ông đây rồi, chuyển cái đồ đần độn này đến lại vô ích rồi. Trần Quân hùng hùng hổ hổ quăng chiếc máy sang một bên, đào cái khe đá rộng hơn một chút để ba người bỏ vào. Cha, mọi người đợi một chút. Lúc này giọng nói ngượng ngùng của Thúy Nhi vang lên. Bé con, làm gì thế? Có phải đã mệt rồi không? Phạm Mãn Mãn ân cần hỏi. Vừa nãy gặp phải một con chăn xanh đáng chết, rất to. Suýt chút nữa hai chúng con đều bị nó nuốt sống rồi. Vì thế, khi vật lộn, quần áo đều bị. Phạm Thúy Nhi nói đến đây thì nói không thành lời nữa. Quần áo đều bị xé rách phải không nào? Trần Quân lớn tiếng hỏi. Đã biết rồi còn hỏi, mau ném quần áo vào. Mẹ nó, suýt chút nữa về chầu Diêm Vương rồi, rõ thật là mệt gần chết. Diệp lão đại cố ý chửi một câu thậm tệ, tất nhiên là để lấp liếm rồi. Ha ha, rõ rồi. Trần Quân cười gượng một tiếng, dù sao vẫn đem quần áo ném vào trong. Hai người nhanh chóng thay quần áo. Tuy nhiên, khi tới chỗ ngoài khe đá, Phạm Mãn Mãn và Phạm Đông Trụ tuy không tỏ thái độ gì, chỉ gặng hỏi Thúy Nhi có bị thương ở đâu không. Còn Trần Quân ở đâu cũng nào nhướn mày nháy mắt, miệng cười khan không ngớt. Sau khi bị Diệp lão đại hung hăng giẫm cho một cái mới nghiêm túc trở lại, miệng nói thầm. Hai người đang phong lưu, có liên quan gì đến em đâu. Giẫm chân em không thương tiếc để chút giận à, thật đen đủi. Đến khi nhìn thấy con chăn xanh dài mười mấy mét, ba người nhóm Trần Quân cũng hoảng sợ. Cừ thật, thật đúng là đại anh hùng. Trần Quân hớn hở chạy nhanh đến trước mặt con chăn xanh, bất ngờ ôm đầu con chăn hung dữ đang bê bết máu hôn một cái biểu diễn. Diệp lão đại nhìn thấy trông phát ói, cười nói. Trần Quân, đã thích như vậy thì đem về nhà bầu bạn cho rồi. Miễn đi, em ăn nó vào bụng là được rồi. Trần Quân vẻ mặt đắc ý cười. Một chân dẫm mạnh lên thân con chăn. Phạm Mãn Mãn sau khi kiểm tra con chăn xanh một cách cẩn thận nói. Nếu tôi đoán không sai thì con chăn xanh này hẳn đã sống tới 200-300 năm tuổi rồi. Thịt của nó cực kỳ bổ, chúng ta hãy làm cho tốt, đem phơi nắng còn có thể làm dược liệu. Ồ, đúng rồi, vừa nãy anh nói mấy trái mây bị con chăn này nuốt mất phải không? Phạm Đông Trụ như chợt nhớ ra điều gì, vội vã hỏi. Ừ. Bị con chăn chết tiệt kia ngoạm một miếng nuốt mất. Diệp lão đại lại nổi giận, đá cho con chăn kia một cú mạnh. Giữ chặt vào, mau rạch nó ra, biết đâu quả mây kia con chưa bị tiêu hóa mấy. Nếu như thế thật thì có thể lấy ra gọt đi, ăn ngay lập tức chắc là vẫn còn hiệu nghiệm. Phạm Mãn Mãn có chút gấp gáp. Bắt tay vào mổ xẻ con chăn, tuy nhiên da con chăn này không cứng và dày như bình thường. Đồng chí lão Phạm phải mất một lực lớn mới rạch được một khe nhỏ. Ông già thở dài nói, người già rồi, không ổn rồi, nếu là thời thanh niên thì cái này có ăn thua gì. Không ngờ một khi già đi thì đến con chăn cũng không mổ ra được. Ha ha, chú Phạm à, không phải là chú đã già, mà chính vì con chăn này đã cứng tuổi, cho nên da nó quá dày không đâm vào được. Hay là để cháu đi. Diệp lão đại thản nhiên cười,
cầm lưỡi dao của quân đội nghịch như đang múa. Theo tư thế tay của Diệp lão đại, lớp da dày của con chăn xanh kia mềm như đậu phụ trong tay hắn, không lâu sau bị xé toạc ra, hơn nữa còn giữ được nguyên vẹn. Ba người lão Phạm đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm quan sát. Không thể ngờ được bí thư Diệp Phạm lại là một cao thủ. Nhìn dao cứa vào thịt, da thịt được tách ra rõ ràng, bào đinh xẻ thịt trâu của thời cổ chắc cũng chỉ như vậy thôi. Vừa nãy tôi còn nói khi thanh niên cái gì, chê cười rồi. Lão Phạm không khỏi gãi cằm, tán thưởng nói. Bí thư Phạm có thể đánh chết con chăn xanh lớn như vậy, hẳn phải là một cao thủ rồi. Lúc này, Phạm Đông Trụ có vẻ khâm phục nói. May mắn thôi, vừa nãy nếu không phải Thúy Nhi dùng dao đâm chết nó thì chắc là hai chúng tôi bây giờ đều đang ngủ ngon trong bụng chăn rồi. Diệp Phạm thản nhiên cười nói, đương nhiên sẽ không lộ chân tướng rồi. Đúng vậy, khi nãy tôi đâm mấy chục nhát mới đâm vào được, nguy hiểm thật. Phạm Thúy Nhi vuốt ngực, dáng vẻ vẫn còn sợ sệt. Không nguy hiểm nữa là tốt rồi. Lão Phạm liếc nhìn con gái mắt một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phạm như phát hiện được cái gì, chắc là chuyện vừa nãy của mình và Thúy Nhi đã khiến lão Phạm sinh nghi. Tuy nhiên, ông già này cũng tương đối sâu sắc, không hé răng gì nữa. May thật, còn thừa lại hơn một nửa chưa bị tiêu hóa hết. Lão Phạm vừa rửa trái cây vừa nói. Đúng lúc này, Trần Quân kêu lên, nói. Lão Phạm, chú hãy nhìn xem, quả cà tím kia bị mềm nhũn một chút rồi. Trần Quân gọi trái cây kia là quả cà tím vì hình dạng của nó quả thật có chút tương đồng. Gai to rồi, đúng là có chút mềm nhũn rồi. Chắc là dịch vị trong người con chăn đã ngấm vào trong trái cây rồi. Vì thế, con chăn tuy đã chết nhưng dịch tiêu hóa vẫn xâm nhập vào trái cây. Thật đáng tiếc. Lão Phạm nói đến đây, lại kiểm tra lại một lần nữa. Đại ca, anh lập tức ăn nó rồi hãy đi. Phải tiêu hóa cũng phải để nó bị tiêu hóa trong dạ dày của anh, đừng lãng phí, tiếc lắm. Lúc này, Trần Quân nói, biết Diệp Phạm bây giờ võ công đã mất đi hơn một nửa. Thứ này có lẽ có thể giúp hắn khôi phục một ít công lực. Không được đâu, dịch tiêu hóa của con chăn và dịch tiêu hóa của người nến xảy ra phản ứng thì phiền phức to. Chỉ sợ trong này có độc, không thể ăn một cách tùy tiện được. Lão Phạm lắc lắc đầu. Không sao đâu, tôi vừa mới uống máu chăn, thứ này chắc không sao đâu. Diệp Phạm thản nhiên cười, đón nhận quả cà tím, bắt đầu gặm như đang dùng bữa vậy. Xôm xốp một hồi. Cả quả đã bị nuốt toàn bộ vào bụng. Nếu có phản ứng thì tôi trở về rửa ruột. Diệp Phàm cười nói. Vậy chúng ta mau trở về đi, chỉ e rằng nếu xảy ra phản ứng thì sẽ không kịp đến xã Chỉ Lâm đâu. Lão Phạm đúng là sợ bí thư Phàm xảy ra chuyện gì thật. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì Phạm gia gặp đen đủi lớn rồi. Vậy mau đi nhanh lên. Trần Quân cũng có chút lo lắng về điều này. Quay về. Diệp lão đại gật đầu. Kỳ thực, chính bản thân hắn cũng có chút lo lắng như thế. Mặc kệ, để khôi phục công lực, hắn cũng bất chấp, thực ra trong lòng cũng không dám chắc nữa. Cái máy động cơ dầu diesel này phải làm sao bây giờ? Phạm Đông Trụ hỏi. Không cần nữa. Trần Quân thản nhiên nói. Thật đáng tiếc, một chiếc máy đã mất đến mấy nghìn ấy. Phạm Đông Trụ có chút không nỡ. Anh thích thì tặng cho anh. Sau này rảnh thì quay lại chuyển đi là được. Trần Quân thuận miệng nói. Mấy người vội vàng đi xuống núi. Tuy nhiên, tư thế đi của Thúy Nhi có chút kỳ lạ, không thể bước nhanh được, hình như là do vừa nãy bị rách màng trinh. Diệp Phàm nhìn thấy liền nói. Thúy Nhi, đến đây để anh cõng em đi. Có lẽ do vừa nãy em quá sợ hãi nên đến chân cũng bị mềm nhũn ra phải không? Không cần đâu, em ổn mà. Lúc nãy bị dọa cho sợ hãi. Bây giờ người vẫn như nhũn ra, nhưng đi bộ thì không sao đâu. Thúy Nhi lắc đầu, mặt đã hơi đỏ lên. Để anh cõng em gái. Phạm Đông Trụ liếc nhìn em gái một cái nói. Thực ra Phạm Đông Trụ cũng không ngu, hẳn là đã cảm nhận được cái gì đó. Tuy nhiên nếu như em gái đã tự nguyện thì tất nhiên Phạm Đông Trụ sẽ không truy cứu việc này nữa, đó là chuyện chưa khảo đã xưng. Không sao đâu, tự em đi được. Thúy Nhi có chút ngượng ngùng. Kiên quyết lắc đầu, cô lén nhìn Diệp lão đại một cái, chắc là sợ Diệp lão đại khó chịu.